Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 25. Hoàng Minh Chiết vừa nghe thấy Hoàng Thiên nói lời này, lập tức sợ ngây người. Vừa bắt đầu đã không chịu nổi rồi, vậy nếu tiếp tục làm tiếp, thì cậu ta còn bị đánh thành ra bộ dạng gì? Anh Thiên, anh không thể như vậy được, em chính là em trai của anh. Chúng ta có chung một người cha đó. Hoàng Minh Chiết hoảng sợ, vẻ mặt đầy khổ sở nói với Hoàng Thiên. Vừa nghe lời này, Hoàng Thiên lại càng nổi cơn giận. Tên Hoàng Minh Chiết này, lại còn nhớ là có chung một người cha. Nếu cậu ta có thể niệm tình cho dù chỉ một tí ti tình anh em, thì đã không đến mức làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên lại tát cho một trận, tát vào mặt Hoàng Minh Chiết. Cuối cùng tát đến đau cả tay, lúc này Hoàng Thiên mời dừng tay. Dầm! Hoàng Minh Chiết thực sự chịu không nổi nữa, cả người vặn vẹo, ngã xuống dưới đất. Lại nhìn tên này, mặt sưng không ra gì, gần như không nhận ra nữa. Hoàng Thiên, đừng đánh cậu ta chết thật. Lâm Ngọc An có chút sợ hãi, nhìn thấy Hoàng Minh Chiết nằm dưới đất không nhúc nhích, cô còn tưởng là Hoàng Thiên đánh chết Hoàng Minh Chiết rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Lâm Ngọc An, đánh chết thì đánh chết, loại cặn bã này, chết cũng không tiếc. Nhưng mà, đánh chết cậu ta thì phiền phức to rồi, cha anh có thể tha cho anh sao? Lâm Ngọc An lo lắng nhìn Hoàng Thiên hỏi. Hoàng Thiên đau lòng nhìn Lâm Ngọc An, trên mặt vợ lại có dấu vết bị đánh, hơn nữa ban nãy cô ấy còn tuyệt vọng đến mức nào. Suýt thì bị thằng cặn bã Hoàng Minh Chiết gây họa rồi. Không tha cho anh thì đã làm sao? Nếu cha thực sự vì Hoàng Minh Chiết mà muốn giết anh, vậy anh cũng không bận tâm nhiều nữa. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Lâm Ngọc An run lên trong lòng, cô nghe hiểu được, Hoàng Thiên vì cô, thực sự là có thể không quan tâm đến tất cả. Hơn nữa lời nói của Hoàng Thiên đã rất rõ ràng, nếu Hoàng Văn Thành vì Hoàng Minh Chiết, muốn xích mích với Hoàng Thiên, thì Hoàng Thiên cũng sẽ không thèm quan tâm đến tình cha con nữa. Nghĩ cũng phải, tên Hoàng Minh Chiết này thực sự đã làm chuyện quá đáng, nếu Hoàng Văn Thành biết rõ Hoàng Minh Chiết làm ra loại chuyện như vậy, mà vẫn còn muốn bao che, vậy thì Hoàng Thiên thực sự cũng không cần thiết phải giải thích. Trên thế giới này, vốn dĩ cũng không có nhiều chuyện có thể giải thích. Em biết rồi chồng, nhưng tốt nhất vẫn nên đưa Hoàng Minh Chiết về, để cha xử lý đi. Lâm Ngọc An khẽ thở dài, khuyên bảo Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn Lâm Ngọc An, trong lòng liền xúc động. Người vợ tốt đến vậy. Ở trong tình huống này, vẫn có thể giữ lý trí, còn đang cố gắng dàn xếp ổn thỏa, còn đang suy nghĩ cho anh. Thế nhưng đêm nay, Hoàng Thiên thực sự đã quá giận dữ, anh không muốn dàn xếp ổn thỏa. Nhìn Hoàng Minh Chiết nằm dưới đất giống như con chó chết, Hoàng Thiên đi đến tàn nhẫn đá hai phát, vào bụng của Hoàng Minh Chiết. Ai ra? Hoàng Minh Chiết bị đá đau làm cho tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy Hoàng Thiên, vẻ mặt Hoàng Minh Chiết liền trắng bệch. Anh cả, anh đừng đánh em nữa. Em không chịu nổi nữa oa. Vẻ mặt Hoàng Minh Chiết như đưa đám, sợ hãi nhìn Hoàng Thiên. Bây giờ thằng nhãi này đã thực sự cảm thấy sợ hãi, cậu ta phát hiện Hoàng Thiên thực sự không hề dễ chọc vào, khác xa so với dáng vẻ cậu ta dự đoán lúc trước. Trước đây cậu ta dự đoán, Hoàng Thiên chỉ là tốt số mà thôi. Là cậu cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Hoàng. Hơn nữa Hoàng Thiên còn ở rể ở thành phố Bắc Ninh, đi khỏi nhà họ Hoàng 10 năm này. Hoàng Thiên sống không bằng một con chó, ở Hà Nội rất nhiều người đều biết chuyện này. Đến ngay cả Lương Thiện Trường lúc trước tìm đến tận nhà, cũng giới thiệu như vậy với Hoàng Minh Chiết, nói cho Hoàng Minh Chiết biết, Hoàng Thiên là một tên rác rưởi, rất dễ xử lý. Nhưng bây giờ xem ra, những người này nói đều không đúng, quá nông cạn, Hoàng Thiên đâu có rác rưởi chút nào. Đỡ hai quai hàm, Hoàng Minh Chiết đau đớn, trong miệng toàn là máu, chỉ còn lại 5 chiếc răng. Mày không chịu nổi nữa. Vợ tao thì chịu được sao? Ban nãy có phải mày đánh cô ấy rồi không? Giọng nói lạnh như băng của Hoàng Thiên quát hỏi. Hoàng Minh Chiết bị hỏi đến mức câm miệng không trả lời được. Ban nãy cậu ta ăn hiếp Lâm Ngọc An không hề ít, hơn nữa còn dùng sức, có thể nói là chuẩn bị làm ra chuyện không phải người. Đúng đúng đúng, em rất có lỗi với chị dâu, anh cả anh bất giận, nể tình việc chúng ta có cùng dòng máu chảy trong cơ thể, anh hãy đối xử khoan dung đi. Miệng của Hoàng Minh Chiết cũng khá là biết cách ăn nói. Mắt chấp chấp nhìn Hoàng Thiên, vẫn còn muốn qua cửa ải. Hoàng Thiên một chữ cũng không nghe lọt, Hoàng Minh Chiết càng xin tha như vậy, lửa giận của Hoàng Thiên lại càng lớn. Mày đứng dậy cho tao. Hoàng Thiên nói. Hoàng Minh Chiết mừng trộm trong lòng, thấy Hoàng Thiên bảo cậu ta đứng dậy, cậu ta còn tưởng Hoàng Thiên đã tha thứ cho cậu ta. Anh cả, em biết ngay anh sẽ không tuyệt tình như vậy, hi hi hi. Bốp. Không đợi Hoàng Minh Chiết nói xong. Hoàng Thiên cầm lấy chiếc máy tính xách tay ở bên tay, đập vào mặt của Hoàng Minh Chiết.
Vỏ ngoài máy tính vỡ tan nát, Hoàng Minh Chiết bị đánh đến mức mặt đầy máu, nặng nề ngã ngửa xuống dưới đất. Ót chạm đất, lần này ngã đúng là không hề nhẹ. Nếu không phải là mạng lớn, thì lần này Hoàng Minh Chiết đã ngã chết rồi. May là như vậy, lần này ngã cũng mất đi hơn nửa cái mạng của Hoàng Minh Chiết, đã chấn động não nghiêm trọng rồi. Nghe thấy tiếng động bên này ầm ĩ to như vậy, quản gia Trần dẫn theo người chạy vội tới. Ông ấy đã trói rồng đen và hai tên ăn mặc như phục vụ kia lại, đang chuẩn bị thu xếp xác của hổ đen, lại phát hiện ở căn phòng này Hoàng Thiên hành hạ rất gay gắt. Cậu chủ, cái này, cái này. Quản gia Trần nhìn nhiều hiểu rộng cũng ngẩn người, nhìn thấy Hoàng Minh Chiết nằm dưới mặt đất không hề nhúc nhích, bộ dạng mặt đầy máu, quản gia Trần sợ hãi có chút lắp bắp. Rất bất ngờ sao? Hoàng Thiên nhìn quản gia Trần, hỏi ông ấy. Quản gia Trần đâu chỉ là bất ngờ, bây giờ ông ấy còn đang sợ hãi. Đó lại còn là cậu chủ Chiết, rất được ông chủ nuông chiều, lại bị đánh đến mức không rõ sống chết. Cậu chủ, cậu đánh chết cậu ấy rồi. Giọng nói của quản gia Trần run rẩy hỏi Hoàng Thiên. Không biết là sống hay chết, ông không cần lo lắng, chuyện này không liên quan gì đến các ông. Hoàng Thiên nói rất sửng dưng. Lúc này quản gia Trần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông ấy biết, ngộ nhỡ Hoàng Minh Chiết thật sự chết rồi, ông ấy chắc chắn sẽ không thoát khỏi có liên quan. Dù sao thì, ông ấy đến để xử lý giải quyết công việc, hơn nữa lúc ông ấy đến, Hoàng Minh Chiết vẫn còn chưa chết. Có ông ấy ở đây, nếu Hoàng Thiên còn đánh chết Hoàng Minh Chiết, thì ông ấy phải ăn nói thế nào với Hoàng Văn Thành. Quản gia Trần hoảng sợ trong lòng, ông ấy đi đến kiểm tra thử hơi thở bằng mũi của Hoàng Minh Chiết, cảm thấy Hoàng Minh Chiết vẫn còn thở, lúc này mới yên tâm hơn rất nhiều. Cậu chủ Chiết cậu ấy vẫn chưa chết. Quản gia Trần vội vàng nói với Hoàng Thiên. Bây giờ ông ấy cũng rất sợ hãi Hoàng Thiên. Không chỉ là sợ hãi, quản gia Trần còn khá là khâm phục Hoàng Thiên. Dù sao thì đám người rồng đen và hổ đen, tận mấy người, Hoàng Thiên lại có thể xử lý hết những người này, thực lực cũng rất mạnh. Ông đi trước đi, đưa ba người rồng đen đến một nơi yên tĩnh chút, lát nữa tôi sẽ qua. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với quản gia Trần. Vâng, cậu chủ, vậy cậu chủ Chiết thì sao? Quản gia Trần vẫn rất lo lắng hỏi một câu. Ông ấy thực sự sợ sau khi mình đi khỏi, Hoàng Thiên trong cơn nóng giận sẽ giết chết Hoàng Minh Chiết. Thấy quản gia Trần lo lắng như vậy, Hoàng Thiên cũng nhận ra trong lòng của ông ấy đang lo lắng điều gì. Quản gia Trần, ông không cần phải lo lắng, chuyện tiếp theo nên làm sao tôi đều nắm chắc trong lòng. Hơn nữa tất cả đều không liên quan tới ông. Hoàng Thiên nói với quản gia Trần. Quản gia Trần sửng sốt một chút. Tranh thủ thời gian gật đầu nói, vâng, tôi biết rồi, cậu chủ, vậy tôi đi trước. Đi đi. Hoàng Thiên phất tay với quản gia Trần. Quản gia Trần mang theo người rời khỏi nơi này, mang ba người rồng đen hôn mê bất tỉnh đi. Xác hổ đen cũng cùng chở theo, Hoàng Thiên biết quản gia Trần sẽ tự xử lý thỏa đáng. Đau chết tôi. Tôi không sống được, tôi muốn chết quá. Hoàng Minh Chiết ôm đầu, nằm ở đó lẩm bẩm nói. Hoàng Thiên thấy thằng nhóc này đã tỉnh, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt không khỏi lóe lên. Lập tức đứng lên cho tôi, đừng giả chết nữa. Hoàng Thiên tức giận nói. Trong lòng Hoàng Minh Chiết cũng hận chết Hoàng Thiên, bây giờ cậu ta cũng không hề nhận ra lỗi lầm của mình, chỉ do sợ Hoàng Thiên mà thôi. Nếu có cơ hội, cậu ta sẽ ngay lập tức chơi chết Hoàng Thiên, càng sẽ không bỏ qua cho Lâm Ngọc An. Nhưng hết cách, cậu ta vốn cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên, hơn nữa bây giờ có thể sống được hay không còn dựa vào suy nghĩ của Hoàng Thiên. Anh cả, đầu em đau quá, không đứng dậy nổi. Hoàng Minh Chiết nhìn Hoàng Thiên nói. Không dậy nổi đúng không? Tao giúp mày một chút nhé. Hoàng Thiên cầm một cái ghế, đi đến bên cạnh Hoàng Minh Chiết. Anh cả, em có thể đứng dậy, có thể đứng dậy. Hoàng Minh Chiết lập tức từ dưới đất đứng lên, căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Mày đứng được còn giả ngu chi vậy? Hoàng Thiên tức giận quát, đá một phát vào bụng Hoàng Minh Chiết. Bịch! Cơ thể Hoàng Minh Chiết tựa như một viên đạn pháp, trực tiếp va vào tường rồi ngã xuống đất. Ông xã! Đánh tiếp thật sự sẽ đánh chết cậu ta đó. Lâm Ngọc An sợ Hoàng Thiên dưới cơn tức giận sẽ lỡ tay, lo lắng nhắc nhở. Nhưng cô vẫn không hiểu Hoàng Thiên, lấy thực lực và kinh nghiệm của Hoàng Thiên, đánh người vẫn rất chính xác. Một cú vừa rồi kia, Hoàng Thiên đã nể tình nể mặt, nếu không Hoàng Minh Chiết đã bị đạp chết. Đi qua đầu Hoàng Minh Chiết, Hoàng Thiên ngừng đá. Hoàng Minh Chiết thật sự quá thê thảm, đầu bị đá đủ chỗ, khóc lóc cầu xin Hoàng Thiên tha mạng. Thẳng đến khi đánh mệt mỏi, lúc này Hoàng Thiên mới nâng Hoàng Minh Chiết lên. Hoàng Thiên, mẹ nó mày vẫn chưa xong hả?
Có giỏi thì đánh chết tao đi, nếu không tao chắc chắn nói cho cha già mày đối xử với tao thế nào. Hoàng Minh Chiết chừng ánh mắt hung ác, giống lớn với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói với Hoàng Minh Chiết, được, bây giờ tao cho mày cơ hội, sau khi chúng ta cùng về, mày nói rõ chuyện xảy ra đêm nay một chút. Hoàng Thiên nói xong thì nắm tóc Hoàng Minh Chiết kéo ra ngoài. Lâm Ngọc An đuổi theo sát, cô biết đêm nay nhất định là không bình yên, sau khi về đến nhà còn không biết sẽ xảy ra sóng to gió lớn gì. Sau khi ra đến bên ngoài, Hoàng Thiên tìm thấy chiếc Rolls Royce kia trong nhà. Xe vẫn phải lái về, Hoàng Thiên để Hoàng Minh Chiết lái xe. Anh và Lâm Ngọc An ngồi ở ghế sau của xe. Hoàng Minh Chiết nào dám không nghe, mặc dù bị đánh đến không giống ai, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng mà lái xe. Hoàng Thiên bọn họ nhanh chóng trở về nhà họ Hoàng. Giờ phút này, Hoàng Văn Thành cũng chưa đi ngủ, hơn nữa ông ta cũng vốn không biết chuyện gì xảy ra. Hoàng Thiên cũng thật sự nghiêm túc, bắt lấy Hoàng Minh Chiết, trực tiếp đi tìm Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành luyện thư pháp ngay trong phòng sách của mình, nhìn thấy Hoàng Thiên áp giải Hoàng Minh Chiết đến. Ông ta thật sự quá giật mình sợ hãi. Hơn nữa Lâm Ngọc An cũng đi theo vào, Hoàng Văn Thành lại càng bất ngờ. Nhìn gương mặt Hoàng Minh Chiết đã biến dạng, Hoàng Văn Thành kinh ngạc không thôi. Chiết, con, sao con thành thế này? Hoàng Văn Thành đi tới hỏi Hoàng Minh Chiết. Hoàng Minh Chiết nhìn thấy người có thể làm chỗ dựa cho cậu ta thì òa một tiếng khóc giống lên. Đừng khóc, ai đánh con thành bộ dạng này, nói cho cha nhất định làm chủ cho con. Hoàng Văn Thành cương triều nhìn Hoàng Minh Chiết nói. Hoàng Minh Chiết biết cần phải cắn ngược lại một phát, nếu không thì cậu ta chịu đủ. Cha, là Hoàng Thiên đánh con thành bộ dạng này, anh ấy sắp đánh chết con rồi, đầu con sắp bị dẫm nát rồi, vô cùng choáng váng. Hoàng Minh Chiết khóc ròng kể khổ với Hoàng Văn Thành. Cái gì? Hoàng Văn Thành vô cùng kinh ngạc, ông ta nhìn Hoàng Minh Chiết, lại nhìn Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Thấy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đều không có phản bác, Hoàng Văn Thành biết đây là sự thật. Dầm! Hoàng Văn Thành dùng sức vỗ bàn một cái, Hoàng Thiên, sao mày phải đánh em trai mày? Đánh vậy cũng ác quá rồi đó, mày muốn đánh chết nó sao? Không đợi Hoàng Thiên nói chuyện, Hoàng Minh Chiết liền cướp lời, cha, còn có thể tại vì sao? Con lẽ ra không nên xuất hiện, Hoàng Thiên sợ con chia tài sản với anh ấy, xem con là cái đinh trong mắt, không trừ không được. Chuyện này, Hoàng Văn Thành vô cùng tức giận, lý do này Hoàng Minh Chiết nói quá đầy đủ, đây quả thật rất có khả năng. Tài sản nhà họ Hoàng hơn ngàn tỷ, con người đều tham lam, đột nhiên lòi ra một kẻ chia tài sản, khẳng định sẽ bị coi là cái đinh trong mắt. Hoàng Thiên, cha muốn nghe con giải thích. Hoàng Văn Thành tức giận không nhẹ, lạnh lùng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không ngờ Hoàng Minh Chiết lại không biết xấu hổ như vậy. Đây không phải kẻ xấu muốn cáo trạng trước sao. Nhưng Hoàng Thiên đã gặp biết bao nhiêu sóng gió, cho dù tức giận trong lòng nhưng anh vẫn không rối loạn. Nói đơn giản một lần chuyện xảy ra đêm nay với Hoàng Văn Thành, Hoàng Thiên không hề cường điệu hóa, càng không bỏ qua bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Nghe Hoàng Thiên nói xong những lời này, Hoàng Văn Thành không khỏi có chút mơ hồ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhân tố quyết định Hoàng Thiên nói ra quá đúng, không giống như tự biên tự diễn. Hơn nữa cái tên Lương Thiện Trường này, trước đó Hoàng Thiên hẳn không quen, có bịa cũng không ra. Nhìn Lâm Ngọc An một chút. Hoàng Văn Thành hỏi, Ngọc An, là như vậy sao? Hoàng Minh Chiết thật sự vô lễ với con. Đúng vậy đó cha, chuyện Hoàng Thiên nói đều là sự thật. Lâm Ngọc An nói một cách khẳng định. Con mắt Hoàng Văn Thành trợn tròn, ánh mắt rơi vào mặt Hoàng Minh Chiết. Cha đừng nghe bọn họ bịa chuyện, Hoàng Thiên và vợ anh ta cùng nhau bịa chuyện, chính là muốn giết con. Hoàng Minh Chiết khóc lóc. Hoàng Văn Thành cũng không phải người bình thường. Chủ nhân nhà họ Hoàng sao có thể ngay cả điểm này cũng không phân rõ. Những chuyện Hoàng Thiên nói thực sự không giống như bịa đặt, hơn nữa, Hoàng Văn Thành cũng hiểu Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An, biết hai người họ quả thật sẽ không nói dối chuyện này. Nói cách khác, Hoàng Minh Chiết thực sự làm những chuyện không bằng súc vật này. Sau khi tức giận, Hoàng Văn Thành vẫn có thể giữ tinh thần tỉnh táo. Chuyện này nếu đã định rồi, vậy ông ta muốn che chở Hoàng Minh Chiết cũng không được nữa. Nhưng nếu như cứng rắn muốn phân rõ phải trái, Hoàng Thiên có thể đồng ý sao? Ông ta vẫn luôn hổ thẹn với hai đứa con trai này, bây giờ thật sự đúng là tình thế khó xử. Ông ta hung hăng trừng mắt liếc Hoàng Minh Chiết, nếu như Hoàng Minh Chiết không phải bị đánh thảm như vậy, Hoàng Văn Thành thật sự muốn mạnh mẽ đánh cậu ta một trận. Tuy là Hoàng Văn Thành rất là lăng nhăng, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo bướm, nhưng ông ta cũng biết chừng mực. Còn đối với đứa con trai riêng Hoàng Minh Chiết này,
Hoàng Văn Thành lại cảm thấy đứa con trai này thật sự không nên thân mà Lâm Ngọc An là chị dâu của Hoàng Minh Chiết, thằng nhóc này còn dám nảy sinh ý định đó với Lâm Ngọc An nữa. Nhưng mà Lâm Ngọc An cũng thật sự là rất quyến rũ, nhưng trong lòng nhung nhớ chút thôi thì cũng được rồi, nó lại còn ấp ủ muốn hoán đổi vị trí em chồng thành chồng của Lâm Ngọc An. Hoàng Văn Thành tức đến cản răng phát ra cả âm thanh, ông ta thật sự muốn đánh chết đứa con trai này. Nhưng dù sao cũng là con trai ruột của mình, lại là con trai riêng của ông ta, mấy năm này cứ phiêu bạc bên ngoài chưa bao giờ được nuôi dưỡng ở nhà họ Hoàng, nói thế nào thì Hoàng Văn Thành vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn và nợ chút gì đó đối với Hoàng Minh Chiết. Hoàng Văn Thành suy nghĩ bản thân ông ta có ba người con trai, Hoàng Thiên lúc còn rất nhỏ đã bị ép đến nỗi phải bỏ trốn khỏi nhà họ Hoàng, còn Tiêu Đông Mai sinh cho ông ta một người con trai thì lại chết hiểu, cộng thêm đứa con trai riêng Hoàng Minh Chiết, thì dạo gần đây mới dọn về nhà họ Hoàng mà thôi. Đúng thật là giống như bị ma trù, Hoàng Văn Thành cũng cảm thấy cuộc đời mình đúng như một vở kịch. Cha, cha, đừng tin những gì Hoàng Thiên và vợ của anh ta nói, họ đang cắn ngược lại con thôi, cha hãy tin tưởng con. Hoàng Minh Chiết có chút vội vàng, mếu máo nói với Hoàng Văn Thành. Mày im miệng cho tao. Hoàng Văn Thành hung dữ trừng mắt nhìn Hoàng Minh Chiết một cái, trong lòng nghĩ cái thằng khốn này, con dám mở trước mặt ông đây diễn kịch nữa sao? Ông đây già rồi chứ đâu có hồ đồ như thế. Hoàng Minh Chiết thấy biểu cảm của Hoàng Văn Thành, thì đã biết không thể giấu được Hoàng Văn Thành, lòng của cậu ta trong chốc lát nguội lạnh. Hy vọng duy nhất, đó chính là Hoàng Văn Thành có thể chống lưng cho cậu ta, nếu không thì Hoàng Thiên nhất định sẽ chơi chết cậu ta. Nhưng mà bây giờ, Hoàng Văn Thành lại nạt nộ cậu ta như thế, hiển nhiên là không tin những lời nói dối của cậu ta. Hoàng Thiên à, cha già nhưng không có hồ đồ, chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi, trong lòng cha biết tính toán. Lúc này Hoàng Văn Thành nhìn Hoàng Thiên, thấp giọng nói. Hoàng Thiên thật sự không thể ngờ được, Hoàng Văn Thành lại nói ra những lời như thế này. Nhưng mà Hoàng Thiên cũng hiểu rất rõ, Hoàng Văn Thành hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ có điều là không muốn trừng phạt Hoàng Minh Chiết mà thôi. Cứ như vậy bỏ qua. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Hoàng Văn Thành hỏi ngược lại một câu. Hoàng Văn Thành rất ngượng ngùng, ông ta cũng biết Hoàng Thiên không thể nào cứ như vậy mà chịu bỏ qua đâu. Dù sao thì Hoàng Minh Chiết cũng thật sự làm rất quá đáng. Dẫn dụ người ngoài đến đây chống đối Hoàng Thiên, còn thiếu chút nữa làm nhục Lâm Ngọc An, chuyện này thật sự rất ghê tởm. Vậy con nói đi phải làm sao bây giờ? Hoàng Minh Chiết là em trai ruột của con đó. Hoàng Văn Thành thở dài nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ lạnh một tiếng rồi nói, cha, khi nó làm ra những chuyện này, có nghĩ đến con là anh trai nó không? Cái này, Hoàng Văn Thành có chút không biết nói gì, quả thật. Khi Hoàng Minh Chiết làm ra những chuyện này, cũng thật sự không hề nghĩ đến người anh trai Hoàng Thiên này. Vậy con muốn xử nó như thế nào, con nói đi. Hoàng Văn Thành cũng có chút bất lực, dù sao lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, chuyện này, ông ta chỉ có thể xử lý mọi việc công bằng. Con muốn giết chết nó. Hoàng Thiên lạnh lùng khốc liệt nói. Hả? Hoàng Văn Thành nghe thấy lời này, trong lòng nhất thời run lên mấy hồi. Ông ta cho là cùng lắm nhiều nhất thì Hoàng Thiên đánh Hoàng Minh Chiết thêm một trận nữa cho hả giận rồi thôi, hoặc là yêu cầu Hoàng Minh Chiết cầu xin anh, sau đó đuổi Hoàng Minh Chiết ra khỏi nhà. Nhưng lại không ngờ được, Hoàng Thiên vừa mở lời, đã muốn giết chết Hoàng Minh Chiết. Việc này đối với Hoàng Văn Thành mà nói thật sự rất khó để đồng ý. Hoàng Thiên, nó có như thế nào thì cũng là em trai con, nó không hiểu chuyện, nhưng con cũng phải khắc chế tính hung hăng của bản thân mình một chút. Hoàng Văn Thành liền khuyên nhủ Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một cái, nhìn bộ dạng nôn nóng của Hoàng Văn Thành, Hoàng Thiên đã không muốn nói nhiều nữa. Thật ra lúc nãy anh nói muốn giết Hoàng Minh Chiết, cũng chỉ là muốn xem phản ứng của Hoàng Thiên như thế nào thôi. Nếu như thật sự muốn giết chết Hoàng Minh Chiết, thì lúc ở quán ba Hoàng Thiên đã ra tay rồi, vốn dĩ không cần đợi đến bây giờ. Cho dù đang đứng ở trước mặt Hoàng Văn Thành thì Hoàng Thiên cũng dám ra tay giết chết Hoàng Minh Chiết nếu anh muốn. Nhưng đúng như những gì Hoàng Văn Thành nói. Hoàng Minh Chiết dù có thế nào cũng là em trai anh. Hoàng Minh Chiết không phải người, nhưng Hoàng Thiên lại không thể nào giống như Hoàng Minh Chiết được. Cũng là vì nể mặt cha mình, Hoàng Thiên cũng không muốn làm quá tuyệt tình. Hoàng Thiên, con muốn làm gì? Lúc này Hoàng Văn Thành nhìn thấy Hoàng Thiên đang đi đến chỗ của Hoàng Minh Chiết, ông ta vô cùng nôn nóng. Với lại lúc này Hoàng Thiên đang xách theo một cái ghế. Ông sợ tôi giết chết nó hả? Hoàng Thiên quay đầu nhìn Hoàng Văn Thành một cái. Hoàng Văn Thành gật đầu, ông ta thật sự rất hoang mang lo lắng. Hoàng Thiên, anh hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định. Lúc này Lâm Ngọc An cũng vội vàng nói với Hoàng Thiên,
cô cũng biết, một khi Hoàng Thiên thật sự giết chết Hoàng Minh Chiết rồi, vướng mắc và nút thắt trong lòng giữa Hoàng Thiên và Hoàng Văn Thành cả đời cũng đừng hòng tháo gỡ nữa. Hoàng Thiên, cái con mẹ mày, mày muốn làm gì? Ở trước mặt cha, tao không tin mày dám làm gì tao. Hoàng Minh Chiết trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, giờ đây thằng nhóc này trong lòng biết chắc, ở trước mặt Hoàng Văn Thành Hoàng Thiên sẽ không dám ra tay đâu. Nhưng cậu ta đã suy nghĩ sai rồi, vốn dĩ Hoàng Thiên sẽ không dễ dàng tha cho cậu ta như thế đâu. Răng rắc, ôi á! Hoàng Minh Chiết kêu thảm lên một tiếng, hai cái đùi nhỏ đã bị đập gãy rồi, bình bịch một tiếng đã bị lật xuống đất, đau đến mức lăn lộn lung tung trên mặt đất. Trời con lại! Hoàng Văn Thành kinh hồn bạt vía chỉ thẳng mặt Hoàng Thiên nói không nên lời. Lâm Ngọc An cũng bị dọa một trận, ngàn vạn lần đều không thể ngờ được là Hoàng Thiên lại dám ra tay trước mặt của Hoàng Văn Thành, với lại còn ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng Lâm Ngọc An cũng hiểu được là, Hoàng Thiên vì sao lại căm phẫn đến như vậy, hoàn toàn là vì muốn thay cô chút cơn giận này. Nếu như Hoàng Minh Chiết không hề động chạm đến cô, Hoàng Thiên tuyệt đối sẽ không căm phẫn đến vậy. Thật sự bị Lâm Ngọc An đoán trúng rồi, thật sự là do nguyên nhân này. Hoàng Minh Chiết dám nghĩ đến chuyện làm nhục Lâm Ngọc An, thì hoàn toàn chọc giận Hoàng Thiên rồi. Hoàng Thiên, con thật sự là quá đáng lắm rồi. Hoàng Văn Thành lạnh lùng gào thét dậy bảo Hoàng Thiên. Tôi quá đáng sao, tôi đã ra tay đã đủ nể tình lắm rồi, nếu không thì, nó bây giờ đã trở thành xác chết rồi. Hoàng Thiên nhìn thẳng Hoàng Văn Thành, rồi nhàn nhạt nói. Hoàng Văn Thành lại than thở một tiếng, bây giờ Hoàng Thiên bản lĩnh đến như thế nào, ông ta cũng đã từng nghe qua rồi. Cho nên ông ta hiểu rất rõ, Hoàng Thiên không phải chỉ là nói lời đe dọa thôi, rất có thể vì nể ông ta một phần nào đó, nên mới không giết chết Hoàng Minh Chiết thôi. Chuyện này đến đây thôi được không? Hoàng Văn Thành hỏi Hoàng Thiên. Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy nó nữa. Hoàng Thiên vứt một câu nói, sau đó liền dẫn Lâm Ngọc An ra khỏi phòng sách. Hoàng Văn Thành nhìn theo bóng lưng từ từ rời đi của Hoàng Thiên, ông ta bỗng nhiên cười lên. Xem ra, nhà họ Hoàng thật sự là có người nối dõi rồi. Hoàng Minh Chiết so với Hoàng Thiên, thật sự là đến sách dép cho Hoàng Thiên không xứng đáng. Sau khi Hoàng Thiên đưa Lâm Ngọc An quay về phòng, anh nhìn Lâm Ngọc An nói. Bây giờ Hoàng Minh Chiết đã trở thành phế vật rồi, em không cần phải lo sợ nữa. Ngày mai chúng ta sẽ quay về thành phố Bắc Ninh ăn sinh nhật với cha. Hoàng Thiên nhẹ nhàng gật đầu rồi nói với Lâm Ngọc An. Cũng được, thật ra, anh cũng không muốn ở lại Hà Nội. Hoàng Thiên trìu mến nhìn Lâm Ngọc An nói ra lời nói trong lòng. Anh thật sự không muốn ở lại Hà Nội nữa, ở đây có quá nhiều hồi ức anh không muốn nhớ đến. Nói chuyện phiếm với Lâm Ngọc An một lát. Sau đó Hoàng Thiên liền đi ra ngoài. Gọi điện thoại cho quản gia Trần, biết được vị trí hiện tại của quản gia Trần, Hoàng Thiên vội đi qua đó. Cái tên rồng đen đó, Hoàng Thiên nhất định phải chào hỏi gã ta một chút. Và cả cái tên Lương Thiện Trường, Hoàng Thiên càng không thể bỏ qua. Sau khi từ trong nhà đi ra ngoài, Hoàng Thiên trực tiếp đi tới chỗ của quản gia Trần. Lúc này quản gia Trần đã sắp xếp cho ba người rồng đen tới một phòng trọ. Thấy Hoàng Thiên tới. Quản gia Trần dẫn Hoàng Thiên vào trong nhà. Cậu chủ, cậu tới rồi. Quản gia Trần thấp thỏm nhìn Hoàng Thiên, quy củ đứng ở một bên. Đối với cậu cả này, quản gia Trần cũng đã có nhận thức mới. Trước đây quản gia Trần cho rằng, Hoàng Thiên chính là một kẻ nghèo túng trốn khỏi nhà, hơn nữa ở thành phố Bắc Ninh cũng đã chịu khá nhiều uất ức. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không phải như vậy. Quản gia Trần biết, thực lực Hoàng Thiên rất mạnh, cho dù không có VT. Cũng không chọc vào Hoàng Thiên nổi. Ví dụ như chuyện đã xảy ra đêm nay, cũng đã khiến quản gia Trần chấn động. Rồng đen và hổ đen đều là thứ liều mạng, người như vậy nguy hiểm cỡ nào, quản gia Trần đương nhiên nhìn ra được. Nhưng Hoàng Thiên lại có thể còn sống dưới sự tấn công phối hợp của hai người này, còn đánh chết hổ đen, điều này làm người ta chấn động. Lúc này Hoàng Thiên không nói gì, anh nhìn phòng trọ này, bố cục là một phòng khách hai phòng ngủ. Quản gia Trần còn có mấy vệ sĩ của nhà họ Hoàng hiện tại đều đang ngây người ở trong phòng khách. Thấy Hoàng Thiên tới, những vệ sĩ này tất cả đều đứng thật chỉnh tê, chờ nghênh đón Hoàng Thiên. Đây là sự tôn kính xuất từ nội tâm, đương nhiên cũng là kính phục thực lực của Hoàng Thiên. Đám rồng đen ở đâu? Hoàng Thiên hỏi quản gia Trần. Ở bên trong phòng ngủ. Quản gia Trần cẩn thận trả lời, sau đó đi ở phía trước dẫn đường cho Hoàng Thiên tới căn phòng ngủ kia. Sắc mặt Hoàng Thiên âm trầm. Hai tay chắp sau lưng, đi theo phía sau quản gia Trần, đi vào phòng ngủ. Mấy người vệ sĩ cũng đi vào theo, căn phòng ngủ này khá rộng rãi, nhiều người đi vào như vậy cũng không quá chật chội. Hoàng Thiên nhìn về phía giường,
Rồng Đen và hai đàn em của gã, hai tay bị trói chặt, nằm ở trên giường. Bọn họ đã tỉnh lại, miệng bị bịt lại, nếu không đã sớm la to rồi. Thấy Hoàng Thiên đi vào, Rồng Đen trừng mắt thật lớn, con người hung ác khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Rồng Đen này quá hung dữ, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm. Bỏ thứ trong miệng họ ra. Hoàng Thiên ra lệnh. Một người vệ sĩ đi qua, lôi những thứ đang bịt miệng ba người Rồng Đen ra. Địt mẹ mày, thả bọn tao ngay lập tức, nếu không, tao sẽ khiến cả nhà mày không còn mạng. Rồng Đen đều bị nghẹn đến điên rồi, mới vừa có thể mở miệng nói chuyện, liền lớn tiếng giống lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không khỏi cau mày, anh VN thật sự không ngờ, Rồng Đen này ghê tởm như vậy. Miệng cũng bẩn thỉu, cũng đủ kiêu ngạo đấy. Bốp! Quản gia Trần đưa tay tát một cái lên mặt Rồng Đen. Đừng nhìn quản gia Trần lớn tuổi rồi, lúc trẻ ông ấy cũng là một người tính tình nóng nảy, cho tới bây giờ tính cách cũng khá ác liệt. Thấy Rồng Đen dám mắng Hoàng Thiên như vậy, quản gia Trần làm sao có thể nuông chiều gã. Lão già chết tiệt, ông dám đánh tôi. Rồng Đen lớn tiếng mắng nhìn chòng chọc quản gia Trần, một bộ dáng muốn giết nhất quản gia Trần. Quản gia Trần há có thể sợ lời đe dọa của Rồng Đen. Ông ấy cười lạnh lùng, nói với Rồng Đen, miệng của mày không sạch sẽ thì đừng trách tay của tao độc ác. Mẹ nó, tay ông thì có thể độc ác cỡ nào? Rồng Đen lớn tiếng mắng. Quản gia Trần không nói gì, nhấc một ly giữ ấm bên cạnh, đập liên tục vào miệng của Rồng Đen một trận. Ai ra, a, mẹ nó, ông, a. Rồng Đen lớn tiếng gào lên, thật sự không chịu nổi bị hành hạ như vậy. Trong nháy mắt, miệng của Rồng Đen đều là máu, răng cửa cũng đều bị đập gãy hết, vô cùng thê thảm. Lúc này Rồng Đen đã uất ức muốn điên rồi, hung ác trừng mắt với quản gia Trần, nhưng không dám mắng nữa. Hoàng Thiên thấy thế, không khỏi cười lạnh, nhìn Rồng Đen lại thích tự tìm đường chết như vậy, Hoàng Thiên cũng say rồi. Mày còn nói mày không tìm ngược à? Thành thật một chút không tốt sao? Nếu không như vậy đi, tìm ai đó chỉnh đốn mày một chút. Hoàng Thiên cười lạnh, hỏi Rồng Đen. Ánh mắt của Rồng Đen rơi xuống trên người Hoàng Thiên, tuy gã bị Hoàng Thiên đánh bại, nhưng trong lòng vẫn không phục. Tên họ Hoàng kia, không phải mày chỉ là may mắn thẳng tao thôi sao? Đừng lớn lối, ông đây chết cũng không phục mày. Rồng Đen hùng hùng hổ hổ gào lên với Hoàng Thiên. Mày đúng là không hiểu chuyện, có muốn tao đập dụng hết mấy cái răng còn lại của mày không? Quản gia Trần nổi giận, chộp lấy ly giữ ấm, muốn ra tay lần nữa. Rồng Đen cũng sợ đau, vừa rồi bị đánh không nhẹ, gã cũng không muốn chịu đau như vậy nữa. Cho dù bọn mày đánh chết tao, tao cũng không phục. Rồng Đen không dám mắng nữa, nhưng vẫn rất hung hăng mà quát Hoàng Thiên và quản gia Trần. Hoàng Thiên đưa tay ra liền tóm lấy tóc của Rồng Đen, lạnh lùng nói, mày không phục. Mày dẫn theo hai đàn em của mày, ba người đánh một mình tao, mày còn cái gì không phục? Rồng Đen bị hỏi đến á khẩu, đúng vậy, gỡ và hai đàn em, ba người đánh một mình Hoàng Thiên, lấy nhiều hiếp ít nhưng cũng không thẳng, ngược lại bị Hoàng Thiên hành hạ như chó. Nói không phục là vì Rồng Đen không dám thừa nhận thất bại, bình thường gã đều kiêu ngạo thành thói quen, đã bao giờ chịu thiệt lớn như vậy. Không nói nữa à, nếu mày không phục, hiện tại tao thả mày ra, hai chúng ta lại đấu lần nữa. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó ra lệnh cho một vệ sĩ, cởi trói cho gã. Vâng cậu chủ, người vệ sĩ này lấy một con dao ra cắt đứt dây thừng trên tay Rồng Đen. Cái này, Rồng Đen há hốc mồm, lúc thật sự đối mặt với Hoàng Thiên, gã lại sợ hãi. Ba người đánh một mình Hoàng Thiên cũng không phải đối thủ của Hoàng Thiên, hiện tại một mình gã đấu với Hoàng Thiên, đương nhiên càng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Không cần đấu, chắc chắn là bị hành hạ rồi. Vẻ mặt Rồng Đen xám xịt, đôi mắt nhỏ trừng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thấy bộ dáng này Hoàng Thiên Rồng Đen, trong lòng thật sự thấy chán ngắt. Tên bại hoại này thật đúng là coi mình là nhân vật chính à, bày bộ dáng chết tiệt này cho ai xem. Bốp 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 bốp. Hoàng Thiên đấm về phía Rồng Đen bốn cú. Đánh cho Rồng Đen kêu một tiếng té ngửa mặt lên trời. Mũi cũng đều bị đánh lệch rồi, mà bốn cú này đấm quá mạnh, Rồng Đen suýt chút nữa đã hôn mê. Mày lại bày ra cái mặt chết dẫm này, tao liền đánh chết mày. Giọng nói Hoàng Thiên trầm thấp có lực nói, nhìn thằng Rồng Đen nằm trên giường như con chó chết. Rồng Đen cũng không phải làm bằng sắt, gã thật sự không chịu nổi rồi. Răng cửa đều bị đánh rụng, mũi cũng bị đánh lệch, nếu tiếp tục dây dưa với Hoàng Vì Thiên tiếp, sợ rằng sẽ thảm hại hơn nữa. Gã biết Hoàng Thiên đây là dạ oai phủ đầu với gã, nhưng mà đòn dạ oai phủ đầu này cũng quá nguy hiểm rồi. Thấy Rồng Đen đã biết điều, Hoàng Thiên giẫm một chân ở trên đầu giường, từ trên cao nhìn xuống hỏi,
nói đi, Lương Thiện Trường chết ở đâu rồi? Thấy Hoàng Thiên hỏi như vậy, trong lòng rồng đen lập tức lột bột. Gã sợ nhất chính là Hoàng Thiên truy hỏi việc này. Hơn nữa gã cũng không ngờ Hoàng Thiên nhất định sẽ truy hỏi tung tích của Lương Thiện Trường, bởi vì chuyện xảy ra đêm nay, tất cả đều là việc làm của Lương Thiện Trường và Hoàng Minh Chiết. Nhưng Lương Thiện Trường chạy mất, rồng đen biết rõ. Tao không biết. Sau khi rồng đen sửng sốt một chút thì khẽ cắn môi nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hỏi rồng đen, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ độc ác. Hoàng Thiên không quan tâm gã, nhìn góc xó xỉnh có một cây lau nhà, anh nói với vệ sĩ, lấy cây lau nhà tới cho tôi. Vâng, vệ sĩ kia đi qua, cầm cây lau nhà ở góc tường tới. Sau khi giao cho Hoàng Thiên, vệ sĩ kia cũng biết Hoàng Thiên muốn làm gì, khẳng định là muốn lấy cây lau nhà này đánh rồng đen. Rồng đen cũng thấy, gương mặt bị dọa đến nỗi trắng bệch. Cũng không phải gã quá sợ, mà là đêm này đã chịu khổ nhiều, gã cũng không múa bị ngược nữa. Nhưng chuyện này không phải do gã quyết, Hoàng Thiên không muốn phí nước bọt với gã, trực tiếp vung cán cây lau nhà lên đánh vào đầu gã. Kết quả có thể nghĩ tới, đầu rồng đen nào chịu được cú đánh này. Qua mấy cú, đầu đầy bánh bao. Á, đừng đánh, đừng đánh. Cậu Thiên, anh nương tay. Rồng đen ôm đầu, từ trên giường nhảy dựng, cầu xin tha thứ. Nói hay không? Giọng nói Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Rồng đen thật sự không chịu nổi, lúc này cũng không lo được mặt mũi. Đến chết vẫn sĩ diện. Gã biết không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Cậu Thiên, tôi nói, tôi nói. Rồng đen hung hăng gật đầu với Hoàng Thiên, thở không ra hơi nói. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, anh biết trên đời này không có người không sợ bị đánh mà miệng vẫn cứng rắn, nên không có đánh gã bị thương. Nói đi, mày và Lương Thiện Trường có quan hệ thế nào? Hiện tại Lương Thiện Trường có thể ở đâu? Hoàng Thiên hỏi. Rồng đen ngoan ngoãn xuống giường. Cúi đầu nói với Hoàng Thiên, cậu Thiên, tôi và Lương Thiện Trường quen biết nhiều năm, thật ra tôi là sát thủ, chỉ cần ông chủ đưa tiền, kẻ nào tôi cũng nhận. Nhìn ra được mày và em trai hổ đen của mày đều không phải loại tốt lành gì. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Trong lòng rồng đen thầm mắng, nhưng cũng không mắng trực tiếp, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trước mắt Lương Thiện Trường ở đâu, tôi thật sự vẫn chưa biết. Cậu Thiên, tôi nói thật, tôi thì không có thật. Sau khi tôi bị anh bắt về thì Khôn có liên lạc với Lương Thiện Trường nữa. Rồng đen cẩn thận từng ly từng tí nói với Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên nhìn hai đàn em của rồng đen một chút, rồng đen đã không biết, hai đàn em kia càng sẽ không biết. Nhưng rồng đen có phải thật sự không biết hay không, Hoàng Thiên vẫn phải nghiệm chứng một chút. Quản gia Trần, gã đã không biết gì cả vậy thì tiễn gã lên đường đi. Hoàng Thiên nói với quản gia Trần rồi sau đó xoay người muốn đi ra ngoài. Vâng. Cậu chủ, quản gia Trần tuân lệnh, sau đó móc dao ra, chĩa vào người rồng đen. Rồng đen cũng bị dọa sợ, gã không ngờ Hoàng Thiên nói ra tay liền ra tay, thế mà muốn giết gã. Đừng, 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 cậu Thiên, anh khoan đi, tôi nói hết cho anh còn không được sao. Rồng đen hoàn toàn hoảng sợ, lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đứng ở đó, lúc đầu anh cũng không muốn rời khỏi, chính là muốn dọa tên rồng đen này một chút thôi. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, rồng đen đúng là sợ chết. Cho mày một cơ hội cuối cùng, mày còn không thành thật thì tao trực tiếp tiễn mày lên đường. Hoàng Thiên lạnh lùng quát rồng đen. Tôi hiểu, cậu Thiên, Lương Thiện Trường không có khả năng ở nhà. Trong nhà ông ta bây giờ đã không còn ai, khoảng thời gian này đều đang nghĩ trăm phương ngàn kế muốn giết chết anh, báo thù cho con trai và con dâu ông ta. Rồng đen căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong hơi ngẩn ra, hỏi rồng đen. Cháu trai và cháu gái Lương Thiện Trường cũng bị tao bắt tới Châu Phi rồi, tại sao ông ta không báo thù cho cháu trai và cháu gái ông ta? Cháu trai Lương Thiên Vũ và cháu gái Lương Ngọc Lan của ông ta không phải vẫn còn sống ở Châu Phi sao, cho nên chưa nói tới việc báo thù. Nhưng con trai và con dâu ông ta đều đã chết, đào mỏ ở Châu Phi bên kia quá mệt mỏi, con trai và con dâu ông ta không chịu nổi nên đã chết rồi. Rồng đen cẩn thận báo lại với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất bất ngờ. Cha mẹ già của Lương Thiên Vũ vậy mà chết rồi, điều này anh không nghĩ tới. Những loại bại hoại kia chết không có gì đáng tiếc. Hoàng Thiên không phải đã cho họ cơ hội rồi sao? Nhưng bọn họ lại quyết tâm muốn mạng của Hoàng Thiên không thể nhịn được mới đưa họ tới Châu Phi. Bây giờ cha mẹ già của Lương Thiên Vũ mệt chết ở đó, Lương Thiện Trường liền bỗng xuất hiện muốn Hoàng Thiên chôn cùng. Đáng hận nhất còn xém chút gây họa cho Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên sao có thể tha cho Lương Thiện Trường này? Lương Thiện Trường không có ở nhà, ông ta có thể ở đâu, chỉ cần mày giúp tao tìm Lương Thiện Trường, mày liền có thể sống sót.
Hoàng Thiên suy nghĩ rồi nói với Rồng Đen. Rồng Đen nghe ra ý của Hoàng Thiên, nếu không giúp tìm Lương Thiện Trường, Rồng Đen gã liền phải chết. Nghĩ đến đây, Rồng Đen vẫn rất sợ hãi. Kẻ ác chưa hẳn không sợ chết, đối với một người như Rồng Đen, lòng dạ hiểm độc không ít, gã vẫn còn sống rất thoải mái, gã nào muốn chết đâu. Cậu Thiên, trong thời gian ngắn, tôi cũng không tìm thấy Lương Thiện Trường. Anh có thể cho tôi một chút thời gian hay không, tôi chắc chắn giúp anh tìm ra Lương Thiện Trường. Rồng Đen khó khăn nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong lạnh lùng cười một tiếng, anh nhìn Rồng Đen cười nói, ý mày là tao nên thả mày trước hả? Sau đó mày đi tìm Lương Thiện Trường. Đúng thế, anh nhốt tôi trong căn phòng thuê này, tôi làm sao giúp anh tìm Lương Thiện Trường? Rồng Đen hùng hồn nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy lời này thật sự quá buồn cười. Rồng Đen cũng rất có thể chơi trò cũ, lại còn muốn thả ra gã còn không chuồn mất sao. Làm không cẩn thận còn giúp Lương Thiện Trường đối phó ngược lại Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đương nhiên hiểu đạo lý này, lúc này lạnh lùng nói, điều này là không thể nào, tao cho mày 5 phút, tìm Lương Thiện Trường tới, nếu không tao tiễn mày về Tây Thiên. Chuyện này sao có thể, tôi cũng không phải thần tiên. Rồng Đen chấn động, lớn tiếng nói với Hoàng Thiên. Không thể, tốt lắm, vậy bây giờ tao tiễn mày lên đường luôn. Hoàng Thiên nói xong, nhận lấy con dao từ trong tay quản gia, muốn kết thúc Rồng Đen. Á đừng, cậu Thiên, chúng ta nói chuyện rõ ràng, bây giờ tôi sẽ nghĩ cách được không? Rồng Đen bị dọa nên vội vàng nói. Hoàng Thiên biết Rồng Đen vẫn có cách, chỉ là trong lòng thằng nhãi này vẫn còn ảo tưởng. Bây giờ hết cách ảo tưởng, cho nên gã cũng không thể giả vờ nữa. Tốt nhất mày nên lập tức nghĩ ra cách đi, 5 phút nhưng trôi qua nhanh lắm. Gương mặt Hoàng Thiên chìm xuống, cảnh cáo Rồng Đen. Rồng Đen mồ hôi như mưa, sóng to gió lớn cũng nhìn thấy nhiều rồi, buổi tối hôm nay, gã thật sự có chút không đỡ nổi rồi. Hoàng Thiên tạo áp lực quá lớn đối với gã, gã cũng biết Hoàng Thiên không phải là muốn hù dọa gã, làm không tốt, thật rất có thể xử luôn gã ngay tại chỗ. Để tôi gọi điện thoại cho Lương Thiện Trường trước được không cậu Thiên? Rồng Đen suy nghĩ, hồi hộp hỏi Hoàng Thiên. Cũng được. Hoàng Thiên lớn tiếng nói. Thật ra Hoàng Thiên cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao tên Lương Thiện Trường đó là một tên xảo trá, đánh hơi cũng giỏi lắm, đoán chừng ông ta chắc chắn biết Rồng Đen đã bị tóm rồi. Ngay tại thời điểm này, Lương Thiện Trường làm sao dám liên hệ với Rồng Đen chứ? Dù cho có nghe điện thoại của Rồng Đen, cũng đoán chắc ông ta sẽ không tiết lộ vị trí hiện tại của mình đâu. Nhưng nếu còn có thể gọi điện thoại được thì vẫn còn cơ hội, Hoàng Thiên cũng muốn tâm sự chút với ông ta. Ông Trường, ông đang ở đâu? Điện thoại quả nhiên là gọi được, giọng điệu của Rồng Đen run rẩy hỏi. Tiếng của Lương Thiện Trường vọng đến, lại còn lắm lúc cười lạnh lùng nói, hê hê, Rồng Đen, hình như anh đang rất sợ hãi thì phải. Ông Trường, tôi nào có sợ hãi gì đâu. Hê hê anh không cần lừa tôi đâu, anh đã bị Hoàng Thiên tóm được rồi đúng không? Lương Thiện Trường he he cười một cái. Rồng Đen nghẹn đến mặt đỏ ngầu, bị Lương Thiện Trường đoán đúng rồi, gã cảm thấy rất mất mặt. Ông Trường, ông tốt nhất nên nói chuyện với cậu Thiên chút, ân oán giữa hai người, có thể giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Rồng Đen im lặng chốc lát, cuối cùng cũng nói ra. Ha ha ha, được đó Rồng Đen, bây giờ anh bắt đầu cống hiến sức lực cho Hoàng Thiên rồi đúng không? Ông Trường, ông không cần khoáy sâu vào nỗi khổ của tôi chỉ là cho ông một kiến nghị. Kiến nghị con khỉ, em trai hổ đen của anh chính là bị Hoàng Thiên đá chết đó, chẳng lẽ anh không muốn báo thù cho em trai của mình hả? Lương Thiện Trường cay nghiệt hỏi, Rồng Đen cắn răng, trong lòng hỗn loạn. Báo thù cho anh em, nhưng cũng phải có cái thực lực đó mới được, biết rõ hổ đen là do Hoàng Thiên đá chết thì đã sao, Rồng Đen lấy đâu ra dũng khí dám tiếp tục đối địch với Hoàng Thiên chứ? Dù cho có muốn đối địch, gã cũng đâu có cơ hội này đâu, bây giờ đã rơi vào trong tay của Hoàng Thiên rồi, cái mạng nhỏ nãy chùa gã còn do Hoàng Thiên nắm giữ. Lương Thiện Trường, chuyện của tôi còn chưa đến lượt ông lo lắng. Ông muốn đối địch với cậu Thiên, vậy thì đến đây đi, vừa hay cậu Thiên đang tìm ông đó. Rồng Đen vì muốn lấy lòng Hoàng Thiên, cũng thật sự rất cố gắng, bây giờ chỉ mong Hoàng Thiên có thể tha cho gã một con đường sống. Hừm, được thôi, Hoàng Thiên chắc là đang ở bên cạnh anh đúng không? Anh đưa điện thoại cho nó đi. Lương Thiện Trường hừ lạnh nói. Rồng Đen nhìn Hoàng Thiên, sau đó hai tay đưa điện thoại qua. Điện thoại của gã từ nãy đến giờ vẫn luôn mở loa ngoài, cho nên những lời mà Lương Thiện Trường nói, Hoàng Thiên đã nghe thấy hết toàn bộ. Nhận lấy điện thoại, Hoàng Thiên liền nói, Lương Thiện Trường, ông không phải rất muốn giết chết tôi hay sao?
Vậy thì nhanh chóng cút đến đây đi, tôi cho ông cơ hội. Ha ha, thằng nhóc họ Hoàng kia, mày cho là tao ngu hả? Bây giờ tao mà lộ mặt, há chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Lương Thiện Trường ha ha cười. Hoàng Thiên bất giác nghiến răng, cái lão già chết tiệt này, thật vẫn có chút khó đối phó mà. Tôi cảnh cáo ông, tốt nhất đừng có phiền tôi nữa, nếu không thì, tôi lấy luôn cái mạng chó của ông. Hoàng Thiên cay nghiệt nói. Ha ha ha, mày còn muốn lấy mạng của tao hả? Tao nói cho mày biết họ Hoàng kia, tao sẽ xử mày thành tám miếng, mày hãy đợi đó đi. Lương Thiện Trường ngông cuồng ha ha cười lớn, cười rất là ngạo mạn. Được thôi, vậy ông cũng đợi đó đi. Hoàng Thiên nói xong trực tiếp cúp máy. Anh cảm thấy không cần thiết phải phí lời với Lương Thiện Trường nữa. Sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên cúp máy, và luồng sát khí trên gương mặt anh, trong lòng rồng đen vô cùng hoảng sợ. Gã cũng không biết Hoàng Thiên có thể tha cho gã lần này hay không. Mày tính như thế nào đây? Hoàng Thiên khó chịu nhìn rồng đen rồi hỏi. Rồng đen khổ sở nhìn Hoàng Thiên nói, cậu Thiên, tôi vừa rồi cũng khuyên ông Trường rồi, cũng được coi là giúp anh một chút, anh có thể đừng giết chết tôi hay không? Hoàng Thiên lạng lùng hừ lạnh một tiếng rồi nói, cái mầm mống gây tai vạ như mày không thể giữ lại được, giữ lại chỉ có đi hại người khác thôi, hôm nay tao sẽ trừ hại cho dân. Á, cậu Thiên anh không được như vậy. Rồng đen kêu lớn lên một tiếng, hai đàn em của gã cũng gào lên, bọn họ và cả rồng đen đều sợ chết như nhau. Xử lý hết mấy tên bại hoại này cho tôi, một người cũng không được giữ. Dạ vâng. Quản gia Trần trả lời một tiếng. Hoàng Thiên, cái con mẹ mày ông đây không phục. Rồng đen triệt để mất khống chế, lớn tiếng chửi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không thèm quan tâm đến ngã nữa, lúc này bước lớn rời khỏi căn phòng trọ đó. Đi đến bên ngoài, Hoàng Thiên châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Đối với anh mà nói, sớm đã chán ghét những cảnh tượng như vậy rồi. Còn loại người như Lương Thiện Trường, một khi va chạm nhất định sẽ rất phiền phức. Với lại lão già này đang ở chỗ tối, Hoàng Thiên đang ở ngoài sáng, vẫn là không thuận lợi để xử lý. Chuyện xảy ra đêm nay, vô cùng chấn động đối với Hoàng Thiên, anh không muốn vợ của mình lại lần nữa dấn thân vào nguy hiểm. Còn cái tên Lương Thiện Trường, bây giờ giống như một tên ác ma, quan sát trong bóng tối, đợi thời cơ ra tay. Như vậy quá bị động, Hoàng Thiên thật không muốn ngồi chờ chết mà không làm gì. Suy nghĩ một chút, Hoàng Thiên cầm điện thoại lên, gọi cho Vũ Thanh. Quản gia Trần và mấy người vệ sĩ khác, thực lực vẫn còn kém xa quá. Chỉ có mấy người này thôi, muốn tìm được Lương Thiện Trường, có vẻ là hơi khó. Chỉ có Vũ Thanh qua đây, mới có thể tìm được Lương Thiện Trường. Sau khi gọi điện thoại xong, Hoàng Thiên lái xe đi về nhà. Lương Thiện Trường từng nói qua, ông ta sợ Vũ Thanh từ thành phố Bắc Ninh đến gây chuyện, nếu như ông ta sợ Vũ Thanh, vậy thì Hoàng Thiên cứ gọi Vũ Thanh qua đây. Sau khi về đến nhà họ Hoàng, Lâm Ngọc An đã ngủ rồi. Hoàng Thiên cũng không đánh thức cô, nhẹ nhàng lên giường, ôm Lâm Ngọc An ngủ. Ngày thứ hai, là bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Văn Thành. Dựa vào địa vị và danh vọng của nhà họ Hoàng, những người đến chúc mừng sinh nhật Hoàng Văn Thành cũng rất nhiều. Tuy là Hoàng Văn Thành vẫn chưa đến 50 tuổi, không đến mức gọi là mừng thọ, nhưng mà sinh nhật cũng vô cùng long trọng. Mấy trăm người chen chúc ở nhà họ Hoàng, có bạn bè trong giới kinh doanh, cũng có không ít bạn bè trong giới giải trí, cộng thêm họ hàng thân thuộc của nhà họ Hoàng đều tập trung đến, căn nhà lớn của nhà họ Hoàng cũng sắp chứa không nổi rồi. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An không thích không khí ồn ào, đây là sinh nhật của cha, nên cũng không có cách nào không tham dự. Có rất nhiều người muốn nhìn ngắm phong thái của cậu chủ nhà họ Hoàng, ai cũng biết cậu chủ nhà họ Hoàng là Hoàng Thiên, đã mất tích 10 năm rồi, gần đây lại tìm được. Ông chủ Thành, cậu chủ đang ở đâu vậy? Một người khách cười hỏi Hoàng Văn Thành. Trong lòng Hoàng Văn Thành thật ra rất hoảng loạn, đôi chân của Hoàng Minh Chiết bị đánh gãy rồi, ông ta có như thế nào cũng rất thương xót con trai. Nhưng ở trước mặt bao nhiêu khách khứa vẫn phải làm ra bộ dạng vui vẻ cười nói, đây thật sự rất có kỹ thuật diễn xuất nha. Đương nhiên rồi, cái loại công phu buồn giả vờ vui này, đối với người có thân phận như Hoàng Văn Thành mà nói, chỉ là kỹ năng cơ bản thôi. Ha ha, Thiên, Ngọc An, hai con mau qua đây tiếp đãi khách khứa đi. Hoàng Văn Thành cười một cái, đưa tay lên gọi Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đang đứng ở một bên. Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều đặt lên trên người của Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Ồ, đây là Hoàng Thiên sao? Ha ha ha, đây cho mày mát mẻ chút nè. Đúng lúc này, có một gã gầy còm mang theo một chậu chất lỏng không rõ nguồn gốc thô bạo hất lên người Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Không ổn. Hoàng Thiên thầm nghĩ không ổn. Phản ứng của anh vẫn khá nhanh,
lúc này chợt kéo Lâm Ngọc An ở bên cạnh, kéo cô tránh khỏi những chất lỏng đáng ngờ này. Tốc độ cực nhanh, làm người ta hoa cả mắt. Lâm Ngọc An còn không biết mình làm thế nào có thể tránh khỏi, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại là có chuyện gì. Không chỉ Lâm Ngọc An, tất cả khách khứa đều chưa phản ứng kịp. Tất cả đều há to miệng, khiếp sợ nhìn mọi thứ. Ai ra? Trong chốc lát một tên mập vừa đứng phía sau Hoàng Thiên à Lâm Ngọc An kêu lên thảm thiết. Chất lỏng đáng ngờ kia dội lên trên người tên mập này, khiến cả người anh ta cháy sạch kêu to, nhảy cẫng lên. Mẹ kiếp, thế này mà cũng không chơi chết mày à? Tên xấu xí dội chất lỏng kia hùng hùng hổ hổ mắng, trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, xoay người chạy. Vèo, thân thể của tên đàn ông ốm yếu này rất nhẹ nhàng, liền nhảy ra từ cửa sổ, chạy khỏi biệt thự nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên sao có thể để thằng nhãi đó chạy mất, vừa rồi nếu không phải anh phản ứng nhanh, chỉ sợ anh và Lâm Ngọc An đã phải vào bệnh viện. Làm không tốt còn có thể bị hủy dung, cả đời này đều bị hủy. Tên bại hoại cặn bã này cũng quá độc ác rồi. Cơn giận trong lòng Hoàng Thiên bùng lên, trực tiếp bay người từ cửa sổ A, đuổi theo hướng tên khỉ ốm kia. Chuyện này. Mấy trăm khách khứa ở đây, không ai không trố mắt đứng nhìn chấn chối. Chuyện này xảy ra quá đột ngột. Màn mạo hiểm vừa rồi rất đáng sợ, hiện tại Hoàng Thiên lại bộc lộ công phu, khiến những người ở đây đều bị dọa cho choáng váng. Khoảng cách tới cửa sổ phải hơn 3 mét đấy, Hoàng Thiên nhảy từ chỗ này, còn nhảy từ cửa sổ, sức bật kinh người này thật sự khiến người ta không dám tưởng tượng. Ngay cả Lâm Ngọc An cũng ngây người, cô thật không ngờ, chồng của mình lại lợi hại như vậy. Mẹ nó, là tên cháu trai nào làm chuyện tốt này vậy? Tên mập bị đốt mắng ầm lên, tức giận đến sắp nổ tung. Lúc này mọi người mới nhìn thấy cái tên mập mạp này, nhiều người đều biết anh ta, cậu cả Tôn nổi danh của Hà Nội đây. Nhà họ Tôn ở Hà Nội cũng là nhân vật có mặt mũi, tuy kém xa nhà họ Hoàng, nhưng cũng rất có danh vọng. Hơn nữa nhà họ Tôn và nhà họ Hoàng luôn có quan hệ rất tốt, lần này là ngày sinh nhật của Hoàng Văn Thành, Tôn Hùng Dũng là cháu trai dòng chính của nhà họ Tôn cũng đi tới đây chung với cha anh ta. Nào ngờ lại gặp phải tai nạn này, khuôn mặt và da trên người Tôn Hùng Dũng đều bị cháy sạch. Là axit sulfuric, nhanh nhúng vào nước đi. Cha của Tôn Hùng Dũng, Tôn Chính Nghiệp lớn tiếng kêu lên, sốt ruột sắp hỏng rồi. Bảo mẫu và người làm của nhà họ Hoàng nhanh chóng đi lấy nước lạnh, tạt từng chậu vào người và mặt của Tôn Hùng Dũng, giúp anh ta pha loãng nồng độ axit sulfuric. Tôn Hùng Dũng đúng là mạnh mẽ, ngực và quần áo đều bị đốt cháy rồi, da cũng cháy một mảng lớn, còn bị tạt vào miệng, đã cháy sạch cả mặt, nhưng anh ta vẫn tức giận trừng hai mắt, khá là cứng rắn. Lâm Ngọc An nhìn Tôn Hùng Dũng mà sợ hãi, cô biết vừa rồi nếu như không phải Hoàng Thiên phản ứng nhanh, cô và Hoàng Thiên cũng sẽ có kết cục không khác Tôn Hùng Dũng. Nói không chừng còn thảm hơn so với Tôn Hùng Dũng, có khi đã bị hủy dung rồi. Nhìn Tôn Hùng Dũng, Lâm Ngọc An thực sự là sợ mất mật, nghĩ lại mà đầy sợ hãi. Tôn Hùng Dũng buồn bực muốn chết, hiện tại anh ta bị tát nước như bị tưới canh gà vậy, chọc giận anh ta. Đừng tạt nữa, tôi sẽ không tha cho tên khỉ còng kia. Tôi đi giúp cậu Thiên bắt tên đó. Tôn Hùng Dũng lớn tiếng mắng, anh ta cũng không kịp đi từ cửa chính nữa, đi từ cửa sổ là nhanh nhất, cho nên anh ta cũng học Hoàng Thiên, tung người một cái. Bịch bịch, Tôn Hùng Dũng bị ngã ngoài cửa sổ, bản lĩnh của anh ta cũng thật là cùi bắp. Mọi người muốn cười lại không dám cười, vẫn còn hoảng sợ, đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Người gây chuyện đã chạy mất, mọi người có ai quen không? Hoàng Văn Thành mặt âm trầm lên tiếng hỏi. Chủ tịch Thành, chúng ta chưa từng gặp thằng nhãi kia. Đúng vậy chủ tịch Thành, khách khứa tới nhiều như vậy, đều cho là gã tới chúc sinh nhật của ngài. Thật là ai cũng có thể trà trộn vào sao, mọi người mau nhìn xem, có ai khả nghi không? Mỗi người một câu ngày càng hoảng loạn. Hoàng Văn Thành thật sự tức giận, hôm nay là ngày vui của ông, lúc đầu tâm trạng cũng không hài lòng lắm. Nhưng sự việc như vậy ở trước mặt người thân bạn bè đều mất hết mặt mũi. Hơn nữa quan trọng nhất là, mục tiêu của tên gầy còm kia là Hoàng Thiên. Tuy Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An không bị thương, nhưng chuyện này, Hoàng Văn Thành phải tra tới cùng, chắc chắn không thể bỏ qua như thế. Lâm Ngọc An lo lắng cho Hoàng Thiên, nhưng cũng không dám gọi điện thoại cho Hoàng Thiên lúc này, bởi vì Hoàng Thiên đang đuổi theo tên khỉ còm kia. Gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Thiên, làm không tốt còn hại Hoàng Thiên. Cho nên Lâm Ngọc An chỉ có thể lo lắng suông, không có biện pháp nào. Mà lúc này Hoàng Thiên đã đuổi theo rất xa, tên kia tốc độ rất nhanh, chân rất có thể đã từng luyện công. Nhưng Hoàng Thiên cũng không dễ chọc vào, mặc dù tốc độ của tên gầy còm đó rất nhanh,
nhưng Hoàng Thiên cũng không bị gã bỏ xa bao nhiêu. Tên gầy còm kia vừa chạy về phía trước, vừa quay đầu nhìn, khi thấy Hoàng Thiên đang đuổi theo, tên này âm thầm cắn răng. Mẹ kiếp, Hoàng Thiên này không ngờ lại có bản lĩnh như vậy, lại chạy nhanh như vậy. Tên gầy còm kia mắng thầm ở trong lòng, gã đã có ý tưởng để đối phó với Hoàng Thiên. Đứng lại! Hoàng Thiên đã đuổi tới phía sau tên gầy, vừa hét lớn vừa chạy nhanh hơn. Dọa cho tên gầy kia sợ hãi, từ âm thanh để phán đoán, Hoàng Thiên đã đuổi tới phía sau gã, sắp bắt được gã rồi. Dùng tất cả sức lực, tên gầy kia tăng tốc. Hoàng Thiên thực sự nổi giận hoàn toàn rồi, anh không tin không đuổi kịp tên gầy này. Chỉ thấy Hoàng Thiên lấy ra tốc độ nhanh nhất, tăng tốc đã cách tên gầy kia không quá nửa mét. Hoàng Thiên vươn tay ra bắt được tóc tên gầy kia. Ai dô! Tên gầy kêu đau đớn liên tục, vừa định kỳ lại đấm Hoàng Thiên một cái, đã bị Hoàng Thiên đá một cú vào đầu gối. Bịch bịch! A à, a! À. Tên gầy kia kêu lên, giống như chó ăn phân té trên đất. Chân Hoàng Thiên hung hăng dẫm lên lưng gã, khiến gã không thể động đậy. Chạy nhanh đấy, mày còn chạy nữa không? Hoàng Thiên giận dữ hỏi. Tên gầy thở gấp, gã sắp mệt muốn chết rồi, còn bị Hoàng Thiên đuổi với tốc độ nhanh như vậy, thiếu chút nữa đã không chịu nổi. Trái lại Hoàng Thiên vẫn còn sung sức cực kỳ, ngay cả thở gấp cũng không. Thể lực và sự chịu đựng này thật sự là quá chênh lệch. Tên gầy không thể không phục. Mẹ kiếp, mày nhanh buông ra, nếu không, tao sẽ khiến mày đẹp mặt. Sau khi tên gầy lấy lại hơi, hùng hùng hổ hổ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vốn đang nổi giận, thấy tên gầy này còn dám nói năng hống hách, sao đâu còn nuông chiều gã. Mày đứng lên cho tao. Hoàng Thiên nắm tóc của tên gầy này nhấc gã từ dưới đất lên. Nhìn khuôn mặt vẫn còn vẻ tức giận và cái miệng nhếch lên của tên gầy, dáng vẻ của anh ta có vẻ như không phục. Hoàng Thiên cười giễu ở trong lòng, xem ra tên gầy làm người sống quen rồi, cho nên gã ta thật sự là không có tầm nhìn bao nhiêu. Mày cũng thật là to gan, mày theo lệnh của ai đến đây? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi tên gầy. Anh cảm thấy tên gầy này hẳn là bị người khác điều khiển. Nếu không anh không có thủ oán gì với gã thì tại sao gã phải làm như vậy chứ? Hừ, mày cho rằng ông đây sẽ nói cho mày biết sao? Tên gầy lạnh lùng khịt mũi, gã ta rất tức giận hỏi ngược lại Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bị tên nhãi này làm cho hơi tức giận, thật sự là không sợ chết, bị bắt rồi mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Ha ha, hy vọng lát nữa mày cũng có thể cứng giọng như vậy. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, anh nhìn tên gầy nói. Mẹ nó chứ! Lát nữa thì mày lại có thể như thế nào chứ? Tao chơi chết mày trước rồi lại nói. Tên gầy mắng to rồi vung mạnh nắm đấm nện về phía mặt của Hoàng Thiên. Nhưng mà gã ta làm sao có thể là đối thủ của Hoàng Thiên chứ? Đánh lén thất bại thì đã định trước là gã ta sẽ thất bại. Chỉ thấy Hoàng Thiên duỗi bàn tay đón nắm đấm của tên gầy. Răng rắc. Ách ha. Sau một vài tiếng giòn vang, tên gầy đau đến nỗi trợn trắng mắt, suýt nữa thì hôn mê. Bốn ngón tay trên bàn tay phải của anh ta đã bị Hoàng Thiên bẻ gãy. Bịch! Hoàng Thiên không nói nhiều mà đá xuống bụng của tên nhãi này. Tên gầy đâu còn chịu được, anh ta bị Hoàng Thiên đá ngã nằm trên mặt đất. Mẹ nó đau chết tao rồi, Hoàng Thiên mày sẽ không được chết yên lành, mày cứ chờ đó rồi sẽ có người chơi chết mày. Tên gầy nằm dạp trên mặt đất hung tợn mắng. Không đợi Hoàng Thiên ra tay lần nữa, đúng lúc này, sau lưng truyền đến giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Anh Thiên, đừng dùng sức nhiều quá, anh bắt được tên khốn này rồi à? Tôn Hùng Dũng chạy tới cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tên gầy đang nằm trên mặt đất nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên quay lại nhìn, anh nhìn kỹ một chút thì nhận ra là Tôn Hùng Dũng khi còn bé đã từng chơi với anh, chỉ là đã nhiều năm không gặp. Tôn Hùng Dũng. Hoàng Thiên nhìn Tôn Hùng Dũng nói. Đúng vậy anh Thiên, không phải là ngay cả tôi anh cũng không nhận ra đấy chứ. Tôn Hùng Dũng thân mật chào hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên biết khi còn bé tính cách của Tôn Hùng Dũng thẳng thắn, không phải là một người mưu trí. Anh ta không phải là người hai mặt giống như Lương Thiên Vũ. Cho nên ấn tượng của Hoàng Thiên về Tôn Hùng Dũng vẫn rất tốt. Lúc này anh nhìn Tôn Hùng Dũng thì phát hiện người anh em này thật sự là thê thảm. Quần áo ở trước ngực bị đốt cháy thủng một lỗ, làn da cũng bị bỏng không nhẹ, trên cằm cũng có một vết bỏng lớn, mặt mày hố trác. Nhưng mà người anh em này cũng thật là rắn chắc. Đã bị như vậy rồi mà vẫn không đi tới bệnh viện, anh ta lại đuổi theo tới đây. Sao có thể không nhận ra chứ? Hùng Dũng, cậu nhanh tới bệnh viện chữa trị vết thương đi, bị đốt cháy quá nghiêm trọng rồi. Hoàng Thiên nhíu mày nói với Tôn Hùng Dũng. Tôn Hùng Dũng khoát tay nói với Hoàng Thiên, anh Thiên nói gì vậy, anh còn không biết tôi sao?
Từ nhỏ tôi đã rất rắn chắc rồi. Một số vết thương ngoài da này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. À, Hoàng Thiên thật sự là không nói nên lời, anh ta đã bị bỏng đến mức như thế này rồi mà vẫn còn nói là không đáng kể sao. Được thôi, vậy cậu đuổi theo tới đây là muốn làm gì? Hoàng Thiên hỏi Tôn Hùng Dũng. Tôn Hùng Dũng tức giận tới mức cắn răng, chỉ vào tên gầy nằm sấp trên mặt đất nói, đương nhiên là vì cái thằng khốn nạn này. Bà nội nó chứ, nó dám đốt tôi thành như thế này, tôi muốn tự tay lột ra nó. Nói xong, Tôn Hùng Dũng xách tên gầy lên, một khẩu đại bác đánh thẳng vào trên mặt của tên gầy. Anh ta đánh tên gầy đến nỗi gã ta kêu ai ái, cái mũi suýt nữa cũng bị vẹo. Tại sao mày lại ác độc như vậy? Mày còn tạt axit sulfuric nữa đúng không? Tao cho mày tạt này, tao cho mày tạt này. Bàn tay Tôn Hùng Dũng túm cổ áo của tên gầy, một bàn tay khác vung mạnh hung hăng tát vào tên nhãi này. Những tiếng tát giòn vang làm cho tên gầy kêu oai oái. Chật vật không chịu nổi. Hoàng Thiên thấy Hùng Dũng tới đây cũng tốt, như vậy thì anh cũng bớt đi không ít việc. Tôn Hùng Dũng tát tên gầy đến nỗi thực sự không chịu nổi nữa, nhưng mà anh ta vẫn không dừng tay lại. Tôn Hùng Dũng rất tức giận khi bị đốt thành như thế này, anh ta hận không thể đánh chết tên gầy này. Nói mau, ai bảo mày làm như vậy? Tại sao lại tạt axit sulfuric? Tôn Hùng Dũng vừa đánh vừa quát hỏi. Tên gầy thật sự là không chịu được nữa, gã ta cắn răng nói, đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Đánh chết tôi rồi thì các anh sẽ không biết được gì hết. Tôn Hùng Dũng dừng tay nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ra hiệu cho anh ta đừng có đánh nữa, nếu như tiếp tục đánh nữa thì tên gầy này thật sự sẽ bị đánh chết. Tốt nhất là mày nên thành thật nói rõ, nếu không tao sẽ lập tức đánh cho mày chết tươi. Giọng nói của Hoàng Thiên vô cùng lạnh lẽo nói với tên gầy. Tên gầy nhìn Hoàng Thiên, sau khi mắt đối mắt với Hoàng Thiên thì trong lòng tên gầy có sự e ngại. Gã ta phát hiện ra bên trong ánh mắt của Hoàng Thiên có sự hung ác, không giống như là đang hù dọa gã. Tôi được người khác nhờ và tới tạt axit các anh. Đôi mắt của tên gầy hung hăng chuyển động, sốt cuộc cũng mở miệng nói. Nhận được sự nhờ vả của ai? Hoàng Thiên hỏi. Hừ, thứ lỗi cho tôi không thể nói điều này được. Làm gì cũng đều phải có luật lệ, anh cảm thấy tôi sẽ nói sao? Tên gầy rất là đắc chí khịt mũi. Tao cảm thấy mày sẽ nói. Hoàng Thiên hoàn toàn nổi giận. Anh đột nhiên móc một con dao ra rồi kề lên trên cổ họng của tên gầy. Con dao lạnh buốt kề lên bên trên yết hầu dọa tên gầy sợ đến nỗi trợn trắng mắt. Gã ta cũng sợ chết chứ, gã ta vẫn chưa sống đủ đâu. Đừng giết tôi nói là được chứ gì. Tên gầy vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hoàng Thiên không nói nên lời, cái thằng khốn nạn ở trước mặt này thật sự là hèn hạ. Lại còn chơi trò chơi thăm dò, thật sự là ghê tởm. Tốt nhất mày không nên thử thách sự kiên nhẫn của tao, tao sẽ không cho mày cơ hội nữa, hiểu rõ chưa? Hoàng Thiên cay nghiệt cảnh cáo tên gầy. Tôi hiểu rõ rồi. Tên gầy hung hăng gật đầu, gã ta ý thức được Hoàng Thiên thật sự không dọa gã, tuyệt đối có khả năng chơi chết gã. Lương Thiện Trường kêu tôi làm như vậy, ông ta muốn hủy hoại khuôn mặt của hai vợ chồng anh trước, để anh nếm thử sự đau đớn khi bị axit sulfuric đốt cháy, bước tiếp theo không biết sẽ tra tấn anh thế nào. Tên gầy khẽ nói. Hoàng Thiên nghe thấy thì siết chặt nắm đấm. Anh cũng đoán được có thể là do Lương Thiện Trường điều khiển. Nhưng vừa rồi không thể xác định 100%, bây giờ thì có thể xác định rồi. Ông già Lương Thiện Trường đáng chết này thật sự là liên tục kiếm chuyện, đây là ông ta tự tìm đường chết. Anh Thiên, Lương Thiện Trường là ông nội của Lương Thiên Vũ phải không? Tôn Hùng Dũng gãi đầu hỏi Hoàng Thiên. Đúng vậy. Hoàng Thiên lạnh lùng khịt mũi. Ôi, cái ông già này, cậu Thiên. Tôi cũng nghe nói anh có mâu thuẫn với Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan vẫn luôn muốn hại chết anh, sau này hình như hai anh em họ đều ở lại châu Phi chứ không quay về đúng không? Tôn Hùng Dũng tò mò hỏi Hoàng Thiên, anh ta cũng không hiểu tình hình bên trong như thế nào. Những chuyện này nếu như nói ra thì cả là một câu chuyện dài, Hoàng Thiên cũng không có thời gian giải thích tỉ mỉ với Tôn Hùng Dũng. Khi nào rảnh tôi sẽ từ từ nói với cậu, trước tiên tôi cần phải đi chăm sóc ông già Lương Thiện Trường đã. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Tôn Hùng Dũng. À, anh Thiên, sao cậu đi tìm Lương Thiện Trường được? Tôn Hùng Dũng ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên, bây giờ không biết Lương Thiện Trường ở đâu vậy thì Hoàng Thiên đi đâu tìm Lương Thiện Trường chứ? Không phải còn có thằng nhãi này sao? Hoàng Thiên chỉ tên gầy trước mặt lạnh lùng cười. Tên gầy này làm theo lệnh của Lương Thiện Trường đến để tạt axit sulfuric, chắc hẳn là gã ta biết Lương Thiện Trường ở đâu. Tôn Hùng Dũng nghe thấy thì cười nói với Hoàng Thiên, đúng vậy anh Thiên. Chúng ta hỏi thằng nhãi này xem,
nếu như nó không nói ra được nguyên do vậy thì chúng ta đánh cho nó tàn phế lua tên gầy, nghe xong thì lập tức bị dọa sợ đến nỗi trợn trắng mắt. Gã ta bị Tôn Hùng Dũng dùng hết sức lực đánh cho không nhẹ, thật sự không muốn lại bị hành hạ thêm nữa. Nói đi, Lương Thiện Trường ở đâu? Hoàng Thiên hỏi tên gầy, giọng nói của anh rất lạnh lẽo. Tên gầy đã không còn hung hăng nữa, gã ta nhìn Hoàng Thiên rồi lại nhìn Tôn Hùng Dũng, gã ta thật sự rất sợ hãi. Anh Thiên, anh Dũng, tôi thực sự không biết Lương Thiện Trường ở đâu, xem như hai người có đánh chết tôi cũng vô dụng mà thôi. Tên gầy tỏ vẻ vô tội nói với Hoàng Thiên và Tôn Hùng Dũng. Hoàng Thiên chưa kịp nói gì thì Tôn Hùng Dũng đã nổi nóng. Mẹ kiếp, mày không biết phải không? Sao mày lại biết chạy tới nhà họ Hoàng ta taxi sulfuric? Tôn Hùng Dũng tức giận mắng tên gầy, anh ta đưa tay tát tên gầy đến nỗi đầu óc choáng váng. Tên gầy thật sự là không chịu được những cái tát của Tôn Hùng Dũng, gã ta khóc nói, tôi thật sự không biết, xem như anh đánh chết tôi thì tôi cũng không biết. Được được được, vậy tao sẽ đánh chết mày. Tôn Hùng Dũng đi tới, anh ta tức giận nhìn xung quanh thì nhìn thấy một cục gạch trên mặt đất. Tôn Hùng Dũng cầm cục gạch trong tay đập về phía trán của tên gầy. Nếu như lần này bị đập trúng thì khẳng định tên gầy sẽ bị đánh chết, điều này là không thể ngờ. Hoàng Thiên cũng không muốn Tôn Hùng Dũng dính tới kiện cáo án mạng, đây chính là người bạn chơi với anh từ khi còn nhỏ, làm người cũng rất đôn hậu. Cho nên Hoàng Thiên kéo Tôn Hùng Dũng lại, không để anh ta đập xuống. Tôn Hùng Dũng không hù dọa tên gầy, nếu như không phải Hoàng Thiên ngăn cản anh ta thì anh ta tuyệt đối sẽ đập nát sọ não của tên gầy. Xin hãy tha mạng, xin đừng giết tôi. Tên gầy rất sợ chết, anh ta căng thẳng nhìn Hoàng Thiên và Tôn Hùng Dũng. Tha cho mày là chuyện không thể nào, nếu như mày không thành thật nói rõ thì tao sẽ đánh gãy tay chân mày. Hoàng Thiên nói rồi giành cục gạch ở trong tay Tôn Hùng Dũng, sau đó anh đạp tên gầy ngã lăn trên mặt đất. Bịch bịch, tên gầy ngã lăn trên mặt đất, gã ta hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên. Mày thật sự muốn bị tàn phế có phải không? Hoàng Thiên ước lượng trọng lượng của cục gạch trong tay hỏi tên gầy. Không không không, anh Thiên, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ nói hết cho anh biết. Rốt cuộc thì tên gầy cũng không chịu nổi nữa, anh ta hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên nghe xong thì trong lòng lại rất hăng hái. Xem ra tên gầy này thật sự biết Lương Thiện Trường đang ở đâu. Phải nhanh chóng tìm thấy Lương Thiện Trường, nếu không nói không chừng ông già này sẽ còn gây thêm rắc rối. Cứ phải đề phòng giống như phòng kẻ trộm, thật sự là rất mệt. Cho nên Hoàng Thiên không đánh nữa mà nói với tên gầy, nói đi, chỉ cần mày thành thật nói rõ thì tao sẽ không làm mày bị thương. Vâng vâng vâng, anh Thiên, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi tìm Lương Thiện Trường được không? Tên gầy liên tục gật đầu. Hoàng Thiên đương nhiên đồng ý, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Lương Thiện Trường. Có thể, mày dẫn đường đi. Vâng, tên gầy trả lời, sau đó đi ở phía trước. Anh Thiên, anh thật sự tin nó sao? Ngộ nhỡ nó dở trò hoặc là Lương Thiện Trường đã chuẩn bị sẵn thì phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ của Tôn Hùng Dũng thật sự rất chu đáo, anh ta đang nhắc nhở Hoàng Thiên. Sắc mặt Hoàng Thiên chìm xuống, sao anh có thể không biết những nguy hiểm này chứ? Nhưng bây giờ anh cũng không có sự lựa chọn nào khác, chẳng lẽ cứ để Lương Thiện Trường tùy ý quấy rối ở sau lưng sao? Nói không chừng nếu như anh không chú ý thì vợ anh cũng sẽ bị hại. Hùng Dũng cậu đi về trước đi. Tôi sẽ áp giải thằng nhãi này đi tìm Lương Thiện Trường. Hoàng Thiên vỗ bả vai Tôn Hùng Dũng bảo anh ta trở về. Dù sao trên người Tôn Hùng Dũng cũng đã bị đốt cháy thành nứt hạnh như vậy, bây giờ rất cần được chữa trị. Vốn tưởng rằng Tôn Hùng Dũng sẽ đồng ý ngay, nào ngờ anh ta lại không rời đi. Không, anh Thiên tôi đi cùng với anh em chúng ta có nạn thì cùng chịu. Tôn Hùng Dũng rất bướng bỉnh nói với Hoàng Thiên, anh ta đi theo thật sát ở sau lưng Hoàng Thiên. Điều này... Hoàng Thiên thật sự không ngờ Tôn Hùng Dũng lại có nghĩa khí như thế. Chỉ là bạn chơi cùng khi còn bé đã nhiều năm không gặp mà thôi, Tôn Hùng Dũng lại trượng nghĩa như thế là ngoài dự đoán của Hoàng Thiên. Lương Thiên Vũ quả thật không có cách nào so sánh với Tôn Hùng Dũng, anh ta quá khốn nạn. Trong lòng Hoàng Thiên tràn đầy xúc động, lúc này vừa áp giải tên gầy đi lên phía trước vừa nói với Tôn Hùng Dũng, Hùng Dũng, cậu nhanh trở về đến bệnh viện chữa trị cho tốt, đừng để bị nhiễm trùng. Tôn Hùng Dũng nghe vậy thì trong lòng nóng hầm hập nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, vẫn là anh quan tâm tôi nhất, nhưng tôi không thể để anh đi một mình, hai chúng ta cùng đi. Hoàng Thiên thật sự là sai rồi, Hùng Dũng cũng quá bướng bỉnh, anh có đuổi thế nào thì anh ta cũng không chịu đi. Tên gầy đi ở phía trước nghe thấy cuộc nói chuyện của Hoàng Thiên và Tôn Hùng Dũng thì trong lòng anh ta âm thầm cười giễu. Trong lòng anh ta thầm nghĩ cái thằng mập mạp chết bầm này đi theo thì tốt,
vừa rồi còn dám đánh bố mày thê thảm như vậy, lát nữa sẽ để ông già Vương trừng phạt nó. Tên gầy nghĩ tới những điều này thì mừng thầm trong lòng nhưng lại không dám nói gì. Hoàng Thiên làm sao biết được hoạt động tâm lý của tên gầy lại như thế này chứ, anh thấy không thể khuyên được Tôn Hùng Dũng nên cũng không nói thêm gì nữa. Anh áp giải tên gầy, Hoàng Thiên đi khoảng mười mấy phút thì hơi không kiên nhẫn. Còn bao xa nữa? Hoàng Thiên quát hỏi. Tên gầy bị dọa đến nỗ giật mình vội vàng nói, sắp đến rồi. Sắp cái rắm, nếu biết xa như vậy thì lái xe tới là được rồi. Tôn Hùng Dũng tức giận, răn dậy và của mắng tên gầy. Anh Dũng, anh đừng tức giận, sắp tới rồi. Tên gầy quay đầu cười bị ổi nói. Lúc này Hoàng Thiên không nói lời nào, anh đi theo tên gầy đi về phía trước. Lại đi thêm khoảng 2 phút, tên gầy đã dẫn Hoàng Thiên và Tôn Hùng Dũng đi vào bên trong một khu nhà đổ nát. Hoàng Thiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, anh thật sự là bất ngờ. Nơi này chính là Hà Nội, đây cũng không phải là nơi quá vắng vẻ, thế mà lại có thể có nhiều tòa nhà đổ nát như vậy. Cái nơi tấc đất tấc vàng này chắc hẳn rất nhanh sẽ có người tới khớp lệnh. Đúng lúc này điện thoại di động của Hoàng Thiên vang lên. Nhìn dãy số điện thoại hiện trên màn hình lại là số của Vũ Thanh. Cậu chủ, cậu đang ở đâu? Vũ Thanh vội vàng nói. Tôi đang ở trong một khu nhà đổ nát, cậu đến Hà Nội rồi sao? Vâng thưa cậu chủ, tôi đã đến Hà Nội rồi, cậu gửi vị trí của cậu cho tôi lập tức tới tụ họp với cậu. Vũ Thanh nói. Hoàng Thiên cúp điện thoại rồi gửi vị trí hiện tại cho Vũ Thanh. Tên gầy không nói gì, anh ta dẫn Hoàng Thiên và Tôn Hùng Dũng đi vào bên trong một tòa nhà đổ nát. Tên gầy đi thang bộ tới tầng 8 rồi mới dừng bước. Ông Trường, ông có đó không? Tên gầy đứng ở đầu cầu thang hét lên. Sau khi hét lên vài tiếng, rốt cuộc thì trong một phòng ngủ ở phía tây cũng có tiếng động. Hoàng Thiên nghe rất rõ trong căn phòng ngủ kia truyền ra tiếng bước chân rất nhỏ. Tính cảnh giác của Tôn Hùng Dũng không mạnh như Hoàng Thiên, nhưng lúc này cũng nghe thấy, anh ta chỉ cần phòng căn ngủ kia, nháy mắt với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ra hiệu anh ta tạm giữ tên gầy ở đây, sau đó từ từ đi về phía phòng ngủ. Tôn Hùng Dũng cũng trở nên nghiêm túc, túm lấy cổ áo của tên gầy, phòng ngừa thằng nhóc này chạy mất. Tên gầy cũng sợ Tôn Hùng Dũng, vừa rồi bị Tôn Hùng Dũng đánh cho choáng váng, bây giờ cũng rất thành thật. Thấy Hoàng Thiên đang đi về phía trước, trong lòng Tôn Hùng Dũng cũng căng thẳng, lo lắng cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đi tới trước phòng ngủ, cẩn thận nhìn thoáng qua bên trong. Phù! Một thứ dạng bột mày trắng bay thẳng tới chỗ cửa Hoàng Thiên đứng. Không ổn! Hoàng Thiên phản ứng rất nhanh, nhanh chóng dừng hô hấp, cũng nhắm hai mắt lại, nhanh chóng tránh sang một bên. Thứ bột kia không gây nên thương tích gì cho Hoàng Thiên, mấy giây qua đi, Hoàng Thiên vọt vào bên trong phòng ngủ. Vụt! Đột nhiên một quyền tấn công Hoàng Thiên từ phía sau. Hoàng Thiên nghe được tiếng gió, anh nhanh chóng tiến về phía trước, tránh một cú ai. Vừa quay đầu nhìn thì thấy một cô gái khoảng 27, 28 tuổi đang tấn công anh. Dáng dấp của người phụ nữ này cũng khá xinh đẹp, vóc người rất đầy đặn, đôi mắt to rất quyến rũ, nhưng lộ ra sự hung ác, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Không thấy Lương Thiện Trường, lại gặp người phụ nữ này, Hoàng Thiên cũng say rồi. Tên gầy kia thật sự dẫn anh đi tìm Lương Thiện Trường sao? Cô là ai? Hoàng Thiên vung tay lên, ra hiệu cho người phụ nữ này khoan ra tay, lớn tiếng hỏi cô ta. Người phụ nữ quyến rũ hừ một tiếng, quả nhiên không ra tay tấn công Hoàng Thiên nữa. Hừ hừ, cậu hỏi nhiều như vậy không có ích gì, nhanh đưa tay chịu trói đi, tránh cho bà cô đây mất công. Người phụ nữ quyến rũ hừ nói. Trong lòng Hoàng Thiên khó chịu, mặc dù người phụ nữ này rất xinh đẹp, nhưng lời nói ra lại rất kiêu ngạo. Không nói đúng không, vậy đừng trách tôi không khách khí. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Mẹ nó ai cần cậu khách khí. Miệng người phụ nữ quyến rũ này cũng không sạch sẽ, mắng xong một câu, áp sát tới gần Hoàng Thiên, đấm về phía mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra, người phụ nữ này không phải gà mờ, từ động tác giơ tay nhấc chân có thể nhìn ra, cô ta từng tập luyện. Nhìn một quyền này vung tới, Hoàng Thiên cũng không né tránh, trực tiếp duỗi bàn tay, đón nắm tay của người phụ nữ này. Trong giây lát, người phụ nữ quyến rũ có chút thẹn quá thành giận. Cô ta cảm nhận được sự di chuyển của Hoàng Thiên, mặc dù là ra tay so chiêu, nhưng Hoàng Thiên cần gì phải bắt tay của cô ta. Buông ra. Người phụ nữ quyến rũ dữ tợn kêu một tiếng, nhấc chân đá một cú về phía bụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không muốn dây dưa lâu với cô ta, lúc này bắt cổ chân của cô ta kéo tới. Đùng. Trọng tâm của người phụ nữ quyến rũ không vững, chân dang rộng, ngồi trên đất. Khiến cô ta đau điếng, vừa thẹn vừa giận,
tàn bạo trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Bản lĩnh này của cô vẫn còn non lắm, tốt nhất đừng tái máy tay chân với tôi. Ok. Hoàng Thiên không lạnh không nóng nói với người phụ nữ quyến rũ. Khiến người phụ nữ quyến rũ tức giận, hung hăng trừng mắt nói với Hoàng Thiên, thằng nhóc thối, cậu cũng có bản lĩnh đấy. Đừng nói nhảm, bây giờ nói đi, cô là ai? Sao lại mai phục ở đây? Còn vung bột tập kích tôi, cũng đủ âm hiểm đấy. Người phụ nữ quyến rũ có chút bất ngờ, bình thường đàn ông thấy cô ta đều sẽ nhìn thêm vài lần bởi vì cô ta đủ quyến rũ và xinh đẹp. Nhưng Hoàng Thiên thì sao, dường như từ đầu đến cuối đều không để cô ta vào mắt, cho dù nhìn cô ta, cũng là gương mặt lạnh lùng, thật sự khiến cô ta khó hiểu. Vấn đề của cậu quá nhiều rồi. Người phụ nữ quyến rũ nói, sau đó muốn đứng dậy từ dưới đất, đánh với Hoàng Thiên tiếp. Sao Hoàng Thiên có thể không nhìn ra ý định của cô ta, nhưng tìm Lương Thiện Trường quan trọng hơn, Hoàng Thiên nào có thời gian rảnh mà đấu với cô ta. Bịch! Lúc này Hoàng Thiên cũng không khách khí nữa, đá một cú về phía bụng của người phụ nữ quyến rũ. Ai ra? Người phụ nữ quyến rũ sao chịu được cú này của Hoàng Thiên, bị đạp lùi lại mấy bước, ngồi trên mặt đất. Vừa định đứng dậy, Hoàng Thiên đã đè cô ta xuống đất. Đừng nhúc nhích! Hoàng Thiên đè bả vai cô ta xuống, không cho cô ta đứng lên. Được lắm nhóc con, cậu dám làm vậy với tôi, cậu nhất định phải chết. Người phụ nữ quyến rũ hung tợn trừng mắt nói với Hoàng Thiên, sau đó quay mặt qua một bên, không nhìn Hoàng Thiên nữa. Hoàng Thiên sao có thể nuông chiều cô ta, vừa định cho cô ta bài học, nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tôn Hùng Dũng. A, anh Thiên mau cứu tôi. Chuyện này, Hoàng Thiên kinh hãi, cũng không đoái hoài tới người phụ nữ quyến rũ này nữa. Nhanh chóng chạy khỏi phòng ngủ. Nhìn thoáng qua vị trí vừa rồi của Tôn Hùng Dũng, Hoàng Thiên thực sự cực kỳ khiếp sợ. Chỉ thấy trước ngực Tôn Hùng Dũng máu nhuộm đỏ rực, một con dao đâm vào ngực anh ta. Trước mặt Tôn Hùng Dũng là một người phụ nữ cao gầy hơn 20 tuổi, người phụ nữ này mặc một bộ đồ da đều là màu đen, tôn rõ vóc dáng. Tên gầy kia còn đứng phía sau Tôn Hùng Dũng, cấm lấy hai tay Tôn Hùng Dũng khiến anh ta không thể động đậy. Người phụ nữ mặc áo da bộ dáng khá xinh đẹp. Trên trán còn có một chấm chu sa đỏ, khiến người ta vừa nhìn đã khắc sâu ấn tượng. Rất rõ ràng, một dao trước ngực Tôn Hùng Dũng là do người phụ nữ mặc đồ da này làm. Dừng tay! Hoàng Thiên thấy người phụ nữ đồ da lại muốn tấn công Tôn Hùng Dũng, anh quát to một tiếng vọt tới. Đứng ở đó đừng nhúc nhích, nếu không, bạn của anh sẽ xong rồi đấy. Người phụ nữ đồ da lại rút một con dao từ thắt lưng để trên cổ Tôn Hùng Dũng. Hoàng Thiên nhanh chóng dừng lại. Anh cũng không dám lấy tính mạng Tôn Hùng Dũng ra đùa. Hơn nữa anh cũng phát hiện trên mặt người phụ nữ đồ da này đều là biểu cảm hung ác, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ độc ác. Loại phụ nữ này rất điên cuồng, đúng là có thể giết Tôn Hùng Dũng. Cho nên Hoàng Thiên không dám đi qua, trong lòng anh bây giờ rất tức giận, không tìm được Lương Thiện Trường, lại gặp hai cô nàng này, một người so với một người còn tàn nhẫn hơn. Ha ha, bây giờ cậu chịu thành thật rồi à? Tên họ Hoàng, vừa rồi cậu rất uy phong mà. Phía sau Hoàng Thiên truyền đến giọng nói của người phụ nữ quyến rũ. Ngay sau đó, người phụ nữ quyến rũ liền vọt tới. Tốt nhất anh đừng đánh trả, để cho cô ấy đánh anh một trận đi. Người phụ nữ đồ da cười lạnh một tiếng, nói với Hoàng Thiên. Sao Hoàng Thiên có thể để cô ta chi phối? Thấy người phụ nữ quyến rũ đá một cú tới, Hoàng Thiên cũng đá một cú. A, à, người phụ nữ quyến rũ bị đá bay ngược trở lại, thật sự không khống chế được thân thể. Bịch. Hoàng Thiên đá một cú vào ngang lưng người phụ nữ quyến rũ. Trực tiếp đạp bay người phụ nữ quyến rũ, đáng ngã xuống đất. Đây là Hoàng Thiên đã ra tay lưu tình, nếu không một cút này đã đạp gãy thắt lưng người phụ nữ quyến rũ. Người phụ nữ quyến rũ quỳ rạp trên mặt đất, che eo một hồi lâu vẫn không thể dậy, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Tên khốn nạn, dám không nghe lời. Người phụ nữ đổ ra giận dữ, hung hăng trừng mắt, dữ tợn nói. Thấy người phụ nữ đổ ra phách lối như vậy, Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng nói rằng, chúng ta không thù không oán, cô thả bạn tôi ra, sau đó dẫn theo chị em của cô cút đi. Người phụ nữ mặc áo da không ngờ Hoàng Thiên sẽ nói lời như vậy. Tình hình bây giờ, Hoàng Thiên ở phía yếu, trong tay người phụ nữ mặc áo da có con tin. Không ngờ Hoàng Thiên lại chẳng sợ cô ta chút nào, còn bảo cô ta cút đi. Đúng là chọc điên người phụ nữ mặc áo da rồi, cô ta cũng chẳng tốt tính gì đâu. Lúc này lông mày cô ta dựng ngược lên, quát lên với Hoàng Thiên, anh đang nói mê sảng gì ở đây vậy, còn dám bảo tôi cút đi. Đúng vậy, cô không cút đi còn đứng chờ vận đen à. Hoàng Thiên nở nụ cười gằn,
lát nữa là Vũ Thanh tới rồi, người phụ nữ này muốn cút đi cũng chẳng có cơ hội. Người phụ nữ mặc áo da tức tới nghiến răng, nói với Hoàng Thiên, được rồi, nếu anh đã không thức thời như vậy, tôi sẽ làm thịt bạn anh trước. Dứt lời, người phụ nữ mặc áo da muốn lấy dao đâm vào cổ Tôn Hùng Dũng. Tôn Hùng Dũng nhếch miệng, mặc dù anh ta cười to tâu tuét nhưng mà phải chết thì cũng sợ đấy. Hoàng Thiên biết nói gì cũng vô dụng, chỉ xem ai cứng hơn thôi. Lúc này thấy người phụ nữ quyến rũ kia nằm trên mặt đất không đứng lên được, Hoàng Thiên lao qua tóm lấy quần áo của cô ta, nâng cô ta lên. Nếu cô dám làm bừa tôi sẽ bóp gãy cổ cô ta. Bàn tay lớn của Hoàng Thiên bóp lên cổ người phụ nữ quyến rũ, quát lên với người phụ nữ mặc áo da. Anh dám, người phụ nữ mặc áo da tức giận, lườm Hoàng Thiên. Cô thử xem, Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Người phụ nữ mặc áo da không dám làm bậy, cô ta cũng phát hiện ra Hoàng Thiên không dễ đối phó, nếu không cẩn thận, người phụ nữ quyến rũ chị em của cô ta sẽ tèo thật. Được, vậy chúng ta cùng thả người được không? Người phụ nữ mặc áo da vô cùng bực tức thương lượng với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng thấy đau đầu thật sự, chưa kịp gặp Lương Thiện Trường lại gặp phải hai bà chằn này, đúng là khó xử lý. Được, cùng thả, Hoàng Thiên nói xong, kéo người phụ nữ quyến rũ đi tới. Sự khống chế của người phụ nữ mặc áo da rất mạnh, cứ siết chặt lấy Tôn Hùng Dũng. Anh Thiên, đừng thả cô ta, bắt cả hai người đàn bà này lại, hỏi thử xem bọn họ rốt cuộc định làm gì, tại sao lại đối đầu với chúng ta. Tôn Hùng Dũng cả giận nói. Hoàng Thiên thấy thế cũng phục Tôn Hùng Dũng. Trước ngực người anh em này còn đang chảy máu không dừng đấy thế mà tính khí vẫn còn nóng nảy vậy. Có điều Hoàng Thiên không bận tâm tới lời Tôn Hùng Dũng nói, anh chỉ muốn cứu Tôn Hùng Dũng ra trước rồi tính. Thả người đi, Hoàng Thiên nhìn chằm chằm người phụ nữ mặc áo da rồi nói. Anh thả trước, người phụ nữ mặc áo da còn chưa tin Hoàng Thiên, hét lớn lên. Hoàng Thiên cũng không muốn rề rà với cô ả nữa lúc này buông người phụ nữ quyến rũ ra. Người phụ nữ quyến rũ vội vã chạy tới bên cạnh người phụ nữ mặc áo da, nhưng cô ta đã rất sợ hãi Hoàng Thiên rồi, biết có thế nào cũng không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Người phụ nữ mặc áo da vẫn rất để tâm, thấy Hoàng Thiên đã thả người theo hẹn, cô ta cũng buông Tôn Hùng Dũng ra. Chỉ có người gầy gò kia vẫn đang nằm tay Tôn Hùng Dũng. Buông anh ta ra, Hoàng Thiên gào lớn một tiếng với người gầy gò. Mẹ nó! Người gầy gò bị giật mình, anh ta đã bị Hoàng Thiên tạo thành bóng ma tâm lý rồi, theo bản năng rất sợ hãi Hoàng Thiên. Người gầy gò vội vã thả Tôn Hùng Dũng ra, sau đó núp sau hai người phụ nữ. Tôn Hùng Dũng biết người phụ nữ mặc áo da rất lợi hại, vừa nãy lúc Hoàng Thiên đi vào phòng ngủ, Tôn Hùng Dũng đã bị người phụ nữ mặc áo da khống chế trong nháy mắt, đã đủ mất mặt rồi. Lúc này anh ta vội vàng chạy tới bên cạnh Hoàng Thiên, nhắc nhở, anh Thiên anh cẩn thận một chút. Con đàn bà đó không phải dễ đối phó đâu. Tôi biết. Hoàng Thiên nhìn qua Tôn Hùng Dũng, thấy trên ngực anh ta còn ghim một cái dao, Hoàng Thiên cũng rất đau đầu. Anh Thiên, tôi rút dao ra. Tôn Hùng Dũng nói xong thì kéo cây dao xuống. Một dòng máu túa ra, cũng may là không đâm quá sâu, không nguy hiểm tới tính mạng. Bây giờ Hoàng Thiên đã hiểu, Tôn Hùng Dũng đúng là rắn chắc, đã trúng một dao vẫn cứ như người không bị làm sao vậy. Nhìn qua người phụ nữ mặc áo da, Hoàng Thiên cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn rồi. Các người có liên quan gì với Lương Thiện Trường? Lão già đó ở đâu? Hoàng Thiên hỏi người phụ nữ mặc áo da. Người phụ nữ mặc áo da cười khẩy khanh khách một hồi. Lúc này cô ta vỗ lòng bàn tay, nói, ông Trường, ông đừng trốn nữa, đi ra gặp họ Hoàng này đi. Có tôi ở đây ông còn sợ gì? Hoàng Thiên nghe xong thì tim nhảy lên, lẽ nào Lương Thiện Trường trốn ngay ở đây? Không tới 5 giây, Lương Thiện Trường đi ra từ một căn phòng nhỏ. Ông ta chắp tay sau lưng, bước đi khoan thai, gương mặt kiêu ngạo. Nhìn qua Hoàng Thiên, Lương Thiện Trường bĩu môi, Hoàng Thiên, mày đúng là được đấy, còn có thể tìm tới đây. Ông Trường, tôi cũng chẳng còn cách nào nên mới đưa Hoàng Thiên tới, không thì sẽ bị đánh chết tươi mất. Người gầy lo lắng nhìn Lương Thiện Trường, chỉ lo Lương Thiện Trường trách cứ anh ta. Lương Thiện Trường hung dữ lườm người gầy một lát, xông lên đánh một cú vào người gầy gò. Mẹ nó! Bảo mày làm chút việc cũng không làm xong, lúc tạt axit không mở mắt à? Tại sao Hoàng Thiên vẫn bình yên vô sự? Lương Thiện Trường mắng. Tên họ Hoàng trốn đi nhanh, tôi chỉ dội vào trên người tên béo đáng chết Tôn Hùng Dũng. Người gầy chỉ vào Tôn Hùng Dũng, rất bức bối nói với Lương Thiện Trường. Tôn Hùng Dũng rất tức giận, sắp phát điên rồi. Sớm biết tên gầy này đáng ghét vậy, lúc đó nên đánh chết tên gầy đấy. Đúng là đồ vô dụng, Lương Thiện Trường mắng, tát cho người gầy một cái. Khiến người gầy ngã dập trên đất,
Phượng Đen, tiếp theo phải nhờ vào cô rồi, tôi muốn cô giết chết Hoàng Thiên. Lương Thiện Trường nở nụ cười ti tiện với người phụ nữ mặc áo da, ánh mắt còn hờ lướt qua người cô ta mấy lần. Người phụ nữ mặc áo da biệt hiệu Phượng Đen thấy vậy, có hơi căm ghét lườm Lương Thiện Trường một cái. Cô ta là sát thủ nhà nòi, người phụ nữ quyến rũ là tay sai của cô ta, hai người đều được Lương Thiện Trường mời tới với giá cao. Có điều, Lương Thiện Trường là lão già bại hoại, từ lúc gặp cô ta đã không ít lần dùng ánh mắt làm phiền, khiến cô ta rất khó chịu. Ông Trường, tôi đồng ý giết Hoàng Thiên giúp ông, nhất định sẽ làm được, ông đừng lắm lời. Phượng Đen hừ một tiếng, trong tay cầm dao, đi về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên còn không biết Phượng Đen này năng lực ra sao, vì vậy cũng không bất cẩn, bình tâm chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa Hoàng Thiên cũng biết, Vũ Thanh sắp tới rồi, kéo dài thời gian càng lâu thì càng có lợi cho mình. Lương Thiện Trường nhìn Phượng Đen đi về phía Hoàng Thiên, trong lòng ông ta rất hưng phấn. Tuy rằng Hoàng Thiên không bị tạt axit nhưng bây giờ anh chỉ dẫn theo mỗi Tô Nùng Dũng, đúng là chịu chết. Lương Thiện Trường cảm thấy với thực lực của Phượng Đen, chừng trị Hoàng Thiên chắc không sao, Phượng Đen có danh tiếng lừng lẫy trong giới sát thủ. Hoàng Thiên, vừa nãy anh nói không sai, giữa chúng ta không thù không oán. Nhưng tôi cầm tiền của ông Trường, phải làm việc theo quy củ xem như anh đen. Giọng của Phượng Đen lạnh lẽo nói với Hoàng Thiên, theo nghĩa bóng nghĩa là cô ta giết Hoàng Thiên dễ như trở bàn tay. Hoàng Thiên không ưa sự ngông cuồng của cô ả, lúc này nơ nụ cười lạnh lùng, nói, đừng quá kiêu ngạo, như vậy không tốt. Đừng có lắm lời với bà đây, để mạng lại đi. Lông mày Phượng Đen nhíu lại, cầm dao tấn công về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vừa nhìn qua, động tác của Phượng Đen sắc bén, thực lực mạnh hơn người phụ nữ quyến rũ nhiều. Vì vậy Hoàng Thiên không dám khinh thường, lúc này thấy Phượng Đen dùng một dao đâm tới, anh nghiêng người né tránh, sau đó đấm một cú vào bụng Phượng Đen. Á! Phượng Đen bị Hoàng Thiên đấm trúng bụng, đau đớn hét lên thất thanh, cả người loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất. Hoàng Thiên cũng không dừng tay lại, thấy thời cơ đã đến, anh chủ muốn nhanh chóng khống chế được tên Phượng Đen này. Nhanh như cắt, cơ thể linh hoạt của Hoàng Thiên nhảy vọt lên phía trước, ngay trước mặt Phượng Đen. Phượng Đen không ngờ tốc độ của Hoàng Thiên lại có thể nhanh đến mức này. Cô ta vừa ăn một cú đấm xong, đã lùi về sau mấy bước, chỉ muốn giữ khoảng cách an toàn với Hoàng Thiên. Nhưng chiến thuật đó hoàn toàn không có tác dụng, tốc độ của Hoàng Thiên quá nhanh, chỉ chớp mắt đã áp sát cô ta. Bụp! Hoàng Thiên tung chân, đá Phượng Đen ngã ngửa ra đất, lăn xa 3-4 mét non vô cùng thảm hại. Ôi! Chứng kiến tất cả những điều vừa xảy ra, cô nàng quyến rũ kia chết lặng. Phượng Đen là thần tượng mà từ trước tới nay cô ta luôn sùng bái, cho rằng trên đời này không một ai có thể là đối thủ của Phượng Đen. Thế mà Phượng Đen chỉ vừa mới giao đấu với Hoàng Thiên đã bị Hoàng Thiên đánh cho lăn lộn quằn quại, thế này là thế quái nào? Đừng có mà giang hồ, họ Hoàng kia, hôm nay anh chết chắc rồi. Cô nàng quyến rũ hậm hực quát lên, phi như bay áp sát Hoàng Thiên, giúp Phượng Đen cùng đối phó với Hoàng Thiên. Mấy ngón đòn của cô ta không thể nào sánh được với Phượng Đen thì càng không phải đối thủ của Hoàng Thiên. Thấy cô ta giơ nằm đấm đánh tới, là đã nhìn rõ được cô gái này chẳng qua cũng chỉ có sắc đẹp quyến rũ, chứ võ nghệ thì thực sự tầm thường. Bụp! Hoàng Thiên cũng chẳng hề khách sáo, trực tiếp tung chân đá bay cô nàng quyến rũ. Ái ra! Cô nàng quyến rũ sao có thể chịu được cú đá rất mạnh của Hoàng Thiên? Bay văng ra xa hơn 1 mét, ngã sóng xoài trên đất. Phụt! Cô nàng quyến rũ hộc máu, nằm bò trên đất đau đớn dữ dội trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Thực chất, cô ta nên thấy may mắn mới phải. Nể cô ta là đàn bà con gái nên Hoàng Thiên không hề ra tay tàn độc, cú sút kia đã là nương nhẹ tay lắm rồi. Nếu không cái mạng của cô ta đã chẳng còn, mà đã về chầu Diêm Vương rồi. Tôn Hùng Dũng đứng cạnh, phục Hoàng Thiên sát đất. 10 năm qua không gặp, không ngờ Hoàng Thiên lại lợi hại như vậy. Thật không dám tin. Thật lòng Tôn Hùng Dũng vừa phấn khích vừa kinh hãi, đứng ngây ra nhìn Hoàng Thiên, không biết nên nói gì cho phải. Và anh ta cũng thấy yên tâm hơn nhiều, biết có Hoàng Thiên ở đây, anh ta không việc gì phải sợ nữa. Nhưng Lương Thiên Trường lại khác, lão già này càng nhìn càng thấy lạnh toát sống lưng, Hoàng Thiên khó đối phó như thế thì phải làm thế nào đây? Ngay đến Phượng Đen mà còn không chế ngự được Hoàng Thiên thì phen này sôi hỏng bỏng không rồi. Cảm nhận được điều chẳng lành sắp xảy đến. Lương Thiện Trường đảo mắt láo liên, định gión rét chuồn mất. Từ đầu Tôn Hùng Dũng đã chăm chăm quan sát Lương Thiện Trường, nhắc thấy Lương Thiện Trường định chạy, làm gì có chuyện đồng ý chấp nhận. Lương Thiện Trường, ông còn muốn chạy à? Tôn Hùng Dũng hét lên giận dữ, lập tức đuổi theo. Thấy Tôn Hùng Dũng lao tới,
Lương Thiện Trường sợ rụt cả lưỡi, đôi chân của lão già nhanh thoăn thoắt, vội xoay người bỏ chạy. Nhưng Tôn Hùng Dũng cũng không phải hạng tầm thường, tuy trông mập mạp nhưng tốc độ chạy lại rất nhanh, chưa đầy 3 giây đã đuổi kịp Lương Thiện Trường. Muốn chạy à, ông ở lại đây cho tôi nhờ nhé. Tôn Hùng Dũng quát lớn, tung chân đạp thẳng vào lưng Lương Thiện Trường. Ôi giời đất ơi! Lương Thiện Trường gào tướng lên rồi ngã sấp mặt, lăn xuống cầu thang. Nhìn Lương Thiện Trường đến là thảm hại, ngã gãy một cánh tay, mặt bê bết máu. Bi kịch nhất là hai chiếc răng cửa cuối cùng sót lại cũng gãy mất, mồm miệng từ nay chỉ còn thều thào. Tôn Hùng Dũng đuổi tới nơi, giẫm chân lên người Lương Thiện Trường, dửng dưng nhìn ông ta và nói, mẹ kiếp, thiêu ông đây ra nông nỗi này mà định chuồn à. Làm gì có chuyện dễ dàng thế? Thằng danh con Tôn Hùng Dũng nhé, ông trông mày lớn lên đấy, mà mày đối xử với ông như thế à? Lương Thiện Trường tức tối chửi rủa Tôn Hùng Dũng. Tôi khinh, đừng cậy già lên mặt kẻ cả, muốn được tôn trọng thì ông phải là tấm gương mới được, thằng già như ông có đáng được người ta tôn trọng không? Tôn Hùng Dũng mắng chửi. Lương Thiện Trường tức đến dựng cản râu, nằm sấp trên đất mắt mở trừng trừng. Thật ra từ đầu Hoàng Thiên cũng đã phát hiện được Lương Thiện Trường định chạy thoát thân, nhưng Tôn Hùng Dũng đã đuổi theo rồi nên Hoàng Thiên không ra tay nữa. Anh biết, Lương Thiện Trường chẳng có tài cán gì ngoài bụng dạ xấu xa, Tôn Hùng Dũng hoàn toàn có thể xử trí ông ta. Hoàng Thiên, anh hãy nhớ lấy, chúng ta cứ đợi mà xem. Lúc này Phượng Đen đã đứng dậy, quắc mắt nạt nộ Hoàng Thiên. Ha ha, cô định đi đấy à? Hoàng Thiên cười khẩy, anh phát hiện Phượng Đen quả là vô tư, hình như còn đang định bỏ đi. Đâu thể để cô ta đi được, đã đến gây chuyện thì cô ta đừng hòng bỏ chạy dễ dàng. Hừ, nếu tôi muốn đi, anh có thể cản được tôi chắc. Phượng Đen hừ một tiếng, biểu cảm trên mặt vẫn rất ngạo mạn. Không đợi Hoàng Thiên lên tiếng, Lương Thiện Trường đang bò nhoài một góc đã hét lớn, cô Phượng Đen, cô không thể đi được, hổ đen đã bị Hoàng Thiên đạp chết rồi. Sợ là rồng đen cũng lành ít dữ nhiều, không khéo cũng chết rồi. Cô không trả thù cho họ sao? Cái gì? Vừa nghe thấy những lời Lương Thiện Trường nói, đôi mày lá liễu của Hắc Phương tức thì dựng đứng, vừa kinh ngạc vừa căm giận. Rồng đen và hổ đen là hai anh em ruột, cũng là các sư huynh đồng môn của Phượng Đen. Ba người họ cùng một thầy, Phượng Đen là người cuối cùng gia nhập sư môn, tuổi tác cũng nhỏ hơn rồng đen và hổ đen khá nhiều nên hiển nhiên là tiểu sư muội. Ba cái tên rồng đen, hổ đen, Phượng Đen vừa quê vừa xấu này đều do thầy của Phượng Đen đặt cho họ, Phượng Đen cũng rất không hài lòng với biệt danh này. Bởi làn da cô ta trắng như trứng gà bóc, không đen một chút nào. Hai người anh của cô đều chết dưới tay Hoàng Thiên, lẽ nào cô định bỏ đi như không sao? Cô không muốn trả thù rửa hận cho họ à? Lương Thiện Trường lo sợ Phượng Đen đi mất, lại lớn tiếng gào lên lần nữa. Phượng Đen tức nổ đom đóm mắt, vốn đã căm ghét Hoàng Thiên sẵn, nay biết tin hai người anh đều chết dưới tay Hoàng Thiên, cô ta giận điên người. Hoàng Thiên, hôm nay có anh thì không có tôi. Phượng Đen hét lên đầy căm phẫn, lao như bay về phía Hoàng Thiên, đấm đá túi bụi. Phải công nhận rằng cô gái này ra đòn rất sắc bén, những pha đấm đá xé gió phần phật, người bình thường quả thực không chống đỡ nổi. Thế nhưng Hoàng Thiên là người thế nào? Lúc này anh bình tĩnh xử lý và hóa giải hết từng chiêu thức trong cơn giận dữ điên cuồng của Phượng Đen. Thấy mình tấn công mãi mà ngay đến một sợi tóc của Hoàng Thiên cũng không hề hấn gì, Phượng Đen đã thật sự gần như phát điên. Xông cả lên, cùng tôi đối phó với Hoàng Thiên, nhất định phải giết chết anh ta. Trong cơn thịnh nộ, Phượng Đen kêu gọi cô nàng quyến rũ kia. Cô nàng quyến rũ đã định xông lên từ đầu, chớp nhoáng đã lao tới, phối hợp với Phượng Đen cùng tấn công Hoàng Thiên. Đứng trước liên minh của hai người phụ nữ, Hoàng Thiên không có quá nhiều áp lực khi đối phó với họ. Cô nàng quyến rũ kia kém hơn một chút, Hoàng Thiên chủ yếu đối phó với cô ta, chuẩn bị xử gọn cô ta trước. Cô nàng quyến rũ phải gánh áp lực rất lớn, làm sao cô ta có thể chịu được sự chăm sóc đặc biệt của Hoàng Thiên. Chưa đến vài giây, cô nàng quyến rũ đã thất thủ, bị Hoàng Thiên đá trúng đùi, ngã rúi rụi ra đất. Cơn đau dữ dội từ chân lan ra khiến cô nàng thực sự không chịu nổi, kêu lên thất thanh. Nhìn cảnh đó, Phượng Đen tức trào máu. Kể từ khi cô ta ra khỏi núi tới giờ rất ít khi gặp phải địch thủ, không ngờ lần này ở Hà Nội lại đụng độ với kẻ khó nhằn như Hoàng Thiên. Khốn kiếp, anh muốn chọn cái chết. Phượng Đen lớn tiếng rủa xả, dồn sức tấn công Hoàng Thiên. Tên gầy thấy chuyện chẳng lành, gã đã chuẩn bị bỏ chạy. Trong mắt tên gầy, Lương Thiện Trường là một lão già vô tích sự, Phượng Đen cùng cô nàng quyến rũ tuy rất lợi hại nhưng vẫn không đủ để chống chọi lại với Hoàng Thiên.
còn tiếp tục đứng ngây ra đấy thì cầm chắc bị người ta đánh chết, nên tên gầy vẫn chuẩn bị kế hoạch chạy là thượng sách. Nhưng gã vừa lần đến góc cầu thang thì đã bị Tôn Hùng Dũng chặn lại. Mày định chạy đi đâu? Tao đến chỗ con mẹ mày. Tên gầy cũng hốt hoảng, sau tiếng chửi là tung cú đấm nhằm vào cằm Tôn Hùng Dũng. Bốp! Trong một giây lơ là, Tôn Hùng Dũng đã bị tên gầy đấm trúng cằm, đau đến nỗi cả người lảo đảo. Tên gầy chớp lấy thời cơ ấy, lao như bay xuống cầu thang, thoáng cái đã chạy mất dạng. Khốn kiếp! Tôn Hùng Dũng bực bội nới lỏng bàn chân đang dẫm lên Lương Thiện Trường, chuẩn bị đuổi theo tên gầy. Nhưng đúng vào lúc này, có mấy chàng trai trẻ từ dưới tầng xông lên. Người đi đầu lớn hơn một chút, nhìn dáng vẻ chừng ngoài 30 tuổi. Khuôn mặt người này góc cạnh rõ ràng, sắc mặt u ám, bàn tay to lớn túm tóc tên gầy lôi tên ôn con đó trở lại. Anh Vũ Thanh! Tôn Hùng Dũng nhận ra Vũ Thanh, ngỡ ngàng thốt lên. Hồi còn nhỏ hay tới rủ Hoàng Thiên chơi cùng, Tôn Hùng Dũng vẫn nhận ra Vũ Thanh từng làm vệ sĩ ở nhà họ Hoàng. Tuy đã 10 năm không gặp, nhưng Tôn Hùng Dũng vẫn còn nhận ra được Vũ Thanh. Cậu là Tôn Hùng Dũng, Vũ Thanh ngẩn người, anh ta cũng đã nhận ra, cậu chủ của nhà họ Tôn ở Hà Nội, Tôn Hùng Dũng. Anh Vũ Thanh, mau lên xem thế nào, anh Thiên đang đánh nhau với người ta. Tôn Hùng Dũng vội chỉ lên trên tầng, rối rít nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh cũng hơi lo lắng, anh ta không biết Hoàng Thiên đang đánh với người nào, sợ Hoàng Thiên có gì bất chắc, vội vàng dẫn người xông lên trên. Lương Thiện Trường úp mặt nằm bẹp dí như một con chó chết, khi nghe thấy Vũ Thanh đã đến, ông ta sững sờ. Là Vũ Thanh, nhân vật huyền thoại, vệ sĩ có thực lực nhà họ Hoàng, không có đồng hạng. Lúc này Vũ Thanh dẫn theo bao nhiêu người tới là Lương Thiện Trường biết chuyện không hay rồi, ông ta có muốn chạy cũng không có cửa nữa. Ngay đến cô Phượng Đen kia cũng sợ là cũng mất mạng như chơi. Cậu chủ, tôi đã đến. Vũ Thanh lớn tiếng chào Hoàng Thiên, thực chất cũng nhằm mục đích dọa nạt Phượng Đen. Quả nhiên, nghe thấy giọng của Vũ Thanh, Phượng Đen chợt giật mình. Giọng nói của Vũ Thanh đầy nội lực, từ đó có thể phán đoán được Vũ Thanh mạnh đến thế nào. Liếc mắt lén nhìn Vũ Thanh, Phượng Đen lại càng hốt hoảng, Vũ Thanh còn đem mấy người theo cùng. Thấy viện binh của Hoàng Thiên đã tới, cô nàng quyến rũ cũng biết sắp có chuyện chẳng lành, hiện tại cô ta chỉ muốn nhanh chóng yểm hộ cho Phượng Đen trốn thoát. Phù! Cô nàng quyến rũ đột nhiên vấy một nắm bột trắng về phía đám Vũ Thanh. Thôi chết, đúng lúc Vũ Thanh đi ngang qua cạnh cô nàng quyến rũ, quả thực anh ta không mấy phòng bị cô gái đã ngã trên đất này. Thầm thốt lên thôi chết, song phản ứng của Vũ Thanh vẫn rất nhanh nhạy, lấy tay che trước mặt. Sau đó lùi nhanh ra sau mấy bước. Mấy cấp dưới của anh ta cũng phản ứng tương đối mau lẹ, đều lùi lại cùng lúc với Vũ Thanh. Thấy đã đẩy lùi được đám Vũ Thanh, cô nàng quyến rũ lại nhanh tay rắc tiếp một nắm bột nữa, hất về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã có phòng bị sẵn, anh cũng không dám sơ ý, biết ngửi phải thứ bột này là xong đời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giật lùi về sau với tốc độ cực nhanh, Hoàng Thiên và đám Vũ Thanh tụm lại một chỗ. Hoàn toàn nới rộng khoảng cách với Phượng Đen. Chạy mau! Cô nàng quyến rũ vội vàng hét lớn lên thúc giục Phượng Đen. Phượng Đen liếc nhìn cô nàng quyến rũ, cô ta cũng biết mình có thể thoát thân đã là giỏi, không thể nào mang theo cả cô nàng quyến rũ đi cùng. Do đó cô ta cũng không dám chần chừ, nhanh như cắt lẻn vào một gian phòng ngủ. Hoàng Thiên đâu thể nào mặc cho cô ta chạy thoát như thế. Nếu như để cô ta chạy mất, chắc chắn hậu quả sau này sẽ rất khó lường. Đám bột được rắc hết, Hoàng Thiên đuổi theo vào phòng ngủ. Chỉ thấy Phượng Đen nhảy thoăn thoắt từ cửa sổ ra ngoài, đáp đất lộn thêm một vòng mà không hề bị thương. Tiếp đó, Phượng Đen bỏ chạy mất dạng. Hoàng Thiên không khỏi nghiến răng, người phụ nữ này đúng thật khó nhằn, cao như thế mà cũng dám nhảy xuống. Hiện tại đuổi theo cũng không kịp nữa, Hoàng Thiên đành quay trở lại. Anh nhìn cô nàng quyến rũ sóng xoài trên đất. Càng nhìn người phụ nữ này, Hoàng Thiên càng thấy bốc hỏa. Vừa rồi nếu cô ta không yểm hộ cho Phượng Đen thì làm sao mà Phượng Đen có thể chạy thoát được? Kéo cô ta dậy. Hoàng Thiên nói. Vũ Thanh liền vẫy tay với hai nhân viên, ra hiệu cho họ tới kéo cô nàng quyến rũ dậy. Sau khi bị Hoàng Thiên đá, phần đùi của cô nàng quyến rũ đã sưng lên, hiện tại vẫn chưa thể đứng dậy được. Sau khi bị kéo lên, cô nàng quyến rũ trừng mắt hằn học nhìn Hoàng Thiên, không nói nửa lời. Yểm hộ cho Phượng Đen chạy thoát được, cô vui lắm đúng không? Hoàng Thiên bước tới gần cô nàng quyến rũ, giọng nói lạnh lùng. Hừ, anh đừng đắc ý quá sớm, chị Phượng Đen sẽ không tha cho anh đâu, anh chết chắc rồi. Cô nàng quyến rũ mỉa mai, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên và nói.
Hoàng Thiên cũng thật sự cạn lời, cô ta quả đúng là thành phần ngoan cố, hoặc cô ta cho rằng anh sẽ không làm gì cô ta. Vậy thì xem ai sẽ chết trước, Phượng Đen chạy mất rồi, lấy cô ra thế chỗ, Vũ Thanh, bắn bỏ cô ta. Lúc này giọng Hoàng Thiên trầm hẳn xuống. Rõ. Vũ Thanh không nghĩ ngợi gì nhiều, Hoàng Thiên đã ra lệnh, anh ta nhất định sẽ chấp hành theo. Rút súng ra, Vũ Thanh chĩa họng súng vào đầu cô nàng quyến rũ. Ngay lập tức, cô nàng quyến rũ hoảng hốt. Đúng như Hoàng Thiên vừa nghĩ, cô nàng quyến rũ cho rằng Hoàng Thiên sẽ không làm gì cô ta nên mới huênh hoang ngông nghênh như vậy. Vừa thấy Hoàng Thiên định giết mình, cô ta khiếp sợ thật sự. Đừng, các anh không thể giết tôi được. Cô nàng quyến rũ hét lên, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ hãi hùng. Hoàng Thiên cười khẩy, xem ra cô nàng quyến rũ này cũng chỉ huênh hoang ngoài mặt, bên trong cũng sợ chết thôi mà. Không thể giết cô ngoan cố như thế, còn giữ lại ăn Tết à? Hoàng Thiên hỏi cô ta. Người ta là con gái mà, các anh đàn ông đàn an, sao có thể ra tay được? Cô nàng quyến rũ hiên ngang nói với Hoàng Thiên. Có cô gái nào như cô không? Cô nàng nặc đòi giết tôi cơ mà, kiểu con gái như cô cũng không vừa đâu. Hoàng Thiên nói. Thôi được, coi như tôi sai được chưa? Nhưng anh không thể giết tôi được, chúng ta có gì từ từ nói. Giọng nói của cô nàng quyến rũ run run, hồi hộp nhìn Chi Thiên và nói. Thật ra Hoàng Thiên vốn không định giết cô ta, suy cho cùng cũng không phải là mối thù sâu nặng gì, lại là một người phụ nữ, Hoàng Thiên cũng không thể nào ra tay độc ác như vậy. Vẫy vẫy tay với Vũ Thanh, Hoàng Thiên ý bảo anh ta dừng lại. Vũ Thanh hiểu rõ, liền đứng ở một bên không ra tay. Lúc này Vũ Trà Mi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô ta thật sự bị dọa cho hết hồn, bây giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm. Cô có chuyện gì từ từ nói, vậy thì tôi mới bình tĩnh nói chuyện với cô, Phượng Đen có thể đi đâu? Các ngươi còn có đồng bọn không? Hoàng Thiên hỏi Vũ Trà Mi. Vũ Trà Mi xoay mặt qua một bên, bắt đầu không để ý đến Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự rớt mắt kính, người phụ nữ này thật quá quắc, một khi biết mình sẽ không chết, lại bắt đầu ra vẻ ta đây. Không chịu nói phải không? Hoàng Thiên nhìn Vũ Trà Mi, giọng nói rất lạnh lùng. Thật ra trong lòng Vũ Trà Mi rất sợ hãi, nhưng chẳng qua vì mặt mũi nên mới bày ra dáng vẻ không chịu khuất phục. Nghe thấy giọng điệu của Hoàng Thiên có vẻ không tốt, trong lòng Vũ Trà Mi thật sự bắt đầu lo sợ, cô biết nếu cứ tiếp tục ngoan cố với Hoàng Thiên, e là càng thêm thảm. Hoàng Thiên, anh cũng đừng hỏi nhiều nữa, ngoài tôi và Phượng Đen, không còn đồng bọn gì nữa. Vũ Trà Mi nhìn Hoàng Thiên nói. Phượng Đen có thể đi đâu? Nói. Vũ Thanh ở một bên không kiên nhẫn, lớn giọng quát. Vũ Trà Mi nhìn Vũ Thanh, lại nhìn Hoàng Thiên, nói. Nếu mọi người muốn biết nhiều hơn thì hãy đi hỏi Lương Thiện Trường đi, ông ta biết rõ hơn nhiều so với tôi. Nói xong, Vũ Trà Mi chỉ vào Lương Thiện Trường khi nãy được Tôn Hùng Dũng tóm qua. Lương Thiện Trường cũng suy sụp muốn chết, vốn định tìm Hoàng Thiên báo thù, nhưng thật không ngờ, lại rơi vào bước đường cùng này. Một thất bại khủng khiếp, hơn nữa còn bị Tôn Hùng Dũng đánh một trận, thật sự là vô cùng buồn bực. Nhìn thấy Vũ Trà Mi lại đùn đẩy trách nhiệm lên người ông ta càng thêm tức giận. Nhưng cũng không còn cách nào cả, ánh mắt Hoàng Thiên lại rơi vào người ông ta. Hùng Dũng, đem Lương Thiện Trường qua đây. Hoàng Thiên gọi Tôn Hùng Dũng. Tôn Hùng Dũng đáp lại một tiếng, liền áp tải Lương Thiện Trường đến trước mặt Hoàng Thiên. Trong lòng Lương Thiện Trường vô cùng hoang mang, nhưng anh vẫn không phục mà nhìn về phía Hoàng Thiên, làm ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Ông Trường, người còn lời nào để nói? Hoàng Thiên nhìn Lương Thiện Trường, lạnh lùng hỏi. Lương Thiện Trường liếc mắt về phía Hoàng Thiên, nói, tao không còn gì để nói. Hoàng Thiên, mày đừng vui vẻ quá sớm, đúng như lời cô ta nói khi nãy, Phượng Đen sẽ đến tìm mày, mày nhất định phải chết. Quỳ xuống. Vũ Thanh thật sự nghe không lọt tai nữa, thấy Lương Thiện Trường dám ngông cuồng như vậy, Vũ Thanh đạp một phát vào chân của lão già này. Bịch. Lương Thiện Trường sao còn có thể đứng nổi, liền quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên. Nhưng ông không phục, hận Hoàng Thiên biết bao nhiêu. Bây giờ lại quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, chuyện này khiến ông bực mình đến phát điên. Con trai và con cháu ông, đều là gieo gió gặt bão. Hoàng Thiên tôi không giết, bọn họ cũng sẽ không sống tiếp được, tôi không có giết chết bọn họ đã là đủ mềm lòng rồi. Hoàng Thiên trầm giọng nói với Lương Thiện Trường. Lương Thiện Trường nghiến răng nghiến lợi, ông nào nghe lọt tai những gì mà Hoàng Thiên nói. Con trai và con dâu ông mệt chết ở khu vực châu Phi, đây là điều tôi không thể ngờ đến. Như vậy đi. Tôi thấy ông nhất định là nhớ đến cháu trai và cháu gái ông. Tôi tác thành cho ông, để ông đến khu vực châu Phi làm việc linh tinh, cùng bọn họ đoàn tụ.
Hoàng Thiên không nhanh không chậm nói. Làm việc linh tinh. Lương Thiện Trường sững sờ hẳn ra, ông cũng không phải đồ ngốc, biết những lời mà Hoàng Thiên nói là ý gì. Đó đâu phải là làm việc linh tinh, rõ ràng là bắt ông đi đào giếng để kiếm sống. Mày, Hoàng Thiên mày là thằng khốn nạn, mày dám. Lương Thiện Trường thổi dây chừng mắt, hận không thể đem Hoàng Thiên trực tiếp giết chết, Hoàng Thiên cảm thấy thật buồn cười, này có gì đâu mà không dám. Đưa Lương Thiện Trường đến khu vực châu Phi, cùng lắm chỉ là một câu nói mà thôi. Ha ha, ông nói tôi không dám sao, vậy tôi nhất định sẽ chứng minh cho ông thấy. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, sau đó nói với Vũ Thanh, phái hai người đưa ông Trường đến khu vực châu Phi đi, đoàn tụ với bọn con cháu. Đã hiểu. Vũ Thanh gật gật đầu, anh cũng cảm thấy làm như vậy sẽ tốt hơn, cũng không thể để cho Lương Thiện Trường gây phiền phức cho Hoàng Thiên ở Việt Nam, đưa đến khu vực châu Phi là thiết thực nhất. Hai người các ngươi, bây giờ hãy xuất phát đi, đưa ông Trường đến khu vực châu Phi. Vũ Thanh sai hai người thuộc hạ. Còn có tên gầy này, cũng đưa khi khu vực châu Phi luôn, thằng nhỏ này tuổi còn trẻ mà khỏe như vậy, nhất định là đứa có sức lao động tốt. Hoàng Thiên chỉ vào tên gầy. Vâng. Hai nhân viên đồng thanh đáp, buộc chặt Lương Thiện Trường và tên gầy, sau đó đi ra ngoài. Đừng, Hoàng Thiên mày là thằng khốn nạn, mày dám đối xử với tao như vậy, tao sẽ không tha cho mày. Lương Thiện Trường thật sự cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng la mắng Hoàng Thiên. Trong giọng nói lộ vẻ sợ hãi. Tên gầy cũng không ngừng la mắng, cuối cùng bị dọa đến khóc, đi khu vực châu Phi làm việc cực khổ cả đời. Thế này thì làm sao sống nữa? Hoàng Thiên hoàn toàn xem như không nghe thấy. Đối với tên Lương Thiện Trường này, Hoàng Thiên cũng cảm thấy nhức đầu khóc thôi. Không muốn tiếp tục nhìn thấy tên này nữa. Chuyện ông ta Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan ở khu vực châu Phi đào mỏ, Vũ Trà Mi sớm đã nghe Lương Thiện Trường nói qua, cho nên bây giờ cô vô cùng lo lắng. Cô sợ nhất là Hoàng Thiên đưa cô ta đi khu vực châu Phi, nếu như vậy cô ta sẽ sống không bằng chết. Vũ Trà Mi nhìn lén Hoàng Thiên, tim không ngừng đập thình thình, lúc này nào dám hó hé gì. Cô định sao đây? Cùng đi đến châu Phi nhé. Hoàng Thiên nhìn về phía Vũ Trà Mi, thẳng thừng nói. Không không không, anh Thiên, em không muốn đi, em chỉ muốn ở lại đây. Vũ Trà Mi không kiêu ngạo nữa, miệng còn khá ngọt ngào, không ngừng gọi Hoàng Thiên là anh. Hoàng Thiên cũng không ngờ cô ta lại trở nên như vậy, lúc này cười nhạt nói, cô không muốn đi cũng được, nhưng cô nhất định phải phối hợp một chút, tôi hỏi cô cái gì, cô đều phải trả lời. Tôi, nếu cô còn cứng miệng như vậy. Vậy tôi thật sự sẽ đưa cô đến khu vực châu Phi. Hoàng Thiên nói. Vũ Trà Mi triệt để hoảng sợ, cô cắn môi, dáng vẻ như hạ quyết tâm lớn, nói với Hoàng Thiên, được thôi anh Thiên, người không vì mình trời chu đất diệt, em phối hợp với anh là được. Này thì đúng rồi, bây giờ nói cho tôi biết, làm sao mới kiếm được tên phượng đen kia, Hoàng Thiên hỏi. Vũ Trà Mi khẽ thở dài một tiếng, nói với Hoàng Thiên, anh Thiên, anh đang ép em phải xin lỗi chị em sao? Đừng nói nhảm. Hỏi cô gì thì cô hãy trả lời đó. Vũ Thanh hét lên. Khiến cho Vũ Trà Mi sợ hãi, sau đó nhanh chóng nói, được rồi anh Thiên, bây giờ em sẽ nói với anh, Phượng Đen rất có thể đã đi tìm thầy của cô ta rồi. Tìm thầy của cô ta sao? Hoàng Thiên khẽ cau mày, tuy không biết thầy của Phượng Đen là người nào, nhưng anh cảm thấy lời Vũ Mị Nữ nói là rất có khả năng. Hổ Đen đã bị Hoàng Thiên đá chết, Hoàng Thiên bảo quản gia Trần xử lý rồng đen, quản gia Trần liền tiễn rồng đen lên đường. Thầy của Phượng Đen, cũng là thầy của rồng đen hổ đen, Phượng Đen quả thật rất có khả năng đi nhờ cậy thầy của cô ta để báo mối thù này. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Thiên đã cảm thấy phiền đến mức không thể chịu nổi nữa. Đối với anh mà nói, anh đã cảm thấy rất phiền chán với cuộc sống như vậy rồi. Những con người có mắt không tròng này, thỉnh thoảng đến quấy rối anh, đã khiến cho Hoàng Thiên cảm thấy vô cùng bực bội rồi. Mà càng quá đáng hơn là, những người này luôn luôn làm ra những chuyện ảnh hưởng tới Lâm Ngọc An. Hiện tại Hoàng Thiên sợ nhất là bà xã của mình gặp chuyện không may. Vừa nghĩ tới Phượng Đen vừa trốn thoát được kia, Hoàng Thiên vẫn thầm cảm thấy lo lắng, anh có dự cảm rằng, trong tương lai, người phụ nữ đó nhất định là một mối nguy hiểm vô cùng lớn. Thầy của cô ta ở chỗ nào, cô có biết không? Hoàng Thiên hỏi cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình, chỉ hy vọng rằng người ấy có thể biết được thầy của Phượng Đen đang ở đâu. Cô gái xinh đẹp quyến rũ lắc đầu như trống bỏi, cái này thì tôi không biết được, anh Thiên. Cho dù anh có đánh chết tôi thì cũng vô dụng thôi. Điều này tôi thực sự không biết gì cả. Thấy cô ta chắc chắn như vậy, trái tim Hoàng Thiên hơi lạnh đi. Nếu như ngay cả cô gái xinh đẹp này cũng không biết thầy của Phượng Đen đang ở đâu, thì còn ai có thể biết được đây? Làm không cẩn thận thì chuyện này sẽ mất rất nhiều thời gian để giải quyết.
Cái mầm họa lớn này mà không được giải quyết triệt để, thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không hay, trong lòng Hoàng Thiên hiểu rất rõ chuyện này. Nhưng mà Hoàng Thiên còn chưa kịp nói gì, thì Vũ Thanh ở bên cạnh đã vô cùng bực bội. Anh ta không cho rằng những lời mà cô gái xinh đẹp quyến rũ kia nói là thật, cảm thấy cô gái này lại đang lừa dối bọn họ. Hừ, cô không biết đúng không? Thế thì bọn này để cho cô sống cũng đâu còn tác dụng gì nữa nhỉ? Vũ Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó rút một con dao găm ra. Anh muốn làm gì? Cô gái xinh đẹp lo sợ nhìn Vũ Thanh, cô ta cũng đã đoán được rằng, một khi rơi vào tay Hoàng Thiên rồi thì chỉ sợ là sẽ xong đời. Làm gì ư, xử lý cô. Vũ Thanh gào to một tiếng, rồi túm lấy cánh tay cô gái xinh đẹp, lôi cô ta tới gần mình. À, không. Cô gái xinh đẹp vô cùng hoảng sợ, lúc sắp phải đối mặt với cái chết, chẳng có mấy ai có thể bình tĩnh nổi. Huống hồ, cô gái xinh đẹp này cũng không phải là người không sợ chết, đối với cái mạng nhỏ như con kiến này của mình, cô ta vẫn rất trân trọng. Cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, có nói hay không? Vũ Thanh nghiêm nghị quát hỏi, mũi dao găm đã kề lên chỗ động mạch cổ của cô ta. Anh ta không hề nói đùa, với tính cách của Vũ Thanh, thì chuyện này chỉ đơn giản giống như giẫm chết một con kiến mà thôi. Cô gái xinh đẹp cảm nhận được hơi thở hung ác dày đặc vây quanh người Vũ Thanh, cô ta cũng có dự cảm rằng, Vũ Thanh hoàn toàn không hề dọa cô ta cho vui, mà anh ta thật sự có thể giết luôn cô ta. Anh Thiên, anh nói với anh ta một câu đi, xin đừng giết tôi. Cô gái xinh đẹp sợ hãi nhìn về phía Hoàng Thiên, bắt đầu cầu cứu Hoàng Thiên. Gương mặt Hoàng Thiên rất bình tĩnh, thật ra anh cũng đang rất tức giận, rất muốn băm cô gái xinh đẹp trước mặt mình ra thành từng mảnh. Thế nhưng nghĩ lại thì, anh không thể giết cô gái này được. Dù sao thì cũng là một người đẹp mà lại không làm ra tội ác tày trời gì, cho nên Hoàng Thiên có hơi không đành lòng mà giết cô ta. Huống chi, để cho cô ta sống, thì vẫn có thể dùng được trong vài việc, nói không chừng lại có thể tìm được Phượng Đen, cùng với thầy của Phượng Đen. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên đưa ánh mắt sang nhìn Vũ Thanh ra hiệu một cái, ra hiệu cho anh ta không giết cô gái xinh đẹp này. Vũ Thanh nhanh chóng hiểu được ý tứ của Hoàng Thiên. Chẳng qua là trên mặt NH ta lại không để lộ ra vẻ gì cả. Cô cầu xin ai cũng vô dụng thôi. Tôi cho cô thời gian là 3 giây đồng hồ, nếu cô không chịu nói, thì tôi sẽ làm thịt cô ngay lập tức. Vũ Thanh lớn tiếng quát. Anh ta dọa cho cô gái xinh đẹp kia run rẩy vì sợ hãi, hoảng loạn nhìn Vũ Thanh, cô ta cảm thấy Vũ Thanh chuẩn bị ra tay với cô ta tới nơi rồi. Đừng giết tôi mà, tôi thật sự không biết. Được, tôi sẽ để cho cô không biết. Vũ Thanh vừa nói. Vừa giơ con dao găm lên cao, ra vẻ muốn giết cô gái xinh đẹp trước mặt mình. À, đừng giết tôi sẽ nói, tôi nói là được đúng không? Cô gái xinh đẹp bị dọa tới mức kêu la thảm thiết, dưới tình huống vô cùng cấp bách đã bật thốt ra lời kia. Vũ Thanh âm thầm giật mình, anh ta lạnh lùng nói. Tôi thật sự không biết. Cô gái xinh đẹp khóc lóc, thậm chí còn khóc một cách có nhịp điệu. Con mẹ nó. Vũ Thanh bắt đầu nhụt chí. Tưởng rằng có thể ép hỏi ra được cái gì đó, ai ngờ cô ta vẫn khăng khăng nói là mình không biết. Bây giờ đã tới mức này rồi, Vũ Thanh cũng không còn cách nào khác, anh ta bất lực nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên vẫn đang quan sát từng nét mặt và biểu cảm trên gương mặt của cô gái xinh đẹp, lấy kinh nghiệm của anh để phá hoán, thì cô gái này thật sự chẳng biết gì cả. Nếu như biết, thì có lẽ cô ta đã nói ra từ lâu rồi, dù sao vừa nãy cô ta cũng bị dọa cho sợ mất mật. Thôi bỏ đi. Trước tiên anh cứ đưa cô ta về đã, rồi từ từ thẩm tra. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh. Vâng, cậu Thiên, chỉ có thể cứ làm như vậy trước đã. Vũ Thanh gật đầu, sau đó, dẫn theo mấy người cấp dưới, áp giải cô gái xinh đẹp kia đi. Sau đó chỉ còn lại Hoàng Thiên và Tôn Hùng Dũng. Lúc này, Hoàng Thiên liếc nhìn Tôn Hùng Dũng một cái, phát hiện Tôn Hùng Dũng hiện giờ thật sự quá thê thảm, những chỗ bị dùng lưu huỳnh đốt thì càng be bét đến mức không thể nhìn thẳng. Nhưng hết lần này đến lần khác, người anh em này vẫn có năng lực chịu đau vô cùng đáng nể, tố chất tâm lý thì càng mạnh tới mức người bình thường không thể nào so sánh được, nhìn anh ta như không cảm thấy hề hấn gì vậy. Anh Thiên, mụ đàn bà đang trốn chạy kia chắc cũng chẳng tạo nên được sóng gió gì đâu, anh không cần để tâm quá. Tôn Hùng Dũng thậm chí còn an ủi Hoàng Thiên một chút. Hoàng Thiên cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, Tôn Hùng Dũng nhìn thảm hại như thế lại còn đi quan tâm ngược lại anh. Chúng ta cũng nên trở về thôi, đưa cậu đi bệnh viện trước. Hoàng Thiên vỗ vỗ lên vai Tôn Hùng Dũng, nói với anh ta. Tôn Hùng Dũng cũng gật đầu đồng ý, đi theo Hoàng Thiên rời khỏi quán rượu lạn vĩ này. Sau khi ra ngoài rồi, Hoàng Thiên vẫy một chiếc xe taxi lại, đưa Tôn Hùng Dũng tới bệnh viện.
vết thương trên người Tôn Hùng Dũng vô cùng nghiêm trọng, bác sĩ kiểm tra sơ qua cho anh ta xong cũng vô cùng kinh hãi. Bị bỏng từ lâu rồi đúng không? Tại sao lại kéo dài thời gian đến tận bây giờ mới tới bệnh viện để khám? Bác sĩ hỏi Tôn Hùng Dũng. Tôi có chút việc quan trọng. Bác sĩ cảm thấy không còn lời nào để nói nữa, việc gấp gì vậy? Đã bị bỏng đến mức thê thảm không nỡ nhìn như thế này rồi mà vẫn còn tâm trạng đi làm việc sao? Tôn Hùng Dũng được đưa vào phòng giải phẫu, còn Hoàng Thiên thì ngồi ở bên ngoài chờ một lát. Trước khi được đưa vào phòng giải phẫu, Tôn Hùng Dũng đã gọi điện thoại cho người nhà của mình, cho nên bây giờ người thân của anh ta kéo tới rất đông. Nhà họ Tôn ở Hà Nội cũng là một đại gia đình, người thân trong nhà cũng không ít. Hoàng Thiên nói chuyện phiếm với bọn họ một lúc, thì Lâm Ngọc An gọi điện thoại tới. Sau khi biết là tiệc sinh nhật của cha mình đã kết thúc, Hoàng Thiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đi cả một đoạn đường dài tới để chúc mừng sinh nhật cha, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Sau khi về tới nhà họ Hoàng, khách khứa cũng đã ra về gần hết, Lâm Ngọc An cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Hoàng Thiên đến gặp Hoàng Văn Thành trước, nhưng lại phát hiện ra tâm trạng của Hoàng Văn Thành có vẻ không được tốt. Không sai, Hoàng Văn Thành đang rất bực bội, hôm nay là sinh nhật của ông ta, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, khiến cho ông ta cảm thấy phiền muộn. Thấy Hoàng Thiên trở về, Hoàng Văn Thành thở dài, hỏi anh, đuổi kịp tên gầy kia rồi sao? Vâng ạ. Gã là ai? Là người mà Lương Thiện Trường phái tới, tên gầy đó vốn định dùng lưu huỳnh để dội lên người con, nhưng con được Tôn Hùng Dũng đỡ hộ cho. Hoàng Thiên đáp. Lương Thiện Trường. Hoàng Văn Thành hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi, vô cùng bất mãn với Lương Thiện Trường. Trước kia cũng đã hợp tác nhiều lần với nhà họ Tôn, không ngờ rằng đến hôm nay lại trở mặt thành thù. Tiểu Thiên, cha muốn nói với con về chuyện của em trai con, Hoàng Minh Chiết. Hoàng Thiên trầm mặc một lúc, lát sau mới tiếp tục nói tiếp với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề cảm thấy ngoài ý muốn, em trai Hoàng Minh Chiết của anh, đã bị anh đánh gãy hai chân. Chuyện này, mặc dù Hoàng Văn Thành không trách cứ, nhưng trong lòng nhất định có chút tức giận, điểm này, Hoàng Thiên vẫn rất rõ ràng. Quả nhiên đúng là để cho Hoàng Thiên đoán đúng, đối với Hoàng Văn Thành mà nói, Hoàng Thiên và Hoàng Minh Chiết, đều là con của ông ta. Hiện tại Hoàng Minh Chiết bị gãy mất hai chân, cũng không biết còn có khả năng hồi phục hay không, cái này khiến Hoàng Văn Thành vẫn tương đối nóng nảy. Nhưng là do Hoàng Minh Chiết làm sai trước, quả thực đứa nhỏ này chính là người có quan hệ không tốt lắm, Hoàng Văn Thành cũng không thể trách cứ Hoàng Thiên điều gì. Cha, có chuyện gì thì cha cứ nói đi. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói với Hoàng Văn Thành. Giờ phút này Hoàng Văn Thành nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Hoàng Thiên, từ trong đáy lòng ông ta vô cùng vui mừng. Đứa nhỏ Hoàng Minh Chiết, quả thật không thể nào so sánh với Hoàng Thiên, kém quá xa. Phần này gia nghiệp này của nhà họ Hoàng, giao cho Hoàng Thiên kế thừa, chắc chắn không có vấn đề gì. Thiên, cha biết trong lòng con rất chán ghét Hoàng Minh Chiết, nếu như không phải xem mặt mũi của cha, có lẽ con đã sớm giết chết Hoàng Minh Chiết, đúng không? Hoàng Văn Thành cố ý bình thản nói với Hoàng Thiên, một bên nói, còn một bên quan sát phản ứng của Hoàng Thiên. Lời này ngược lại nói đến suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay của Hoàng Thiên, anh không thể không bội phục trí tuệ của ba mình, vậy mà nhìn thấu nội tâm suy nghĩ của anh. Không sai. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, nhìn Hoàng Văn Thành nói. Hoàng Văn Thành mỉm cười, nói với Hoàng Thiên, dù sao nó cũng là em trai của con, coi như nó làm sai trước, cũng đã phải nhận lấy trừng phạt, con cũng đừng có ghi hận nó. Ha ha, có câu nói cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, coi như con chịu bỏ qua. Hoàng Minh Chiết có thể bỏ qua sao? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hỏi lại Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành không nói gì, ông ta rơi vào trầm tư. Nếu bàn về công phu nhìn người, Hoàng Văn Thành vẫn nhìn người rất tốt. Huống hồ Hoàng Minh Chiết còn là con trai của ông ta, làm sao ông ta có thể không hiểu rõ Hoàng Minh Chiết? Lấy tính cách bụng dạ hẹp hòi Hoàng Minh Chiết, bị Hoàng Thiên đánh gãy hai chân, anh ta há có thể từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Văn Thành vô cùng nhức đầu. Chỉ có hai đứa con trai, nếu như hai đứa con trai này báo thù lẫn nhau, vậy phải làm thế nào cho phải đây? Cha sẽ mở lời khuyên bảo Hoàng Minh Chiết, chỉ cần nó không còn đối nghịch với con, việc này coi như xong, thế nào? Hoàng Văn Thành hỏi Hoàng Thiên. Có thể, chỉ mong nó có thể biết sửa sai. Hoàng Thiên trả lời rất thoải mái. Hoàng Văn Thành lộ ra mỉm cười, ông ta cảm thấy vẫn là Hoàng Thiên tốt nhất, hiểu chuyện mà lại có ý chí. Nếu như Hoàng Minh Chiết cũng giống như Hoàng Thiên thì tốt biết bao. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như nhiều như vậy. Cha thấy như này đi, lát nữa con đi thăm Hoàng Minh Chiết một chút,
tốt nhất là trước hết các con nên tâm sự, có vướng mắc gì thì giải quyết hết với nhau đi. Hoàng Văn Thành nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên thật sự không muốn nghĩ đến phản ứng của Hoàng Minh Chiết, nhưng nghĩ lại vẫn đồng ý. Dù sao vừa rồi cũng đã đồng ý với Hoàng Văn Thành, vậy thì phải cố hết sức làm thôi. Nếu như Hoàng Minh Chiết không biết hối cải, vậy thì cũng không còn biện pháp nào khác. Được, vậy thì con sẽ đi thăm nó. Hoàng Thiên trả lời Hoàng Văn Thành. Hoàng Văn Thành rất kích động, liên tục gật đầu với Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Văn Thành ra khỏi phòng làm việc, Hoàng Thiên về tới phòng của anh và Lâm Ngọc An. Lúc này Lâm Ngọc An vẫn giữ dáng vẻ nghĩ mà sợ, ngồi ở kia ngẩn người. Thấy Hoàng Thiên trở về, Lâm Ngọc An đứng dậy ôm anh một cái. Hoàng Thiên, ngày mai chúng ta trở về thành Bắc Ninh đi. Lâm Ngọc An tựa đầu vào vai Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói với anh. Hoàng Thiên biết, Lâm Ngọc An thật sự sợ hãi, cô chỉ muốn rời khỏi nơi đã để lại bóng ma tâm lý cho mình. Sợ hãi cũng là điều rất bình thường, suýt chút nữa thì bị người gầy đổ axit sulfuric vào mặt, Lâm Ngọc An có thể không sợ hãi sao? Hiện tại Hoàng Thiên vẫn còn nghĩ mà sợ, lúc ấy nếu không phải anh phản ứng nhanh đỡ lấy Lâm Ngọc An, hậu quả khó mà lường được. Được, ngày mai chúng ta sẽ trở về. Hoàng Thiên vỗ vào lưng Lâm Ngọc An, dịu dàng nói. Sau khi hàn huyên vài câu với vợ mình, Hoàng Thiên trực tiếp đi đến phòng của Hoàng Minh Chiết. Đứng ở cửa là hai người hầu, tùy thời chuẩn bị hầu hạ cậu ba, bởi vì hiện tại Hoàng Minh Chiết hoàn toàn không thể cử động được. Đến cả đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ, nếu không liền sẽ đái dầm. Cậu cả. Hai nữ hầu vừa nhìn thấy Hoàng Thiên tới thì cùng nhau cúi chào Hoàng Thiên. Hoàng Thiên trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Trên giường lớn, Hoàng Minh Chiết nằm nghiêng ở phía trên, mặt hướng về vách tường. Nghe được tiếng mở cửa, Hoàng Minh Chiết quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa nhìn thấy là Hoàng Thiên, trong mắt Hoàng Minh Chiết liền trợn tròn. Cậu ta ngại bệnh viện không thoải mái dễ chịu, cho nên chỉ ở lại bệnh viện một ngày đã mãnh liệt yêu cầu trở về nhà. Bác sĩ tư nhân của nhà họ Hoàng cũng có thể đổi thuốc cho cậu ta, tùy thời kiểm tra tình trạng khôi phục. Nhưng anh ta không hề nghĩ tới, vậy mà Hoàng Thiên lại dám đi vào phòng của mình, giờ phút này cậu ta thật sự vừa giận lại vừa sợ. Đối với Hoàng Thiên, Hoàng Minh Chiết vẫn rất e ngại, cậu ta thật sự có điểm không dám đối mặt với Hoàng Thiên. Mấu chốt là bị Hoàng Thiên ngược đãi quá thảm rồi, hai cái chân đều gãy mất, đau muốn chết. Anh tới làm gì, anh muốn thế nào? Hoàng Minh Chiết khẩn trương trừng mắt với Hoàng Thiên, giả vờ không giận dữ để che giấu bối rối trong lòng. Hoàng Thiên là nhân vật bậc nào, liếc mắt một cái đã nhìn ra, Hoàng Minh Chiết đang hoảng hốt đến nỗi không thể kìm chế được. Nhưng mà vẫn cố tình nhe răng hù dọa người, thật sự rất buồn cười. Cậu đoán xem. Hoàng Thiên cười một tiếng, ngược lại anh muốn trêu chọc Hoàng Minh Chiết một chút. Hoàng Minh Chiết nhìn thấy nụ cười trên mặt Hoàng Thiên, còn nói ra lời như vậy, cậu tơ thật sự vô cùng sững sờ. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám động vào tôi một cái, tôi sẽ liều mạng với anh. Hoàng Minh Chiết cả giận nói. Bộ dạng này của cậu thì lấy cái gì liều mạng với tôi đây? Coi như chân cậu có không gãy, cũng không phải đối thủ của tôi đâu. Lúc này Hoàng Thiên đi tới, đứng ở trước giường của Hoàng Minh Chiết. Hành động này khiến Hoàng Minh Chiết tức điên lên, đương nhiên nhiều hơn chính là e ngại, giờ phút này tâm trạng của cậu ta vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Hoàng Thiên nói cũng không sai, xem như chân của cậu ta có không gãy, cũng không thể nào là đối thủ của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên chỉ muốn ngược đãi cậu ta chơi chơi một chút thôi. Nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh dám động đến tôi một cái, cha sẽ không bỏ qua cho anh. Hoàng Minh Chiết trừng mắt nói với Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Minh Chiết hung hăng uy hiếp mình, Hoàng Thiên hơi sững sờ. Cậu cho rằng tôi sẽ sợ ba trách cứ sao? Đừng quên, thời điểm tôi đánh gãy chân cậu, là tôi đánh ngay trước mặt cha đấy. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với Hoàng Minh Chiết. Cứu mạng, Hoàng Thiên muốn giết tôi. Hoàng Minh Chiết hoàn toàn sợ hãi, lớn tiếng hô lên, giống như mổ heo. Chát! Hoàng Thiên đưa tay cho Hoàng Minh Chiết một bạt tai. Lập tức, Hoàng Minh Chiết không dám lên tiếng nữa. Lúc đầu Hoàng Thiên không nghĩ muốn dạy dỗ thằng nhóc này, nhưng thằng nhóc này lại không thành thật, không đánh cậu ta thì không được. Lại kêu to, đừng trách tôi đánh chết cậu. Hoàng Thiên sầm mặt lại, cảnh cáo nói. Hoàng Minh Chiết bụng mặt, hoảng sợ nhìn Hoàng Thiên, hiện tại cậu ta hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Anh Thiên, đến cùng anh muốn thế nào, anh cứ nói đi, đừng làm em sợ như vậy. Một hồi lâu, rốt cuộc Hoàng Minh Chiết cũng yếu ớt mở miệng. Câu này còn giống tiếng người, tôi tới là muốn tâm sự với cậu. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng nói.
Tâm sự với tôi, mẹ nó anh muốn tâm sự với tôi cái gì? Trong lòng Hoàng Minh Chiết mắng chửi, anh ta cảm giác Hoàng Thiên chính là đến để nhục nhã mình, hơn nữa còn muốn thu thập cậu ta, tóm lại là không có ý gì tốt. Anh Thiên, anh muốn tâm sự chuyện gì với em? Hoàng Minh Chiết thấp thỏm hỏi Hoàng Thiên. Cậu không cần sợ, chỉ cần cậu đừng có nói bậy, tôi sẽ không đánh cậu. Hoàng Thiên vỗ vào khuôn mặt của Hoàng Minh Chiết, lãnh đạm nói. Hoàng Minh Chiết sắp khóc đến nơi, muốn thu thập Hoàng Thiên nhưng lại không thành, ngược lại bị Hoàng Thiên trị thành dạng này, vô cùng oan khuất rồi. Được rồi anh Thiên, em sẽ không nói loạn nữa, anh có lời gì cứ nói đi. Trái tim Hoàng Minh Chiết đều đang chảy máu, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Hoè nhìn gay, vì em điều tôi muốn nói với cậu rất đơn giản thôi, hy vọng cậu có thể hấp thụ lần dạy dỗ này, đừng có lại kiếm chuyện, hiểu chưa? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Hoàng Minh Chiết. Trong lòng Hoàng Minh Chiết thầm mắng Hoàng Thiên, làm sao cậu ta có thể cam tâm chịu đựng như thế đây? Hai cái chân đều đã mất, cậu ta đã sớm ghi lại khoản nợ của Hoàng Thiên vào trong lòng rồi. Nhưng lời này cậu ta cũng không dám nói ra, sợ Hoàng Thiên sẽ xử lý mình. Được rồi anh Thiên, em hiểu rồi. Dáng vẻ Hoàng Minh Chiết rất ngoan ngoãn, gật đầu nói. Hoàng Thiên chỉ tùy ý liếc mắt nhìn Hoàng Minh Chiết một cái đã nhìn ra, mồm của thằng nhóc này không ứng với tâm, lời nói ra cũng không phải lời trong lòng. Nhưng Hoàng Thiên cũng lười để ý tới cậu ta, loại người này, nói cái gì cậu ta cũng đều không nghe vào. Cậu hiểu rõ là được rồi, tóm lại tôi cho cậu biết, đừng lại đến làm phiền tôi, nếu không cậu sẽ phải chết rất khó coi đấy. Hoàng Thiên dùng ngón tay chỉ vào trán Hoàng Minh Chiết, sau đó quay người đi ra. Hu hu hu. Hoàng Minh Chiết khóc hu hu, cậu ta cảm giác vô cùng oan khuất, vừa tức lại vừa gấp, nhưng lại không có cách nào đối phó với Hoàng Thiên, tức đến phát khóc. Mày chờ đó cho tao, chờ cơ thể tao tốt lên rồi, tao nhất định phải chơi chết mày. Trong lòng Hoàng Minh Chiết âm thầm hạ quyết tâm, hận không thể giết chết Hoàng Thiên ngay lập tức. Đương nhiên, Hoàng Thiên vô cùng rõ ràng Hoàng Minh Chiết nghĩ thế nào, nhưng dù sao đây cũng là con trai của Hoàng Văn Thành, Hoàng Thiên vẫn phải nhẹ tay, cũng không thể làm gì cậu ta. Nếu không, làm sao Hoàng Minh Chiết có thể nằm trên giường lớn an nhàn dưỡng thương? Nằm mơ đi. Sau khi về tới phòng của mình, Hoàng Thiên ở trong phòng với Lâm Ngọc An, không hề ra ngoài. Một ngày rất nhanh liền trôi qua, rạng sáng ngày hôm sau, Hoàng Thiên liền đi tìm Hoàng Văn Thành, nói lời tạm biệt với ông ta. Nhà họ Hoàng ở Hà Nội, Hoàng Thiên thật sự không muốn ở lại đây. Hoàng Văn Thành vẫn rất muốn để Hoàng Thiên ở lại một thời gian ngắn nữa, nhưng thấy Hoàng Thiên đã quyết định đi, ông ta cũng không ngăn cản. Dẫn theo Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên cũng không ngồi máy bay chuyên dụng của nhà họ Hoàng mà lựa chọn ngồi xe của mình trở về thành phố Bắc Ninh. Cậu chủ, tôi đưa mọi người đi. Quản gia Trần đến gần Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn quản gia Trần một chút, vừa vặn anh còn có việc muốn hỏi quản gia Trần, cho nên cũng đồng ý. Quản gia Trần mở một chiếc xe, chuẩn bị đưa Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An đến nhà ga. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An lên xe, quản gia Trần nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà họ Hoàng. Chuyện của cậu chủ Chiết, tôi đã biết tất cả. Cậu chủ cứ yên tâm, chờ cậu trở lại thành phố Bắc Ninh, cậu chủ Chiết có hành động gì bất thường, tôi sẽ thông báo ngay cho cậu. Quản gia Trần nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe được lời này, trong lòng vô cùng vui mừng. Quản gia Trần đúng là không tệ, cũng rất tận tâm. Đương nhiên, quản gia Trần chỉ trung thành với Hoàng Thiên, thật ra giúp đỡ Hoàng Thiên, không giúp Hoàng Minh Chiết, đây cũng coi như là trung thành với nhà họ Hoàng. Được, vậy chú hãy lưu ý thêm một chút, có tình huống gì hãy thông báo ngay cho tôi. Hoàng Thiên nói. Quản gia Trần liên tục đồng ý, lái xe thẳng đến nhà ga. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Hoàng Thiên vang lên. Là một số điện thoại rất lạ lẫm, sau khi Hoàng Thiên tiếp điện thoại, nghe thấy đầu bên kia là tiếng khóc của một người phụ nữ, anh là cậu chủ Thiên phải không? Mau đến bệnh viện xem một chút đi, Hùng Dũng xảy ra chuyện rồi. Hùng Dũng xảy ra chuyện gì? Cô là ai? Hoàng Thiên thật sự vô cùng kinh hãi, liền vội vàng hỏi. Tôi là vợ của Hùng Dũng, cậu chủ Thiên, hiện tại Hùng Dũng chỉ muốn gặp anh thôi, anh ấy có lời muốn nói với anh. Vợ của Tôn Hùng Dũng khóc nói. Trong lòng Hoàng Thiên thật sự không biết là cảm giác gì. Thời trẻ con Tôn Hùng Dũng bầu bạn với anh, hôm qua bị dội axit sulfuric vào người đã đủ thảm, hiện tại làm sao lại xảy ra chuyện nữa? Được, tôi đến ngay. Hoàng Thiên nói xong, cúp điện thoại. Để quản gia Trần lái xe thẳng đến bệnh viện, trong lòng Hoàng Thiên rất buồn bực, Tôn Hùng Dũng dưỡng thương ở bệnh viện, còn có thể xảy ra chuyện gì đây? Hoàng Thiên, xảy ra chuyện gì? Lâm Ngọc An cũng có chút lo lắng, hỏi Hoàng Thiên, Tôn Hùng Dũng xảy ra chuyện,
cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên nói. Lâm Ngọc An không nói tiếp, cô cũng biết Hoàng Thiên và Tôn Hùng Dũng là bạn rất tốt hồi còn nhỏ, điểm này hôm qua Hoàng Thiên đã nói với cô. Rất nhanh, Hoàng Thiên dẫn theo Lâm Ngọc An chạy tới bệnh viện. Vừa tới phòng bệnh của Tôn Hùng Dũng, liền thấy mười mấy người nhà của Tôn Hùng Dũng, mặt mày buồn bã đứng ở ngoài cửa. Mà trong phòng bệnh, có bác sĩ đang chữa trị cho Tôn Hùng Dũng, cũng không biết đến cùng là Tôn Hùng Dũng gặp phải chuyện gì. Hoàng Thiên muốn đi vào nhìn, lại bị y tá ở cửa cản lại. Thưa ngài, hiện tại ngài không thể đi vào, đừng ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của bác sĩ. Y tá nói với Hoàng Thiên. Cậu ấy thế nào rồi? Hoàng Thiên hỏi y tá. Y tá khẽ thở dài một tiếng, nói, bị người đâm cho mấy nhát, tình huống của người bị thương rất không khả quan. Cái này, Hoàng Thiên thật sự sững sờ, hai ngày nay Tôn Hùng Dũng ra khỏi nhà không xem lịch hoàng đạo à? Đây cũng quá xui xẻo rồi. Bị dội axit sulfuric còn chưa kịp trị liệu tốt, hôm nay lại bị đâm cho mấy dao, đây quả thực là không còn lời gì để nói. Lo lắng chờ đợi ở ngoài cửa, Hoàng Thiên thật sự rất đồng tình với Hùng Dũng, chỉ có thể chờ đợi chữa trị xong mới biết rõ là phát sinh cái gì. Cậu chính là cậu chủ Thiên phải không? Lúc này một người nhà của Tôn Hùng Dũng hỏi Hoàng Thiên. Đúng. Hoàng Thiên khẽ gật đầu. Cậu chủ Thiên, mới vừa rồi Hùng Dũng khăng khăng muốn gặp cậu đấy, anh ấy nói chỉ có cậu mới có thể báo thù này cho anh ấy. Lúc này vợ của Tôn Hùng Dũng đến đây, khóc lóc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, nhưng anh cũng có thể lý giải tâm trạng của Tôn Hùng Dũng, trong phòng bệnh bị người ta đâm mấy nhát, trong lòng nhất định rất tức giận. Thù này chắc chắn phải báo, chỉ là không biết do ai làm. Cậu chủ Thiên, bọn khốn đó vô cùng hung hăng, chúng tôi muốn ngăn cản, bọn chúng liền truy chém chúng tôi còn bị chém cho một dao đây. Một người đàn ông trung niên nói với Hoàng Thiên. Có nhớ kỹ dáng dấp của bọn chúng ra sao không? Hoàng Thiên hỏi người đàn ông trung niên. Nhớ kỹ, một tên có vết sẹo trên mặt, còn có tên khác rất gầy, trên mặt có nốt ruồi đen. Người đàn ông trung niên sợ sệt nhớ lại. Đặc điểm nhận dạng kiểu này cũng coi như rất rõ ràng, nhưng rất khó có thể tìm ra hung thủ. Hoàng Thiên biết, chỉ có thể chờ đợi Tôn Hùng Dũng ổn định lại, hỏi lại Tôn Hùng Dũng. Trải qua một phen điều trị, tình huống của Tôn Hùng Dũng rốt cuộc cũng ổn định trở lại. Chỉ là vết thương ngoài da, xử lý vết thương một chút, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Xem ra, hai tên kia cũng không có ý định muốn giết chết Tôn Hùng Dũng, chỉ muốn dạy dỗ anh ta một chút thôi. Hùng Dũng, hai kẻ đã đâm cậu có nói gì không? Lúc này Hoàng Thiên đi tới, hỏi Tôn Hùng Dũng. Anh Thiên, bọn chúng nói, nếu đã không bắt được anh, như vậy liền bắt em chịu tội. Tôn Hùng Dũng nhìn Hoàng Thiên, vô lực yếu ớt nói. Thấy dáng vẻ thảm hại này của Tôn Hùng Dũng, trong lòng Hoàng Thiên thật sự không dễ chịu gì. Bạn bè thuở bé của anh thật sự không nhiều, Tôn Hùng Dũng vẫn luôn là người trung thành nhất. Điều khó có được nhất là, bây giờ mọi người đều đã trưởng thành rồi, mà Tôn Hùng Dũng vẫn giữ được bản tính không thay đổi, vẫn y như lúc nhỏ, rất thân thiết với Hoàng Thiên. Cũng rất trung thành với Hoàng Thiên, chuyện hôm qua có thể nhìn ra, Tôn Hùng Dũng vẫn nghe Hoàng Thiên chỉ đâu đánh đó. Điều này khiến Hoàng Thiên cảm động, so sánh với Lương Thiên Vũ một chút, Tôn Hùng Dũng thật sự là một người anh em tốt. Thấy anh ta bị S2SO4 đốt cháy thành thế này, còn bị người ta chém hai nhát, sắc mặt Hoàng Thiên có phần nghiêm trọng. Nhưng điều phiền não nhất, Tôn Hùng Dũng gặp phải vấn đề không ngờ tới này, còn có quan hệ với Hoàng Thiên. Hai vết dao chém Tôn Hùng Dũng đó, là không có cách nào với Hoàng Thiên, nên mới ra tay với Tôn Hùng Dũng. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Thiên cảm thấy rất có lỗi với người anh em tốt Tôn Hùng Dũng này. Hùng Dũng, cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi, thù này tôi sẽ trả giúp cậu. Hoàng Thiên vỗ vai Tôn Hùng Dũng, nói với anh ta. Tôn Hùng Dũng thất thanh kêu đau, đau đến nhe răng nhếch mép. Khiến Hoàng Thiên bị dọa nhảy dựng lên, Tôn Hùng Dũng cởi đồ chỗ vai ra, Hoàng Thiên mới nhìn thấy, vai của Hùng Dũng cũng bị chém một nhát. Chẳng trách sau khi vỗ một cái lại đau đến thế này. Hoàng Thiên nhìn Tôn Hùng Dũng, nói, thật ngại quá Hùng Dũng, tôi không biết cậu cũng bị thương ở chỗ này. Không sao, anh Thiên, hai tên chém tôi cũng ác, chắc chắn anh phải giúp tôi bắt bọn nó. Tôn Hùng Dũng cắn răng nói. Chắc chắn, tạm thời tôi không quay về thành phố Bắc Ninh nữa, giải quyết chuyện này rồi nói sau. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Trong lòng Tôn Hùng Dũng được an ủi rất nhiều, chịu chém mấy nhát với anh ta mà nói cũng không có gì, quan trọng nhất là thấy uất ức thôi. Bây giờ có Hoàng Thiên đồng ý trả thù giúp anh ta, trong lòng anh ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi Hoàng Thiên nói chuyện với Tôn Hùng Dũng,
thì không làm phiền anh ta nghỉ ngơi nữa, sau khi ra ngoài phòng bệnh thì rời khỏi bệnh viện. Lâm Ngọc An và Hoàng Thiên cùng nhau lên xe của quản gia Trần, rời khỏi chỗ này. Hoàng Thiên, anh thực sự không định quay về thành phố Bắc Ninh sao? Lâm Ngọc An có hơi lo lắng nhìn Hoàng Thiên, cô rất muốn quay về cùng Hoàng Thiên, thật sự không muốn tiếp tục ở Hà Nội. Đúng vậy, Hùng Dũng xảy ra chuyện này, anh đã đồng ý với anh ta, muốn giúp anh ta tìm người chém hai nhát đó. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc Ân. Lâm Ngọc An gật đầu nhẹ, cô vẫn rất hiểu Hoàng Thiên, biết Hoàng Thiên đã đồng ý chuyện của bạn bè, chín con trâu kéo cũng không quay đầu lại được. Ngọc An, tạm thời em không cần phải ở Hà Nội, về thành phố Bắc Ninh trước đi. Hoàng Thiên nói với Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An nghe thế hơi ngây người, cô vẫn rất muốn rời đi cùng Hoàng Thiên. Nhưng nghĩ ngợi, bây giờ cô ở lại Hà Nội chỉ có thể thêm phiền cho Hoàng Thiên, chẳng giúp được chuyện gì, Hoàng Thiên còn phải bận lòng chăm sóc cho cô. Được rồi, vậy em về trước, anh ở bên này cẩn thận nhé. Lâm Ngọc An dịu dàng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên gật đầu, anh cũng rất hy vọng Lâm Ngọc An có thể nhanh chóng trở về thành phố Bắc Ninh, dẫu sao thì nhà họ Hoàng ở Hà Nội, còn có một Hoàng Minh Chiết. Dù nói rằng trước mắt hai chân tên này đã gãy rồi, nhưng cậu ta có thể xúi giục người khác đến hại Lâm Ngọc An, điều này Hoàng Thiên không thể không đề phòng được. Vẫn nên quay về thành phố Bắc Ninh, an toàn hơn một chút. Quản gia Trần, ông sắp xếp người đưa vợ tôi về thành phố Bắc Ninh đi. Hoàng Thiên ngồi trên xe nói với quản gia Trần. Được, cậu chủ, bây giờ tôi đi sắp xếp máy bay riêng đưa mợ chủ về ngay. Quản gia Trần đồng ý. Hoàng Thiên cùng Lâm Ngọc An về nhà họ Hoàng, nhìn thấy vợ mình lên máy bay trực thăng thương mại, anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Thanh. Tôn Hùng Dũng bị người ta chém, chuyện này rất tồi tệ, Hoàng Thiên cũng đồng ý giúp Tôn Hùng Dũng trả thù, nên chắc chắn phải tìm được hai tên chém người đó. Huống hồ, hai tên chém người đó rõ ràng là hướng về Hoàng Thiên. Sao Hoàng Thiên có thể coi nhẹ được? Chỉ là vẫn không biết, hai tên chém người đó là nghe lời ai mà đến. Rất có khả năng là Hoàng Minh Chiết, cũng có thể là Phượng Đen, hoặc là thầy của Phượng Đen. Đây đều là chuyện khó nói. Trong điện thoại, Hoàng Thiên biết được Vũ Thanh vẫn còn ở Hà Nội, sau đó hẹn Vũ Thanh ra gặp mặt. Hoàng Thiên chọn một quán trà yên tĩnh, gặp Vũ Thanh ở đó. Một mình Vũ Thanh đến, sau khi gặp mặt Hoàng Thiên, anh ta phát hiện ra sắc mặt cậu chủ bây giờ rất không ổn. Cậu chủ, có phải còn phiền lòng vì chuyện của Phượng Đen không? Vũ Thanh uống một ngụm trà, hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lắc đầu, người bạn Tôn Hùng Dũng đó của tôi, vừa nãy bị hai người đến chém. Có chuyện này sao? Vũ Thanh cũng rất ngạc nhiên, nhìn Hoàng Thiên. Đúng vậy, là hai tên chém người. Một tên mặt dài, tên còn lại hơi gầy, trên mặt có nốt ruồi đen, hai tên này đều hướng về phía tôi. Không có cách nào với tôi, mới ra tay với Tôn Hùng Dũng. Hoàng Thiên giải thích cho Vũ Thanh một chút. Vũ Thanh im lặng trong giây lát, anh ta cũng không nói gì. Với thực lực của anh ta, tìm hai tên chém người này cũng không phải chuyện gì khó. Sao thế, có thể tìm ra hai tên này không? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Không vấn đề gì, tôi sẽ phải người đến điều tra camera ở bệnh viện ngay, ước chừng rất nhanh sẽ có tin tức của hai tên chém người đó. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, yên tâm hơn nhiều, anh cũng biết trước giờ Vũ Thanh sẽ không nói bậy, không nắm chắc thì Vũ Thanh sẽ không nói. Uống trà cùng Vũ Thanh, Hoàng Thiên rời khỏi quán trà này. Về đến nhà họ Hoàng, cả ngày Hoàng Thiên không ra khỏi cửa, đợi tin của Vũ Thanh. Đến lúc nửa đêm, cuối cùng Vũ Thanh cũng gọi tới. Cậu chủ, có tin tức rồi, hai tên chém người đó xuất hiện rồi. Vũ Thanh nói trong điện thoại. Được, anh qua đón tôi đi. Hoàng Thiên nói. Mười mấy phút trôi qua, Vũ Thanh lái một chiếc xe nội địa không đáng chú ý đến đón Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ra khỏi cửa nhà, lên xe của Vũ Thanh. Nhìn ghế sau có hai đội viên ngồi ở đó, cùng đi với Vũ Thanh. Cậu chủ, nhân viên tình báo cấp dưới của tôi đã điều tra được, sau khi hai tên chém người đó hành hung Tôn Hùng Dũng ở bệnh viện vẫn chưa rời khỏi Hà Nội, bọn họ đến một hộp đêm, đến bây giờ vẫn ở đó chơi. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, không nhịn được cắn răng. Hai tên chết tiệt, chém Tôn Hùng Dũng xong lại còn thoải mái chạy đi chơi ở hộp đêm. Cái này thật sự quá ngạo mạn, cũng không biết bọn chúng dựa vào cái gì. Đến hộp đêm đó đi. Hoàng Thiên nói. Vũ Thanh đồng ý một tiếng, lá xe hướng về phía hộp đêm đó. Rất nhanh, xe đã đến trước cửa hộp đêm. Một đội viên ra đón, nói với Vũ Thanh, cậu Thanh, hai tên chém người đó còn ở bên trong, vẫn chưa ra ngoài. Được, vào tìm bọn chúng, bắt lại.
Vũ Thanh ra lệnh. Vâng. Đội viên phụ trách phần tình báo đó đồng ý một tiếng, sau đó đi ở phía trước, dẫn đầu bước vào hộp đêm. Hoàng Thiên và Vũ Thanh ở phía sau, mang theo hai đội viên, cùng đi vào hộp đêm. Hộp đêm này cũng rất có tiếng ở Hà Nội. Có thể nói đến chỗ này để giải trí thoải mái, tất cả đều là kẻ có tiền. Đội viên kia dẫn bọn Hoàng Thiên và Vũ Thanh lên lầu 2, ở trước cửa một phòng bao đặc biệt, đội viên đứng lại. Cậu Thiên, cậu Thanh, hai tên chém người đó đang ở trong phòng bao này, hai người họ đã gọi 4-5 người đến uống rượu cùng, đã chơi ở trong đó một ngày rồi. Đội viên báo cáo với Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Hoàng Thiên nghe thấy lời này, không nhịn được lửa giận. Hai tên chém người đó còn rất biết hưởng thụ, chạy đến đây chơi cả một ngày. Dĩ nhiên, bọn họ cũng rất lớn gan, thật sự cho rằng sẽ không bị bắt. Dầm. Hoàng Thiên không nói hai lời, nhấc chân lên đạp cửa. Trong phòng bao, hai tên đàn ông trẻ tuổi cao gầy ngồi đó, đều uống đến mặt đỏ bừng. Có 4 cô gái xinh đẹp gợi cảm, cùng uống rượu hát hò với hai tên đàn ông này, hơn nữa hành động của những người nam nữ rất không có chừng mực, phóng túng không thể nhìn thẳng. Thật sự là có tiền có thể sai khiến ma quỷ, hai tên gầy còm này trông thảm không nỡ nhìn, nhưng 4 cô gái xinh đẹp lại hát hò với bọn họ rất vui vẻ, động tác cực kỳ lỗ mãng. Cửa đột nhiên bị đạp ra, hai tên đàn ông cao gầy đó lập tức kinh ngạc, bọn họ hai người 4 mắt hung hãn, oán hận chừng bọn Hoàng Thiên đang bước vào. Mẹ nó, đâu ra tên ngu này, cút ra ngoài. Một tên đàn ông mặt dài lớn tiếng mắng chửi, tay còn thò vào túi đồ, dường như muốn lấy đồ gì. Hoàng Thiên coi như không nghe thấy gì, anh chỉ muốn xem vẻ ngoài đặc trưng của hai tên đàn ông này. Vừa nhìn là thấy hai người bọn họ đều rất gầy, đây là phù hợp về hình thể. Lại nhìn tên đàn ông đang mắng chửi, một khuôn mặt dài, hoàn toàn phù hợp với những gì vợ Tôn Hùng Dũng nói. Tôn Hùng Dũng cũng nói là một tên mặt dài, một tên trên mặt có nốt ruồi đen, thế nên chắc chắn không thể nhầm được. Hoàng Thiên lại nhìn tên đàn ông còn lại, chỉ thấy trên cái mặt gầy gò của tên đàn ông, quả nhiên có một nốt ruồi đen rất lớn. Cái này lại càng không sai, trong lòng Hoàng Thiên không nhịn được có phần vui mừng. Xem ra, năng suất làm việc của cấp dưới Vũ Thanh thật sự rất cao, thời gian ngắn như thế mà thật sự tìm được hai tên chém người này. 4 cô gái xinh đẹp kia cũng bị kinh ngạc trước, nhưng rất nhanh bọn họ đã có thể bình tĩnh lại. Dẫu sao thì bọn họ cũng chỉ là người làm của hộp đêm này, ông chủ còn vô cùng quyền lực, hoàn toàn không sợ lưu manh đến gây chuyện. Bọn họ coi Hoàng Thiên là lưu manh đến gây chuyện, nên ánh mắt vô cùng xem thường. Mẹ mày, nói mày đấy, mày câm điếc à? Mày muốn làm gì? Tên đàn ông có nốt ruồi trên mặt chỉ tay về phía Hoàng Thiên, ngạo mạn hỏi. Hoàng Thiên không nói, lúc này hai tay chắp sau lưng, bước qua đó. Thấy Hoàng Thiên lại bước qua, hai tên chém người hoàn toàn tức giận, tới tấp rút dao ngắn bên hông ra. Hai con dao này, chính là cái bọn họ dùng để chém Tôn Hùng Dũng, bây giờ vẫn còn mang theo người. Còn tưởng rút dao ra Hoàng Thiên sẽ bị dọa mà không dám lại gần, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Hoàng Thiên chẳng để ý đến bọn họ chút nào. Hôm nay bọn mày đến bệnh viện chém người. Hoàng Thiên trầm giọng, nhìn thẳng vào hai tên chém người. Lập tức hai tên chém người ngây ra. Bọn họ không ngờ Hoàng Thiên lại hỏi một câu như thế này, càng không biết Hoàng Thiên có lai lịch gì. Có chuyện đó, làm sao, mày quan tâm à? Chém mày chắc. Tên đàn ông có nốt ruồi trợn mắt, hỏi. Đúng thế, biết hai anh đây chém người rồi, mày còn muốn đến đây tìm chết. Có phải cũng muốn bị chém mấy nhát không? Tên mặt dài cũng rất kiêu ngạo chất vấn Hoàng Thiên. Mấy người ra ngoài trước đi. Hoàng Thiên vẫy tay ra hiệu cho 4 cô gái xinh đẹp ra ngoài trước. Hừ, anh là cái thá gì chứ? Còn bảo chúng tôi đi, tôi thấy người nên cút ra ngoài là anh mới đúng, đừng ảnh hưởng đến việc làm ăn của chúng tôi. Một cô gái xinh đẹp rất khinh thường hừ một tiếng, nhìn Hoàng Thiên nói. Đúng thế, cũng không tự nhìn lại xem bản thân mình là cái thứ gì, chỗ này là chỗ anh có thể đến gây chuyện sao? Một cô gái nữa chừng Hoàng Thiên nói. Hai cô gái xinh đẹp khác cũng cực kỳ coi thường Hoàng Thiên, hơn nữa còn rất không hài lòng khi Hoàng Thiên bước vào. Bảo mấy người ra ngoài thì ra ngoài, làm nhảm cái gì? Không sợ lát nữa dính máu lên người sao? Vũ Thanh bước ra, lạnh lùng nhìn 4 cô gái xinh đẹp, cảm thấy mấy cô gái này quá không biết tốt xấu. Thấy dáng vẻ hung hãn của Vũ Thanh, 4 cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng hơi sợ. Một người trong đó rất không phục hừ nói. Hừ, mấy người lớn gan, hy vọng lát nữa mấy người đừng có khóc là được. Nói xong, cô gái này gọi 3 người bạn, ra khỏi phòng bao. Sao Hoàng Thiên có thể chấp mấy cô gái này được? Lúc này thấy trong phòng bao chỉ còn lại 2 tên chém người,
Hoàng Thiên quyết định bắt đầu hành động. Bỏ dao xuống, đỡ phải đau da thịt. Giọng nói của Hoàng Thiên cực kỳ lạnh lùng, nói với hai tên chém người. Ha ha, hôm nay thực sự là sống mà thấy quỷ, gặp được mấy người bọn mày không cần mạng nữa rồi. Tên đàn ông có nốt ruồi ha ha cười khẩy, sau đó nắm chặt dao, từ từ hướng về phía Hoàng Thiên. Ra tay! Tên mặt dài còn lại đột nhiên hét lên, sau đó nhanh chóng phi về phía Hoàng Thiên, cầm dao đâm về phía cổ Hoàng Thiên. Gã ta vừa ra tay, tên đàn ông có nốt ruồi cũng nhanh chóng ra tay, dùng dao đâm về phía ngực Hoàng Thiên. Hai tên chém người này ra tay cũng rất ác, muốn trực tiếp lấy mạng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã có chuẩn bị từ lâu, lúc này mạnh mẽ lùi về sau vài bước, tránh thoát đợt tấn công này. Vừa muốn ra tay, lúc này Vũ Thành đã hướng tới, vô cùng mạnh bạo đá bay con dao trong tay hai tên chém người. Tất cả chỉ trong khoảnh khắc, tốc độ ra tay của Vũ Thành thật sự rất nhanh, thực sự khiến người hoa mắt. Dường như hai tên chém người cũng không có thời gian phản ứng lại, dao trong tay đã bị Vũ Thành đá bay, hoàn toàn sững người tại chỗ. Chỉ có hai cái này, mà cũng dám ngạo mạn. Vũ Thành rất cạn lời nhìn hai tên chém người, cảm thấy thực sự chưa đã nghiền, thực lực của hai tên chém người này quá yếu. Bị Vũ Thành nói móc như thế, hai tên chém người đều cực kỳ tức giận, mặt hai người họ đều nóng lên. Rất lợi hại, nhưng bọn mày xong đời rồi. Tên đàn ông có nốt ruồi hung hãn nhìn Vũ Thành nói. Lời nói uy hiếp này, đối với Vũ Thành mà nói thực sự rất buồn cười, Vũ Thành có thể sợ cái này sao? Ha ha, hai người bọn mày thật sự là cái gì cũng dám nói, quỳ xuống cho tao. Vũ Thành nói rồi, đột nhiên tung chân đá hai cái vào đầu gối hai tên chém người. Rầm rầm, đầu gối hai tên chém người tê dần, cũng không đứng nổi nữa, tất cả đều quỳ xuống. Vũ Thành sắc bén như thế, cũng bất không việc cho Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên bước qua, nhìn hai tên chém người đang quỳ trên đất. Bọn mày muốn sống hay muốn chết? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi. Địt mẹ mày chứ, đừng tưởng khống chế được bọn tao, là bọn mày có thể làm bậy, có biết người sau lưng bọn tao là ai không? Tên mặt dài mắng chửi Hoàng Thiên. Một câu này, khiến Hoàng Thiên suýt nữa tức chết. Tên chém người không biết sống chết này, còn thật sự cái gì cũng dám nói. Ha ha, vậy mày nói xem, sau lưng bọn mày là cái gì nào? Hoàng Thiên cười ha ha, hỏi tên mặt dài đó. Tên mặt dài trợn trắng mắt, lạnh lùng nói, mày không xứng được biết. Nói chung là thả bọn tao ra nhanh lên, nếu không tất cả bọn mày đều phải chết. Không sai, bọn mày không xứng được biết thế lực sau lưng bọn tao, nếu như biết, chỉ sợ sẽ dọa chết bọn mày. Tên đàn ông có nốt ruồi cũng kiêu ngạo nói. Dù hai tên chém người không nói như thế, Hoàng Thiên cũng đã sớm đã tò mò về thế lực sau lưng bọn họ. Thấy bọn họ còn lôi ra để khoe khoang, Hoàng Thiên cảm thấy rất buồn cười. Mau nói ra đi, nếu không tao có thể đánh chết bọn mày đấy. Hoàng Thiên nhẹ cười, nói với hai tên chém người. Thấy Hoàng Thiên vẫn còn cười, hai tên chém người cảm thấy như bị làm nhục. Không chỉ không dọa được, lại còn nhìn bọn họ như thằng ngốc, điều này khiến bọn họ không thể chịu nổi. Thằng nhãi này, mẹ mày còn dám cười. Tên mặt dài tức giận nhìn Hoàng Thiên, mắng. Bốp! Hoàng Thiên không do dự chút nào, cho tên mặt dài một cái tát. Nói tiếp đi. Hoàng Thiên cười khẩy. Tao địt mẹ mày, mày thực sự muốn tìm chết mà. Tên mặt dài hoàn toàn tức giận, lớn tiếng mắng chửi. Sao Hoàng Thiên có thể chịu được anh ta, tát liền mấy cái tát? Sao có thể đánh nhẹ được, mấy cái tát này của Hoàng Thiên, đánh cho tên mặt dài ngốc luôn. Mặt đỏ bừng, sưng lên, tên mặt dài đã biến thành mặt bánh bao. Chửi tiếp đi. Xem cái mồm của mạnh cứng hay cái tát của tao cứng. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, ra hiệu cho tên mặt dài tiếp tục chửi. Tên mặt dài cũng không ngu, chửi một câu thì chịu mấy cái tát, phụ buôn bán này quá lỗ rồi. Gã ta không dám la lớn nữa, mà dùng ánh mắt hung ác trừng Hoàng Thiên. Bây giờ tâm trạng của Hoàng Thiên không tệ, cho nên cũng không đánh tên mặt dài này nữa, nếu không, chắc chắn tên mặt dài này sẽ bị đánh đến sống dở chết dở. Mày thì sao, mày định làm thế nào? Hoàng Thiên nhìn tên đàn ông có nốt ruồi, lạnh giọng hỏi. Tên đàn ông có nốt ruồi cũng không kiêu ngạo như vừa nãy, hảo hán thì chịu thiệt trước mắt, đối đầu với Hoàng Thiên, chắc chắn sẽ chịu đánh, gã ta cũng không muốn bị tát thành đầu heo như tên mặt dài. Cho nên tên đàn ông có nốt ruồi quỳ ở đó không lên tiếng, ngẩng đầu lên, cổ rất dài, quỳ tại chỗ vờ câm. Vũ Thành thực sự không thể tiếp tục nhìn dáng vẻ chết tiệt của tên đàn ông có nốt ruồi này nữa, bước qua tát cho tên đàn ông có nốt ruồi này một trận. Đừng đánh nữa, tao đâu có chửi cái gì.
Tên đàn ông có nốt ruồi chịu không nổi, lớn tiếng gào lên. Hai người bọn mày tốt nhất là đừng có tỏ vẻ mềm yếu, nếu không, sẽ bị đánh đến chết. Vũ Thanh chỉ vào hai tên chém người. Hai tên chém người đó thầm kêu khổ, đánh cũng không đánh lại đối phương, thật sự quá uất ức. Vũ Thanh chuẩn bị mạnh mẽ cho bọn họ một bài học, nhưng đúng lúc này, một đám người từ bên ngoài phòng bao bước vào. Có khoảng 7-8 người, cầm đầu là một người đàn ông trung niên cao lớn, mặt mũi trắng bóc, trông cũng rất phúc hậu. Sau lưng người trung niên này, có 7-8 thanh niên đi theo, đều có dáng vẻ rất hung hãn, vừa nhìn chính là côn đồ. Mấy tên thanh niên cầm đồ trong tay, chỉ đợi người đàn ông trung niên ra lệnh một tiếng, thì lúc nào cũng có thể liều mạng. Ông chủ, chính là tên đó gây chuyện ở đây. Đúng vậy ông chủ, bọn họ đi vào ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chúng ta, mau dạy cho bọn họ một bài học. Lúc này bốn cô gái xinh đẹp đi theo, hai cô gái trong đó chỉ Hoàng Thiên và Vũ Thanh, phàn nàn với người đàn ông trung niên. Sắc mặt người đàn ông trung niên xa sầm, nhìn Hoàng Thiên và Vũ Thanh, nói, bọn mày là người nào, địa bàn của Đồng Thành Giang tao, bọn mày cũng dám đến làm loạn. Đồng Thành Giang. Hoàng Thiên còn thật sự chưa nghe qua tên như thế, thấy dáng vẻ lừa gạt của Đồng Thành Giang, Hoàng Thiên không nhịn được thấy buồn cười trong lòng. Vũ Thanh rời khỏi Hà Nội cũng đã 10 năm, cho nên anh ta cũng không nghe nói đến cái gì Đồng Thành Giang. Đoán chừng Đồng Thành Giang này hoặc vẫn luôn là hạng người vô danh, hoặc chính là mấy năm gần đây mới phát triển lên. Đồng Thành Giang ông cũng không có gì ghê gớm cả, chuyện hôm nay, tốt nhất là ông đừng có nhúng tay vào. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nhìn Đồng Thành Giang nói. Đồng Thành Giang nghe thấy lời này, lập tức nhướng mày. Nhưng đã mở được hộp đêm lớn như thế ở Hà Nội, Đồng Thành Giang cũng không phải ở không, không bùng nổ như những tên côn đồ kia. Ha ha, anh bạn nhỏ, chắc là cậu không biết Giang này là ai đâu nhỉ? Đồng Thành Giang ha ha cười âm hiểm, nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên thực sự cực kỳ cạn lời, Đồng Thành Giang này không biết nói chuyện đúng không, còn anh bạn nhỏ. Tôi cần phải biết ông là ai? Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn Đồng Thành Giang, đã có hơi không kiên nhẫn. Nếu Đồng Thành Giang này còn nhiều lời, Hoàng Thiên không để ý dạy Đồng Thành Giang làm người thế nào đâu. Đồng Thành Giang không lên tiếng, ông ta đánh giá Hoàng Thiên, trong lòng thầm tính toán. Từ quần áo của Hoàng Thiên có thể nhìn ra, chính là một người bình thường, thậm chí còn thuộc về loại nghèo rất không có tiền. Nhưng khí thế lúc này của Hoàng Thiên, còn vẻ cao quý giữa đầu lông mày, lại không phải là thứ người bình thường có thể có được. Đồng Thành Giang còn rất có tâm cơ, ông ta nhìn Hoàng Thiên, cảm thấy Hoàng Thiên không phải là người bình thường. Lại nhìn bọn Vũ Thanh, Đồng Thành Giang cuối cùng cũng nhìn rõ ràng, tên này cũng không đơn giản, sợ là cũng không phải nhân vật dễ chọc vào. Vì lý do thận trọng, Đồng Thành Giang không kiêu ngạo như lúc nãy nữa, khách khí nói với Hoàng Thiên, anh bạn này, có thể nói cho tôi biết cậu là ai được không? Lại như thế này, ra tay ở địa bàn của tôi cũng không thể coi như không thấy được. Vũ Thanh nhìn Đồng Thành Giang làm tốn thời gian như thế, anh ta thật sự không kiên nhẫn nữa. Vị này là cậu chủ lớn nhà họ Hoàng ở Hà Nội, ra tay ở địa bàn này của ông muốn thế nào? Vũ Thanh lạnh giọng hỏi Đồng Thành Giang. Vừa nghe thấy lời này, Đồng Thành Giang lập tức hít ra một hơi lạnh. Ông ta đã nghe đến cậu chủ lớn Hoàng Thiên nhà họ Hoàng từ lâu, 10 năm không về nhà, 5 năm mới quay về Hà Nội, thực sự chính là nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa nghe nói cậu chủ Thiên rất bình thường. Nhìn qua giống như một người bình thường, Đồng Thành Giang đánh giá tỉ mỉ, ông ta cảm thấy người trước mặt này, thật sự rất có khả năng chính là Hoàng Thiên. Đây là thật sao? Đồng Thành Giang có hơi lắp bắp, hỏi Vũ Thanh, sao phải lừa ông? Vũ Thanh chừng Đồng Thành Giang một cái. Đúng, tôi tin mà. Đồng Thành Giang lập tức ỉu xìu, tươi cười đầy mặt, gật đầu thật mạnh. Thực ra ông ta cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng có tin còn hơn không tin, lỡ mà là thật. Vậy ông ta không thể chịu nổi. Sau khi hai tên chém người đó nghe lời Vũ Thanh nói xong, quỳ tại chỗ kinh ngạc. Quỳ cả nửa ngày, người trước mặt chính là Hoàng Thiên. Đang tìm Hoàng Thiên, không ngờ Hoàng Thiên ở ngay trước mắt, bản thân lại không nhận ra. Hai tên chém người thật sự vừa kinh ngạc vừa tức giận, quỳ tại chỗ chừng Hoàng Thiên, hận không thể lập tức giết Hoàng Thiên ngay. Biết được thân phận của Hoàng Thiên, hai người tên chém người ấy tức giận thở hổn hển. Đồng Thành Giang càng thêm ngơ ngác hơn, anh ta cũng nhìn hát ra được, Vũ Thanh hẳn là không hề nói dối. Bởi vì dựa vào khí chất của những người Vũ Thanh bọn họ thì tuyệt đối không phải là người tầm thường. Mà vị cậu chủ của nhà họ Hoàng này, tuy rằng cách ăn mặc trông thấp kém khác thường giống như một người bình thường, thế nhưng khí thế được tỏa ra từ trên người anh, chắc chắn không phải là thứ người bình thường có thể có được.
Vì thế mà trong lòng Đổng Thành Giang vô cùng hoảng loạn, không hề biết xử trí ra sao mà đứng tại chỗ đó, càng không hề dám nói nhảm lời nào. Bốn người đẹp lúc nãy còn rất bất mãn với Hoàng Thiên đó, lúc này toàn bộ đều ngơ ngác. Từng người một đều chân chân không nói nên lời mà nhìn về phía Hoàng Thiên. Lý do mà bọn họ làm chuyện này, chính là bởi vì quá yêu tiền, nhưng không muốn chịu cực chịu khổ, lại muốn mua tất cả các loại vật phẩm xa xỉ, mỹ phẩm nổi tiếng, nằm mơ cũng muốn đi nịnh hót người có tiền. Nhưng mà hôm nay gặp phải cậu chủ nhà họ Hoàng tính tình thất thường lại giàu có nhất, bọn họ lại có mắt mà không biết Thái Sơn, thật sự hối hận không thôi. Hóa ra là cậu chủ Thiên à, ôi trời ạ, chúng tôi thật sự là bị mù rồi, cậu chủ Thiên ngàn vạn lần đừng nên chấp nhặt với chúng tôi nha. Một người phụ nữ xinh đẹp với một thân hình rất quyến rũ đi qua đó, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, nhận lỗi với Hoàng Thiên. Ba người còn lại cũng uốn éo eo mà bước tới, thỉnh thoảng lại phóng điện về phía Hoàng Thiên, cái chớp mắt đó, quả thật có thể làm bất kỳ đàn ông nào mê như điếu đổ. Nhưng Hoàng Thiên lại không hề nhúc nhích một chút nào, trong lòng của anh, chỉ có duy nhất người vợ của mình, những người phụ nữ khác cho dù có đẹp có mê hồn hơn đi nữa, anh cũng thật sự không có hứng thú. Vì thế mà Hoàng Thiên không thèm đưa mắt nhìn đến bốn người đẹp này, mà đem lực chú ý đều đặt lên người của hai tên chém người đó. Chuyện này khiến cho bốn người phụ nữ xinh đẹp cảm thấy rất thất bại, bọn họ quả thật không dám tin, Hoàng Thiên lại có thể chống đỡ được bọn họ phóng điện như thế. Cậu chủ Thiên, anh phản ứng với người ta một chút đi, chẳng lẽ anh vẫn còn tức giận vì chuyện khi nãy sao? Người đẹp đi qua đầu tiên lắc lắc cánh tay của Hoàng Thiên, cũng không biết họ đã hèn đến mức nào. Hoàng Thiên cũng thật sự không nói nên lời, đang làm chuyện nghiêm chỉnh đó, ở đâu ra tâm trạng lôi kéo làm trò con bò này chứ? Các cô còn không đi ra đúng không? Không sợ lát nữa làm bị thương các cô sao? Hoàng Thiên lạnh lùng mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Người phụ nữ này cũng không còn hứng thú, nhưng mà không hề có chút tức giận, vẫn dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn về phía Hoàng Thiên. Được thôi, cậu chủ Thiên, vậy em đi ra ngoài trước, đợi chút nữa anh làm xong chuyện, em lại đi qua tiếp anh nhé. Người đẹp này cười cười với Hoàng Thiên rồi liền đi với ba người phụ nữ còn lại ra ngoài. Cuối cùng cũng yên tĩnh đi không ít, lúc này Hoàng Thiên nhìn Đổng Thành Giang, thấy anh ta đến thắt lưng cũng không đứng thẳng lên được, trên mặt anh nở nụ cười, đứng ở nơi đó. Nguyên nhân cho dáng vẻ này, là bởi vì Đổng Thành Giang không thể trêu chọc với nhà họ Hoàng, nếu như chọc cho nhà họ Hoàng không vui, cũng đừng mong anh ta có thể sống tiếp ở Hà Nội nữa. Ngài Thiên, hì hì, ngài còn có chuyện gì muốn dặn dò không ạ? Đổng Thành Giang cúi đầu khom lưng với Hoàng Thiên mà cười nói. Những người cấp dưới của anh ta, toàn bộ cũng đều gật đầu cười ha ha, chỉ sợ Hoàng Thiên không vui. Các người đi ra ngoài trước đi, đừng có đi vào làm phiền. Hoàng Thiên xua xua tay với đám người Đổng Thành Giang bọn họ. Vâng, chúng tôi nhất định không dám đến làm phiền ngài Thiên. Đổng Thành Giang khẽ khàng gật đầu một cái, dẫn theo mấy người cấp dưới đi ra ngoài. Cánh cửa của phòng riêng đã bị đóng lại, chỉ còn lại hai tên chém người đó. Còn có Hoàng Thiên và Vũ Thanh bọn họ. Hai người tên chém người đó lộ ra vẻ hung dữ, thế nhưng bọn họ cũng biết được, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của Hoàng Thiên. Họ Hoàng kia, mau chóng thả bọn tôi ra, nếu không thì cá chết lưới rách. Lúc này hai người tên chém người đã từ dưới đất đứng dậy rồi, đầu gối vẫn còn chút đau nhức nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy. Nghe thấy lời nói của người tên chém người này, trong lòng Hoàng Thiên thật sự cảm thấy vô cùng buồn cười. Cũng không biết là ai đã cho họ dũng khí này, lại có thể dám nói ra những lời như thế này. Cá chết lưới rách, ha ha, chuyện đó là không thể nào đâu, bởi vì các người không hề có cái bản lĩnh này. Hoàng Thiên lạnh lùng cười lên một cái. Hừ, đừng có cho rằng anh có được đồng bọn lợi hại thì có thể kiêu ngạo. Một người tên chém người khác cảm thấy rất không phục mà nhìn về Vũ Thanh bọn họ, nói với Hoàng Thiên. Hiểu theo cách khác, là Hoàng Thiên mời Vũ Thanh một cao thủ đến thế này, mới có thể chiếm được ưu thế, còn một mình Hoàng Thiên thì chẳng là gì cả. Hoàng Thiên làm sao không nghe hiểu lời nói đầy ẩn ý của tên chém người, lúc này nở nụ cười lạnh lùng nói, xem ra là anh cảm thấy không phục nhỉ. Không phục, chết tiệt, có giỏi thì đừng kêu người khác giúp đỡ, chúng ta đánh tay đôi. Huỳnh Chí Nam hung tợn trợn trừng mắt, lớn tiếng quát lên với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên một chút cũng không hề tức giận, nhưng mà để hai người tên chém người này biết được Mã Vương gia có mấy cái chân, vẫn là điều rất cần thiết. Đánh tay đôi thì ngược lại không cần. Hai người các anh cùng lên một lượt đi. Hoàng Thiên rất điềm đạm mà nói, vẫy vẫy tay với hai người tên chém người, tỏ ý bọn họ cùng nhau lên. Chết tiệt! Hai người tên chém người tức đến nổi trận lôi đình, từ góc nhìn của bọn họ.
Hoàng Thiên chính là cậu chủ của một nhà giàu có, ngoại trừ có số mệnh tốt biết tiêu tiền ra, còn có thể có bản lĩnh gì nữa chứ? Lại có thể dám xem thường hai người bọn họ như vậy, quả thật muốn tìm đường chết mà. Được, đây chính là do anh nói đấy. Đào Điều Lĩnh tức giận nói, sau đó nháy một ánh mắt với đồng bọn là Huỳnh Chí Nam một cái, đứng lên trước tiên. Tốc độ của Huỳnh Chí Nam cũng cực nhanh, rất nhanh đã phối hợp với Đào Điều Lĩnh xông đến gần Hoàng Thiên, hai người hợp sức tiến hành tấn công về phía Hoàng Thiên. Phú Thanh đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, anh ta đã sớm thăm dò ra được thực lực của hai người tên chém người này, tuy rằng vẫn xem như là có tài năng, thế nhưng nếu so sánh với Hoàng Thiên, vẫn còn kém hơn rất nhiều. Vì thế Vũ Thanh cũng không ra tay giúp Hoàng Thiên vì biết rõ Hoàng Thiên tuyệt đối có thể hành hạ hai người tên chém người này. Bình bịch, hự a, không đến 3 phút, hai người tên chém người đều bị Hoàng Thiên đá vào bụng, đau đến kêu lên mà ngã bay ra ngoài. So với tưởng tượng của Vũ Thanh còn thêm nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, Hoàng Thiên chỉ dùng có 2 phút, liền đem hai người tên chém người đá lăn ra đất. Cảm nhận được sự đau nhói từ trong bụng truyền đến, trong lòng hai người tên chém người này vô cùng chấn động. Bọn họ biết được chính mình đã phạm sai lầm lớn rồi, Hoàng Thiên đâu phải là vị cậu chủ cừu non đâu, rõ ràng là cao thủ có thực lực vô cùng cường mạnh. Đứng dậy đánh tiếp. Hoàng Thiên vẫy vẫy tay với hai người tên chém người bị ngã xuống đất, ra hiệu cho bọn họ lại tái đấu thêm lần nữa. Hai người tên chém người thật sự vẫn còn chút không phục, suy cho cùng lúc nãy chỉ là sự việc xảy ra trong nháy mắt, bọn họ cho rằng là chính mình đã khinh địch rồi, mới để Hoàng Thiên chiếm được ưu thế lớn. Vì thế mà bọn họ từ trên mặt đất đứng dậy, rất nhanh lại đến gần trước mặt của Hoàng Thiên. Họ Hoàng kia, quả nhiên là có bản lĩnh, nhưng mà ngày hôm nay anh gặp phải xui xẻo rồi. Tên Đào Điều Lĩnh đó đầy vẻ âm u, lúc nói ra lời này, anh ta đột nhiên ra tay, đối diện với khuôn mặt của Hoàng Thiên là một cú đấm dữ dội. Thằng nhóc này cũng thật là không hề chú ý, trước tiên dùng lời nói làm Hoàng Thiên sao lãng rồi sau đó đột nhiên tấn công, muốn đánh Hoàng Thiên một đòn không kịp trở tay. Thế nhưng ý nghĩ cẩn thận này của anh ta ở trước mặt Hoàng Thiên, lại là một việc làm không đúng rồi. Hoàng Thiên vẫn luôn để ý đến bọn họ đấy, nhìn thấy một quyền đánh tới, Hoàng Thiên lách mình một cái liền tránh đi được. Bịch! Hoàng Thiên một cước mạnh mẽ, đá lên bụng của Đào Điều Lĩnh. A! Đào Điều Lĩnh thảm thiết kêu lên một chút tiếng, ngã bay ra xa 4-5 mét, thiếu bị đá đến bay lên. Hộc a! Đào Điều Lĩnh sau khi rơi xuống đất, miệng vừa mở ra liền nhổ ra một ngụm máu tươi. Một cước này đá quá mạnh rồi, quả thật lấy hết nửa cái mạng của Đào Điều Lĩnh. Đến tên Huỳnh Chí Nam đó, cũng nhìn đến sửng sốt. Anh ta làm sao nghĩ tới, một cước này của Hoàng Thiên lại có uy lực lớn đến như vậy. Lại có thể đem Đào Điều Lĩnh đá bay ra xa đến như vậy, còn hộc ra một ngụm máu, rất hiển nhiên là bị nội thương nghiêm trọng rồi. Đến lượt anh rồi, qua đây trổ tài nữa xem. Hoàng Thiên chỉ Huỳnh Chí Nam. Không nhanh không chậm mà nói. Huỳnh Chí Nam tức đến trợn trắng con mắt, anh ta cũng nhìn ra được, Hoàng Thiên quả thật là một cao thủ hiếm thấy, thực lực vượt xa bọn họ. Xem ra vừa nãy là đã khinh địch rồi, người họ Hoàng này, thực lực lại mạnh đến như vậy. Trong lòng Huỳnh Chí Nam âm thầm tính toán, anh ta cảm thấy nếu như đi qua đó, e là cũng đi theo gót chân cũng đồng bọn, bị hành hạ đến nôn ra máu. Vì thế tên Huỳnh Chí Nam đã do dự. Đứng tại đó mà hung hăng trừng mắt nhìn về Hoàng Thiên, một câu cũng không nói. Người mà Hoàng Thiên nhìn không thuận mắt nhất chính là bộ dạng đáng ghét này của tên Huỳnh Chí Nam, đánh lại không dám đánh, còn đứng ở đó trừng mắt nhìn người khác à? Như thể có ai sợ anh ta vậy? Không dám à? Hoàng Thiên lạnh nhạt hừ một tiếng, đi đến gần trước mặt của Huỳnh Chí Nam. Chết tiệt, ông đây có gì mà không dám chứ? Tên Huỳnh Chí Nam cứ nói kháy, căng ra đầu lên tràn đầy vẻ anh hùng. Lại không dám sát lại gần trước mặt Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm sao có tâm trạng lãng phí nước bọt với người này. Muốn khiến cho hai người tên chém người này tâm phục khẩu phục, liền vô cùng dữ dội mà tấn công bọn họ, làm cho họ chịu phục một cách triệt để. Vì vậy mà Hoàng Thiên cũng không nói thêm gì nữa, đi vài bước liền đi đến gần trước mặt của Huỳnh Chí Nam. Trong lòng tên Huỳnh Chí Nam đã có chút hoảng loạn, thực lực của Hoàng Thiên, anh ta đã được trải nghiệm qua rồi, biết được bản thân rất có thể không phải là đối thủ của Hoàng Thiên. Về với mẹ của mày đi. Tên Huỳnh Chí Nam hét lên một tiếng, quyết định vẫn là tấn công trước tiên, đột nhiên xuất ra một quyền đối diện trước mặt Hoàng Thiên. Nắm đấm mang theo tiếng gió, tốc độ ra quyền vẫn là tương đối nhanh. Hoàng Thiên lách mình tránh đi một quyền này, vẫn là vô cùng nhẹ nhàng, suy cho cùng thì thực lực của tên Huỳnh Chí Nam này chỉ có thể xem như là bình thường. Sau khi tránh được một quyền này của Huỳnh Chí Nam, Hoàng Thiên vung mạnh tay một cái,
liền nắm lấy cổ tay của tên Huỳnh Chí Nam. Á anh! STT tên Huỳnh Chí Nam vô cùng kinh ngạc, anh ta ngàn lần không hề dự liệu được Hoàng Thiên lại mạnh đến mức này, cùng lúc né tránh một quyền này, còn có thể đưa tay bắt ngược lấy cổ tay của anh ta. Bịch 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 bịch! Đầu gối của Hoàng Thiên mạnh bạo húc vào bụng của Huỳnh Chí Nam, một hơi đánh đến mười mấy cái. Lần này chắc chắn đem Huỳnh Chí Nam hành hạ đến thê thảm rồi, so với đồng bọn còn thảm hơn một chút, miệng vừa mở ra cũng nôn ra một ngụm máu. Chỉ với bản lĩnh này mà vẫn muốn ngông cuồng. Hoàng Thiên lạnh lùng nói mà quát lên, mạnh mẽ đá tên Huỳnh Chí Nam xuống đất. Dầm một tiếng, tên Huỳnh Chí Nam ngã lăn ra đất, vùng vẫy hết mấy lần cũng không đứng lên được. Hoàng Thiên nhìn nhìn hai người tên chém người ngã trên mặt đất, nói với Vũ Thanh, đưa về trước đi. Vâng. Vũ Thanh đáp lại một tiếng, dẫn theo những thành viên cấp dưới, áp giải hai người tên chém người ra ngoài. Đi ra phía bên ngoài, một nhóm người đi lên xe. Hoàng Thiên không có về nhà họ Hoàng, mà là đi đến nơi ở tạm của Vũ Thanh. Nơi mà Vũ Thanh ở là một nhà khách trông không thu hút lắm, đặt được hai căn phòng đã là rất khiêm tốn rồi. Sau khi đem hai người tên chém người áp giải vào nhà khách, đi vào căn phòng của Vũ Thanh. Sau khi đóng cửa phòng lại, Vũ Thanh và bốn thành viên đứng ngay sau lưng của hai người tên chém người, mà Hoàng Thiên thì ngồi ở bên giường, nhìn hai người tên chém người ở trước mặt. Hai người các anh muốn chết hay muốn sống? Hoàng Thiên lạnh lạnh nhìn hai người tên chém người, hỏi bọn họ. Hai người tên chém người đã không còn vẻ kiêu căng như lúc ở hộp đêm khi trước nữa, bọn họ đã ý thức được rằng, ngày hôm nay nếu mà làm không tốt thì cái mạng nhỏ cũng phải bị vứt ở nơi này. Thật sự có những người không hề sợ chết, thế nhưng đó đều là những người đã mất đi niềm tin vào cuộc sống, hoặc là những người chịu phải đả kích vô cùng lớn, ý chí không kiên định được nữa. Giống như hai người tên chém người này, ý chí và khát vọng muốn được sống đó đều vô cùng mạnh mẽ, bọn họ mới không muốn chết đi đấy. Chúng tôi muốn được sống. Cuối cùng Đào Điều Lĩnh không nhịn được nữa, cúi đầu thấp giọng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn nhìn anh ta, từ trong mũi hử lạnh một tiếng. Hai tiểu tử này giả vờ hết nửa ngày, vẫn là những kẻ sợ chết thôi, như vậy liền dễ dàng làm việc hơn nhiều rồi. Muốn sống, ha ha, vậy phải xem biểu hiện của các anh rồi. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, nhìn nhìn hai người tên chém người. Huỳnh Chí Nam nghe thấy Hoàng Thiên nói như vậy, trong lòng anh ta cũng đã nguội lạnh. Anh ta biết rõ, đã bị Hoàng Thiên khống khế mất rồi, làm không tốt, Hoàng Thiên sẽ ép bọn họ làm việc. Cậu chủ Thiên, anh nói đi, muốn chúng tôi biểu hiện như thế nào? Tên Huỳnh Chí Nam thấp thỏm không yên mà hỏi Hoàng Thiên. Các anh đến bệnh viện giết Tôn Hùng Dũng, trên thực tế là muốn tấn công tôi, nhưng lại không có cơ hội, đúng không? Hoàng Thiên trực tiếp hỏi thẳng. Đúng vậy. Tên Huỳnh Chí Nam cũng không giấu giếm, thẳng thắn gật đầu. Tên Đào Điều Lĩnh đó cũng không phát ra tiếng, cũng xem như là đã thừa nhận. Chúng ta trước kia không oán, gần đây cũng không thù, tại sao lại muốn ra tay với tôi? Các anh là nhận lệnh của ai à? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi. Hai người tên chém người đều trầm mặt không nói, bọn họ không dám nói chuyện, càng không dám để lộ thân phận của chủ thuê mình. Hoàng Thiên vừa thấy bộ dạng này của hai người tên chém người, liền biết được ngày hôm nay e là phải dùng chút thủ đoạn rồi. Hai người này không chịu lên tiếng, xem ra chỉ có để bọn họ ăn chút khổ, bọn họ mới chịu nhận tội. Nhìn về phía Vũ Thanh ở bên cạnh, Hoàng Thiên cho anh ta một cái nháy mắt. Vũ Thanh chính là đang đợi Hoàng Thiên ra lệnh đó, bởi vì anh ta đã sớm không còn kiên nhẫn rồi. Đánh cho tôi. Vũ Thanh ra lệnh nói với bốn thành viên cấp dưới của mình. Không được. Hai người tên chém người đồng thanh hét lên, trên mặt đều hiện ra biểu cảm kinh sợ. Thế nhưng bọn họ có cầu xin cũng đã không còn tác dụng nữa, chỉ thấy bốn thành viên cấp dưới của Vũ Thanh đồng thời xông lên phía trước, đối mặt với hai người cao thủ chính là một trận đánh đầy bạo lực. Hơn nữa cách đánh cũng tương đối đặc biệt, không đến mức lấy mạng bọn họ, nhưng mà lại có thể ăn đủ sự đau khổ. Không bao lâu, hai người tên chém người liền chịu đựng không nổi nữa, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thảm đến không thể nói. Tiếp tục đánh đến khi bọn họ nói ra thì thôi. Vũ Thanh lại nói thêm một câu. Rút điếu thuốc ra châm cho Hoàng Thiên, hai người ở một bên xem hết một màn này. Trong lòng hai người tên chém người đầy oán hận, bọn họ hận đến nóng lòng muốn giết chết Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Thế nhưng không có cách nào khác, thực lực không đủ, ở trước mặt Hoàng Thiên và Vũ Thanh, bọn họ phải nằm xuống. Qua 5 phút sau, tên Đào Điều Lĩnh đó thật sự chống đỡ không nổi nữa, rụt cổ mà hét lên, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi nói, tôi đều nói ra hết. Trước tiên đừng đánh anh ta nữa. Vũ Thanh nói, bốn thành viên không đánh tên Đào Điều Lĩnh đó nữa,
toàn bộ đều cùng nhau chăm sóc tên Huỳnh Chí Nam kia. Cứ như thế này, Huỳnh Chí Nam làm sao còn chịu được nữa. Trong khoảng thời gian ngắn liền không chống đỡ không nổi nữa. Đừng đánh nữa, tôi cũng chịu nói, tôi cái gì cũng nói hết. Tên Huỳnh Chí Nam hét lên một cách yếu ớt. Phú Thanh vung tay, ra hiệu cho những người cấp dưới dừng lại. Lúc này hai người tên chém người mới hổn hển thở ra một hơi, lại nhìn trên mặt của bọn họ, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Các anh cần gì phải như vậy chứ, phải chịu một trận đánh mới được sao? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi. Cậu chủ Thiên, tôi nói cho anh biết vậy, chúng tôi là nhận lệnh của Điếu Công đến để giết anh. Đào Điều Lĩnh thô lỗ thở ra một hơi, nhìn Hoàng Thiên nói. Điếu Công, ai là Điếu Công? Hoàng Thiên hỏi. Điếu Công là một biệt danh, họ tên thật sự của ông lão này không ai biết được. Thế nhưng tôi chọn ra một người, hẳn là cậu chủ Thiên nên biết chứ. Đào Điều Lĩnh nói với một âm thanh trầm thấp. Anh đừng có mà thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói thẳng đi. Hoàng Thiên nhìn về phía tên Đào Điều Lĩnh này, đã có chút không còn kiên nhẫn. Còn về người tên Điếu Công gì đó, Hoàng Thiên cũng thật sự không nói nên lời, cái nên này là do ông ta đặt, cũng thật làm màu quá rồi. Tên Đào Điều Lĩnh hoảng hốt nhìn về phía Hoàng Thiên. Lau đi máu mũi, nói, cậu chủ Thiên, người mà tôi đang nói đến, đó là Phượng Đen. Phượng Đen. Hoàng Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn Đào Điều Lĩnh, anh cuối cùng cũng biết được cái tên này là ai phái đến rồi. Đúng vậy. Phượng Đen, cô ta đã có giao thủ qua với cậu chủ Thiên, bây giờ đã chạy trốn đến nơi của thầy cô ta rồi. Đào Điều Lĩnh gật đầu nói. Thầy của cô ta chính là người tên Điếu Công gì đó à? Hoàng Thiên hỏi Đào Điều Lĩnh. Đào Điều Lĩnh có chút kinh ngạc, anh ta không nghĩ tới Hoàng Thiên lại thông minh đến vậy, còn chưa đợi nói ra, Hoàng Thiên đã đoán được rồi. Đúng vậy cậu chủ Thiên, Điếu Công chính là thầy của Phượng Đen. Không hổ là cậu cả của nhà họ Hoàng. Ngài thật sự là rất biết nhìn xa trông rộng đấy. Tên Đào Điều Lĩnh rất nịnh hót mà nói, cố gắng nặn ra một ít nét cười hèn hạ. Hoàng Thiên ngược lại không hề muốn nghe anh ta nịnh nọt, lúc này nói, đừng nói những lời vô nghĩa, hỏi anh cái gì thì anh nói cái đó. Vâng vâng vâng, cậu chủ Thiên ngài cứ việc hỏi, tôi biết được chắc chắn sẽ nói. Đào Điều Lĩnh không ngừng gật đầu. Không như vậy cũng không được, Đào Điều Lĩnh thật sự không hề muốn bị hành hạ nữa, anh ta thật sự chịu không nổi nữa. Thầy của Phượng Đen ở đâu? Nếu như các anh đã nhận lệnh của ông ta đến đây, đừng nói ngay cả việc ông ta ở đâu cũng không biết đấy. Hoàng Thiên nhìn thẳng vào tên Đào Điều Lĩnh với ánh mắt lạnh như băng, anh biết bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, nếu như đám người tên Đào Điều Lĩnh bọn họ cũng không biết thầy của Phượng Đen ở đâu, vậy thật sự phiền phức rồi. Thăm dò qua lời nói và sắc mặt, Hoàng Thiên phát hiện trên vẻ mặt của Đào Điều Lĩnh này lộ ra nét khó khăn hoảng loạn, nhưng mà cũng không trực tiếp nói là không có biết. Hoàng Thiên nhìn thấy liền hiểu rõ, Đào Điều Lĩnh nhất định biết rõ Điếu Công ở đâu. Biết được thì tốt rồi, Hoàng Thiên chỉ muốn tìm ra người tên Điếu Công đó nhanh một chút, cũng liền có thể tìm được Phượng Đen. Về phần người phụ nữ Phượng Đen đó, ngược lại cũng không có vấn đề gì ghê gớm, thực lực của cô ta thật sự cũng chỉ ở mức trung bình. Ngược lại tên Điếu Công chống lưng ở phía sau, hẳn là một tên khó đối phó. Sao vậy, không muốn nói à? Hoàng Thiên làm ra vẻ mặt trầm xuống, hỏi Đào Điều Lĩnh. Tên Đào Điều Lĩnh lòng rối như tơ vò, nếu như phản bội Điếu Công, anh ta sẽ không sống sót được. Thế nhưng nếu như không nói, thì bây giờ ngay cả một ải tên Hoàng Thiên này cũng qua không được. Khi nãy đã bị hành hạ không nhẹ, nếu như lại bị trừng trị một trận nữa, vậy thì thật sự quá thảm rồi. Đào Điều Lĩnh không hề lên tiếng nữa, đứng tại nơi đó mà rơi vào thế khó xử, giống hệt như tên ngốc vậy. Hoàng Thiên đã sớm dự đoán được kết quả này, anh lạnh lùng cười một tiếng, nói với Đào Điều Lĩnh và Huỳnh Chí Nam. Xem ra các anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, được thôi, tôi không cần câu trả lời của các anh nữa. Trong lúc nói, Hoàng Thiên rút một con dao ở phía thắt lưng của Vũ Thanh ra, ánh sáng sắc bén lóe lên từ con dao, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập một luồng sát ý khiến tên Đào Điều Lĩnh và tên Huỳnh Chí Nam dọa đến đái ra quần. Bọn họ nhìn Hoàng Thiên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tên chém người thì sao chứ? Giết Tôn Hùng Dũng còn được, lúc đối mặt với Hoàng Thiên. Hai tên chém người này liền bất giác mất hết khí thế. Anh muốn như thế nào? Tên Đào Điều Lĩnh lắp bắp, giọng nói run rẩy mà hỏi Hoàng Thiên. Đem anh em tốt của tôi giết thảm đến như vậy, anh nói tôi muốn như thế nào? Hoàng Thiên đi qua đó, đưa con dao đâm về phía cánh tay của Đào Điều Lĩnh. A! Đào Điều Lĩnh đau đớn kêu lên, trên cánh tay đã chảy ra máu. Mùi vị này thật sự rất khó chịu, lúc anh ta chém Tôn Hùng Dũng thì cảm thấy rất sảng khoái.
thế nhưng bây giờ bản thân chịu phải một dao này, mới biết được đau đớn đến mức nào. Phụt! Hoàng Thiên hướng về phía cánh tay của Huỳnh Chí Nam, cũng đâm xuống một dao. Lần này một chút cũng không khách khí nữa, Hoàng Thiên cũng là muốn báo thù cho Tôn Hùng Dũng, xả trôi một cục tức này. Hai người tên chém người mới chỉ chịu một dao, tất cả liền gần như sụp đổ. Bọn họ biết được, nếu cứng miệng với Hoàng Thiên lần nữa, chỉ có thể càng bị đâm thảm hơn. Cậu chủ Thiên tha mạng, chúng tôi nói là được rồi chứ. Tên Đào Điều Lĩnh lớn tiếng hét lên, không ngừng cầu xin. Đúng vậy cậu chủ Thiên, chúng tôi sẽ nói cho anh tất cả mọi chuyện, đừng có đâm tôi nữa. Tên Huỳnh Chí Nam cũng mất hết khí thế mà cầu xin. Hoàng Thiên không trừng trị bọn họ nữa, vẫn là để bọn họ nhận tội khai ra, đợi khai xong thì lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Nói đi, tốt nhất là đem những chuyện biết được đều nói ra hết, nếu như không nói thì các anh chịu trận đấy. Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, cậu chủ Thiên, Điếu Công đang ở một nơi cách Hà Nội 100 km, nơi đó thì không cần nói nữa, anh cũng không biết đâu. Đào Điều Lĩnh căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Một nơi rất hoang vu sao, vậy hai người các anh dẫn tôi đi đến đó, không có vấn đề gì chứ? Hoàng Thiên hỏi. Đương nhiên không vấn đề gì, cậu chủ Thiên, anh không giết chúng tôi là được. Đợi sau khi chúng tôi đưa anh đến nơi đó, anh phải thả chúng tôi ra, nếu không chúng tôi rơi vào trong tay của Điếu Công, sẽ sống không bằng chết đó. Tên Đào Điều Lĩnh cò kè mặc cả với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không hề để ý đến anh ta, lúc này nhìn về Huỳnh Chí Nam, anh cũng biết được chuyện gì, nói ra. Huỳnh Chí Nam biết được Hoàng Thiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lúc này khẩn trương nói, cậu chủ Thiên, theo những gì tôi biết được, Điếu Công là thành viên của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, vì thế nếu anh trêu chọc đến Điếu Công, sẽ rất phiền phức đó, chuyện này anh phải cẩn thận mới được. Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường. Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời, đây đều là cái trò lộn xộn gì đây. Đoàn kỵ sĩ cũng xuất hiện luôn rồi, đây đã là thời đại nào rồi, còn có kỵ sĩ của thời Trung Cổ nữa à? Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là cái quỷ gì thế? Hoàng Thiên hỏi. Trên toàn bộ khuôn mặt của Huỳnh Chí Nam đều là vẻ mặt căng thẳng, anh ta vẫn tương đối kiêng dè đội kỵ sĩ Thánh Đường này. Cậu chủ Thiên, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là của bên phương Tây, tình hình cụ thể là gì, tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết được Điếu Công là thành viên của đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, Phượng Đen đó, hình như cũng gia nhập vào tổ chức này rồi. Huỳnh Chí Nam nói với Hoàng Thiên. Đúng vậy cậu chủ Thiên, đoàn kỵ sĩ Thánh Đường rất là lợi hại, cũng rất thần bí, Điếu Công và Phượng Đen đều là thành viên của tổ chức này, vì vậy mà bọn họ căn bản không hề để ý đến nhà họ Hoàng của anh không nên trêu chọc đến mức nào, bởi vì đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là tổ chức nước ngoài, bọn họ ở nước ngoài có ngoại viện đấy. Tên Đào Điều Lĩnh nói thêm vào. Hoàng Thiên nghe xong thì như bị lọt vào các anh đang nói nhảm cái gì đó. Cậu Thiên nói chuyện có khi nào thất hứa không? Vũ Thanh lớn tiếng hỏi. Vâng vâng vâng, là chúng tôi không biết nói chuyện. Đào Điều Lĩnh thành thành thực thực nói. Các anh có thể không cần phải chết nữa, thế nhưng có một món nợ, tôi phải tính rõ với các anh trước đã. Lúc này Hoàng Thiên nhìn hai người tên chém người nói. Khi mà Hoàng Thiên nói những lời này, sắc mặt cực kỳ âm trầm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đào Điều Lĩnh và Huỳnh Chí Nam. Ánh mắt của anh quá sắc bén, Đào Điều Lĩnh và Huỳnh Chí Nam cả người đều không được tự nhiên, cực kỳ khiếp đảm. Trước khí thế cường đại của Hoàng Thiên, lòng của Đào Điều Lĩnh và Huỳnh Chí Nam đều lạnh, bọn họ biết rằng Hoàng Thiên không thể chọc vào, chỉ cần Hoàng Thiên tức giận thì cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không giữ được. Cậu chủ Thiên, ngài muốn làm gì chúng tôi? Đào Điều Lĩnh yếu ớt nhìn Hoàng Thiên. Thật cẩn thận hỏi. Anh ta sợ rằng chỉ cần nói sai một câu, cái mạng nhỏ sẽ không còn nữa. Huỳnh Chí Nam cũng rất căng thẳng, không dám hé răng nửa lời, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, không biết Hoàng Thiên muốn tính toán gì với anh ta. Hoàng Thiên nghe thấy vậy trong lòng bật cười, hai tên cặn bã này, nhanh như vậy mà đã quên hết mọi chuyện. Ha ha, còn giả bộ ngu ngốc với tao sao? Việc mà hai người bọn mày đã làm quên nhanh như vậy. Hoàng Thiên cười lạnh hỏi Đào Điều Lĩnh và Huỳnh Chí Nam. Chúng tôi thật sự không biết, cậu chủ Thiên xin hãy nói rõ. Đào Điều Lĩnh lo lắng nhìn Hoàng Thiên hỏi. Chát! Hoàng Thiên cho anh ta một cái bạt tai, tiếng vang rất lớn, làm cho Đào Điều Lĩnh rớt hai cái răng. Không biết, lúc các ngươi chém Tôn Hùng Dũng, chém rất thích mà không phải sao? Coi việc này như chưa từng xảy ra à? Hoàng Thiên tức giận hét lên. Đột nhiên, Đào Điều Lĩnh biết chuyện gì đang xảy ra, hóa ra Hoàng Thiên muốn báo thù cho Tôn Hùng Dũng. Khi đó, Tôn Hùng Dũng bị chém khắp người đều là vết thương, bị chém tới vài đao. Ra tay đủ tàn nhẫn. Cậu chủ Thiên,
chuyện này, đây đều là hiểu lầm, chúng tôi cũng không muốn. Đào Điều Lĩnh không biết phải nói gì, giải thích một cách yếu ớt. Hoàng Thiên nghe vậy càng thêm tức giận. Có sự hiểu lầm như vậy sao? Chém Tôn Hùng Dũng thành ra như vậy, rồi kêu là hiểu lầm. Đừng nhiều lời, hai người bọn mày cầm dao lên, tự chém nhau, mỗi người phải chém người kia 10 dao. Hoàng Thiên lạnh lùng nói với hai tên chém người. Cái. Hai tên chém người đều chết lặng, để hai người bọn chúng cầm đao chém nhau, việc này mà Hoàng Thiên cũng nghĩ ra được. Cậu chủ Thiên, chuyện này sao có thể? Chém 10 dao sẽ chết người đó. Huỳnh Chí Nam lắp bắp nói với Hoàng Thiên. Vậy thì còn phải xem tay nghề của bọn mày, phải chém sâu vào, nếu vết chém nào không đủ sâu, thì phải chém lại. Hoàng Thiên hừ nói, đột nhiên, hai tên chém người cảm thấy có chút sinh không thể luyến. 10 vết chém như vậy, đau đến chết. Hai người bọn mày tốt hơn nên nhanh lên, nếu không mỗi người 20 dao. Hoàng Thiên thúc giục nói, anh đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hai tên chém người liếc nhìn nhau một cái, đều rất khổ bức, nhưng không có cách nào, nếu không nghe theo Hoàng Thiên, kết cục sẽ càng thảm hơn. Bọn họ chỉ có thể chém theo lời Hoàng Thiên nói, hai tên chém người cầm lấy con dao nhỏ mà Hoàng Thiên ném cho họ, sau đó chém vào nhau. Hai người bọn họ thực sự có cách, lúc họ chém Tôn Hùng Dũng như thế nào thì bọn họ cũng chỉ dùng sức như vậy, độ sâu của vết chém tương tự với vết thương của Tôn Hùng Dũng. Lúc đó chém Tôn Hùng Dũng không tới 10 dao, có lẽ điều này có thể giải thích với Hoàng Thiên, bởi vì bọn họ mỗi người chỉ 10 dao. Lại nhìn vào phòng khách sạn, có thêm tiếng la hét đau đớn, hai tên chém người lao vào chém nhau, cảnh tượng chém nhau rất náo nhiệt. Phú Thanh và bốn thuộc hạ đứng một bên xem tất cả những việc này, bọn họ đều có chút sững sờ, không ngờ Hoàng Thiên lại dùng biện pháp như vậy. Cậu chủ thật sự có biện pháp, ha ha. Phú Thanh nhìn không được ha ha cười lên, nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng thản nhiên cười, không nói gì, nhưng trong lòng anh biết rõ, dù chưa thể giết hai tên chém người này, nhưng đã hứa sẽ báo thù cho Tôn Hùng Dũng thì phải làm được. Không lâu sau, hai tên chém người đã tự chém nhau 10 dao, vô cùng thê thảm. Tuy rằng bọn họ đã thuộc hạ lưu tình, nhưng chém nhau đến mức như vậy, đau đến muốn ngất đi. Cậu chủ Thiên, ngài nghĩ xem chuyện này đã được chưa? Đào Điều Lĩnh run lên, lo lắng hỏi Hoàng Thiên. Được rồi, cứ như vậy đi. Bọn mày băng bó lại đi, lát nữa tao sẽ đưa bọn mày ra ngoài. Hoàng Thiên nói. Đào Điều Lĩnh thật muốn bóp chết Hoàng Thiên, đã bị thương thành như vậy rồi mà một lát nữa còn muốn đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng rất buồn bực, nhưng cũng không dám nói ra, Đào Điều Lĩnh cung kính gật đầu đồng ý, rất sợ chọc giận Hoàng Thiên. Bốn tên thuộc hạ của Vũ Thanh giúp hai tên chém người cầm máu, giúp bọn họ băng bó vết thương. Cậu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vũ Thanh hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói với Vũ Thanh, đương nhiên là đi tìm tên điếu công kia, lão già đó dám phái hai tên chém người này tới, thật đáng giận. Đúng vậy, chúng ta không thể cứ ngồi chờ tên điếu công đến gây phiền toái, chúng ta phải chủ động mới được. Vũ Thanh gật gật đầu. Hoàng Thiên cũng có ý này, thay vì cứ bị động phòng thủ không bằng chủ động tấn công, tìm tên điếu công để giải quyết. Sau khi nghỉ ngơi, Hoàng Thiên mang theo đám người Vũ Thanh rời khỏi khách sạn. Tất nhiên phải đưa cả hai tên chém người theo cùng, nhóm người lái hai chiếc xe rời khỏi Hà Nội. Có hai tên chém người chỉ đường, tìm được điếu công cũng không khó, xem ra hai tên chém người này không có nói dối. Hai tiếng sau, nhóm người Hoàng Thiên đến một nơi hẻo lánh cách Hà Nội hơn 200 km. Nơi này hầu như không có người ở, nhìn xung quanh, chỉ là một vùng đất hoang vắng. Gần đó không có bất kỳ làng mạc nào, Hoàng Thiên nghi ngờ hai tên chém người này đang giở trò, chỉ đường bậy bạ. Hai người các ngươi xác định không chỉ nhầm chứ? Điếu công lại ở vùng hoang vu như vậy sao? Hoàng Thiên nhìn hai tên chém người, lạnh lùng hỏi. Đúng vậy cậu chủ Thiên, làm sao chúng tôi dám dẫn đường bậy bạ chứ? Điếu công sống ở gần đây. Đào Điều Lĩnh vội vàng giải thích với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, Đào Điều Lĩnh đã nói như vậy, vậy thì tạm thời tin tưởng anh ta một lần, lát nữa nếu không tìm được điếu công, đến lúc đó xử lý bọn họ cũng không muộn. Nghĩ đến đây. Hoàng Thiên hướng Đào Điều Lĩnh giơ tay lên, ý bảo anh ta tiếp tục dẫn đường. Đào Điều Lĩnh nhanh chóng gật đầu cùng với Huỳnh Chí Nam đi về phía trước, đi về phía một bụi lau sậy. Phía trước toàn là lau sậy, xe không thể chạy vào, vì vậy Hoàng Thiên đành phải mang theo đám người Vũ Thanh đi vào trong bụi lau sậy. Hai tên chém người cực kỳ thê thảm, trên người còn có 10 miệng vết thương, đi vào bụi lau sậy thì bị xước cứ kêu lên đau quá. Nhưng đau cũng phải chịu đựng, bọn họ mà dám không dẫn đường. Hoàng Thiên thật sự sẽ giết bọn họ.
Hy vọng duy nhất của hai tên chém người lúc này là Hoàng Thiên có thể giữ lời, sau khi nhìn thấy Điếu Công, thì sẽ để bọn họ đi. Sau khi vật lộn đi về phía trước 300 mét, hai tên chém người cuối cùng cũng dừng lại. Cậu chủ Thiên, phía trước chính là ao cá, Điếu Công ra ở chỗ đó. Đào Điều Lĩnh nhỏ giọng đến mức thấp nhất, cẩn thận nói với Hoàng Thiên. Ao cá. Hoàng Thiên nghe vậy hơi giật mình, cứng họng không biết nói gì. Tên Điếu Công này, sống ở ao cá. Xem ra tên của ông ta không phải để không, thích câu cá sao. Hoàng Thiên lúc này không nói gì, qua bụi lau sậy nhìn về phía trước, quả nhiên phía trước có một ao cá nhỏ. Bên cạnh ao cá, có hai gian nhà tranh nhỏ, trông rất đơn sơ. Ống khói của gian nhà tranh nhỏ vẫn đang tỏa ra khói nhẹ nhẹ, bên trong chắc là có người đang nhóm lửa nấu cơm. Con mẹ nhà ông ta, lão già kia dường như đang rất tận hưởng cuộc sống nhàn nhã này. Hoàng Thiên trong lòng mắng một tiếng, tên Điếu Công này rất biết tận hưởng cuộc sống thế ngoại đào nguyên, nơi đây không khí tốt, phong cảnh đẹp, ông ta ở bên cạnh cái ao cá nhỏ này để đi câu cá. Mỗi ngày sống thoải mái như vậy, đúng là một nơi lý tưởng để dưỡng lão. Chỉ là lão già này vẫn còn quan hệ với đoàn kỵ sĩ Thánh Đường, nhưng cũng không nên đến Hà Nội gây chuyện, thật đúng là đáng giận. Hoàng Thiên trong đầu còn đang suy nghĩ lung tung, nhìn Đào Điều Lĩnh và Huỳnh Chí Nam ở bên cạnh, phát hiện lúc này trên mặt hai tên này đều đang rất lo lắng, rất là căng thẳng. Bọn mày sợ hãi sao? Hoàng Thiên thấp giọng hỏi hai tên chém người. Đúng vậy cậu chủ Thiên, Điếu Công tâm ngoan thủ lạt, nếu ông ta biết chúng tôi chỉ đường cho ngài tới đây, ông ta sẽ không lột ra chúng tôi sao? Đào Điều Lĩnh hoảng sợ nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, lúc này anh ta mới nói, Điếu Công ở trong hai gian nhà tranh nhỏ đó sao? Không phải, Phượng Đen vẫn luôn sống ở đây, cô ấy sống ở đây cùng bản thân, mà bản thân của cô ấy chính là Vũ Trà Mi mà cậu chủ Thiên bắt gặp. Đào Điều Lĩnh nói khẽ với Hoàng Thiên, anh ta vẫn hiểu tình hình những chuyện xảy ra trong vài ngày qua. Hoàng Thiên đã hiểu, Vũ Trà Mi bị Vũ Thanh bắt được chắc là bản thân của Phượng Đen. Phượng Đen là đồ đệ của Điếu Công, nhưng Vũ Trà Mi cũng chỉ là bản thân của Phượng Đen, tại sao lại liên quan đến cô ta? Hoàng Thiên thật sự không nói nên lời, cảm thấy Vũ Trà Mi này thật sự không cờ phải. Trà trộn vào, lớn lên xinh đẹp quyến rũ như vậy thế nhưng lại trộn lẫn vào sự việc này, đây không phải là không có việc gì nên đến kiếm chuyện sao? Tạm thời giam bọn chúng lại, tôi đi qua xem một chút. Hoàng Thiên nói với Vũ Thanh, sau đó khẽ động đi về phía trước. Vũ Thanh biết thực lực của Hoàng Thiên không tầm thường, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù sao cảm giác mà tên Điếu Công này mang lại chính là ông ta là một lão già khó đối phó. Cậu chủ, hay là để tôi đi cùng với anh? Lúc này Vũ Thanh nói. Hoàng Thiên gật đầu, anh không có quay đầu lại, vẫn tiếp tục đi lên phía trước. Vũ Thanh đi phía sau Hoàng Thiên, chẳng mấy chốc đã đến trước hai gian nhà tranh. Hai gian nhà tranh nhỏ có cửa sổ, lúc này đều mở cửa. Hoàng Thiên ngồi xổm trước ngôi nhà tranh nhỏ đang có khói tỏa lên, lắng nghe động tĩnh bên trong. Vũ Thanh nhanh chóng đến ngồi bên cạnh Hoàng Thiên, cả hai đều không phát ra âm thanh nào. Chỉ nghe thấy giọng nói từ gian nhà tranh nhỏ, ha ha, Phượng, bạn thân của con không trở về cũng tốt, miễn quấy rầy thế giới hai người chúng ta, hắc hắc hắc. Một giọng nói già nua vang lên, tiếng cười cực kỳ đáng khinh, vừa nghe đã biết không phải loại không có ý tốt, lão già không đứng đắn. Thầy nói vậy là có ý gì? Giọng nói của Phượng Đen từ bên trong vọng ra. Ha ha, con còn chưa hiểu ý của thầy sao? Lúc trước bản thân của con cũng sống ở đây, muốn nói chuyện với con thật không dễ dàng chút nào. Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, thầy muốn nói thế nào thì nói. Lão già ha ha cười nói. Thầy, vậy thầy cứ nói đi. Phượng Đen hiển nhiên rất khó chịu, nhưng vẫn phải kiềm chế. Phượng, thầy đã thích con từ lâu rồi, con xinh đẹp như vậy. Thầy lại cô đơn nhiều năm, con cho rằng thầy không có ý gì với con sao? Lão già không biết xấu hổ nói. Ngay sau đó, chợt nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ gian nhà tranh, còn có âm thanh trách mắng của Phượng Đen. Tốt, hiện tại cánh của con cứng cáp rồi đúng không? Con dám ra tay đánh thầy. Lão già hiển nhiên là rất tức giận, lớn tiếng khiển trách Phượng Đen. Thầy cũng đã 70-80 tuổi, còn con mới ngoài 20. Hơn nữa con còn có bạn trai. Thầy làm như vậy không sợ bạn trai con đến xử lý thầy sao? Phượng Đen không một chút khách khí, lớn tiếng của trách thầy của cô tê. Lão già đúng là thầy của Phượng Đen, biệt danh của lão là Điếu Công. Lúc này lão già kia đã không thể bình tĩnh được, trong gian nhà tranh nhỏ bé này chỉ có lão và Phượng Đen, lão không còn khống chế được suy nghĩ của mình nữa. Phượng Đen mới trở về chưa được một tiếng,
nếu công đã không thể kiềm chế bản thân, bắt đầu động tay động chân. Hừ, còn dám dùng bạn trai áp chế thầy. Con cho rằng thầy sẽ sợ anh ta sao? Điếu công hừ một tiếng lạnh lùng nói. Thầy, tốt nhất ngài không nên có ý nghĩ nhảy nữa, con sẽ coi như không có chuyện gư xảy ra, hy vọng ngài có thể ra dáng thầy một chút. Phượng đen lớn tiếng nói. Chết tiệt, hôm nay con đồng ý thì cũng phải đồng ý, không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Điếu công hét lên, rồi từ gian nhà tranh nhỏ lại có tiếng xé rách đánh nhau vang lên. Chỉ nghe thấy Phượng đen kêu đau một tiếng, sau đó trong gian nhà tranh phát ra những tiếng tát rất rõ ràng. Mẹ nó, không biết tốt xấu, hôm nay ông đây đánh chết mày. Thứ không có lương tâm, tao là thầy của mày, mày dám không theo tao. Điếu công vừa chửi bới Phượng đen vừa tát, tát một cái rất vang dội. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh nhìn Hoàng Thiên, cả người vô cùng hoảng loạn. Tình hình là thế nào đây? Lão già điếu công kia lại cưỡng ép vô lễ người ta như vậy. Đối phương còn là học trò nữ của ông ta. Nghe thấy tiếng đánh nhau bên trong càng lúc càng ác liệt, Hoàng Thiên không nghe nổi nữa, lúc này mới đứng dậy mở cửa gian nhà tranh rồi bước vào. Khi Vũ Thanh nhìn thấy Hoàng Thiên bước vào, còn anh ta canh giữ bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì nữa, vì vậy cũng đi theo vào. Vừa bước vào, trước mắt hiện ra một cảnh tượng khiến Hoàng Thiên giận đến không chỗ đánh. Phượng đen đang nằm trên giường gỗ, một lão già dùng tay bóp cổ cô, tay còn lại liên tục tát vào mặt cô. Phượng đen hiển nhiên không phải đối thủ của điếu công, chỉ có thể chịu đánh. Nhưng khi cô nhìn thấy Hoàng Thiên và Vũ Thanh thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Mày đang nhìn cái gì? Hừ hừ, tao không tin sẽ không đánh phục mày. Điếu công đắc ý hừ một tiếng, sau đó lại tiếp tục tát Phượng đen. Hoàng Thiên, anh, sao anh tìm được nơi này? Phượng đen chịu đựng đau đớn trên mặt mình, hoảng sợ kêu lên. Cô hét lên một tiếng, làm điếu công sợ đến mức tim đập mạnh. Hoàng Thiên, cái tên này, điếu công quá rõ ràng. Lúc trước chính ông ta là người cử hai tên chém người đến chỗ Hoàng Thiên, phải biết rõ. Đương nhiên là ông ta phải biết rõ. Nghe Phượng đen hét lên tên Hoàng Thiên, điếu công hoảng sợ quay đầu nhìn. Không phải sao, hai người đàn ông xa lạ đứng sau lưng ông ta, vậy mà ông ta hoàn toàn không nhận ra. Con mẹ nó, tụi mày vào lúc nào? Điếu công vừa tức vừa có chút sợ hãi, hầm hầm hét vào mặt Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Có hai người phía sau mà ông ta còn không biết, điều này thực sự khiến ông ta công ta nản. Với thực lực và danh tiếng của điếu công, nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, sẽ bị người trong cuộc cười rụng răng hàm. Ông chính là điếu công. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn điếu công, trong mũi hử lạnh một tiếng. Loại cặn bã già cỗi này còn xứng đáng làm tấm gương cho người khác sao? Đánh chủ ý lên người đồ đệ mình, cũng đủ thấy không hề có ý tốt. Biết rõ tao là điếu công, còn dám tới chịu chết. Mẹ nó, mày là Hoàng Thiên đúng không? Điếu công tức giận hét lên, hai con mắt nhỏ màu vàng đảo qua đảo lại, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Tôi thấy ông chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi, phía sau có người mà cũng không biết, đờ mờ còn lớn lối cái gì. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, không chừa chút mặt mũi nào cho điếu công. Đúng vậy, loại người này không xứng có chút sĩ diện nào như ông ta sớm đã không biết xấu hổ là gì rồi. Điếu công tức giận đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, đi vài bước tới gần Hoàng Thiên. Phượng đen vất vả lắm mới thoát ra được, cô ta nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, trong lòng rất sợ hãi. Nếu không phải Hoàng Thiên đột nhiên xông vào, cô ta có thể tưởng tượng được kết cục của mình, nhất định cô ta sẽ bị điếu công hãm hại. Dù đã có bạn trai nhưng cô ta vẫn là người phụ nữ rất truyền thống, nhiều nhất cũng mới chỉ nắm tay bạn trai, thậm chí còn chưa hôn bao giờ. Nếu thật sự bị chính sư phụ của mình hãm hại, thì cô ta thả chết chứ cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Phượng đen trong lòng thật không biết nên nói gì, trước đây cô ta rất hận Hoàng Thiên, nhưng lần này, cô ta cảm thấy được là Hoàng Thiên đã cứu cô ta, nếu không cô ta đã thảm rồi. Mà giờ phút này, Phượng đen thật sự hy vọng Hoàng Thiên có thể đánh thẳng điếu công, ít nhất Hoàng Thiên không có ý đồ bẩn thỉu đối với cô ta, nếu điếu công thẳng, e rằng cô ta không thể tránh khỏi một kiếp này. Phượng đen không dám nói gì, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Mà lúc này, điếu công không có ý định để Hoàng Thiên sống sót bước ra khỏi đây. Lúc đầu, chính điếu công là người mà Lương Thiện Trường đã bỏ ra rất nhiều tiền để nhờ giết Hoàng Thiên. Vì vậy, điếu công đã cử Phượng Đen và Vũ Trà My đi. Còn có hai tên đao thủ đó, chỉ để giết Hoàng Thiên. Nhưng hiện tại, Phượng Đen và Vũ Trà My vẫn chưa thành công, hai tên đao thủ phái tới cũng không có tin tức. Chuyện này khiến điếu công rất buồn bực. Còn nghe được Phượng Đen trở về và nói rằng Lương Thiện Trường đã rơi vào tay Hoàng Thiên.
chỉ nhận được 7 tỷ tiền đặt cọc của Lương Thiện Trường, còn khoản thanh toán 28 tỷ, ông ta vẫn chưa nhận được một xu. Vì vậy, Điếu Công nằm mơ cũng muốn cứu Lương Thiện Trường ra, nếu không 28 tỷ kia sẽ bị ngâm nước nóng. Hoàng Thiên, Lương Thiện Trường đâu? Mày đã làm gì ông ta? Điếu Công trừng mắt hỏi Hoàng Thiên câu hỏi mà ông ta quan tâm nhất. Hoàng Thiên lạnh lùng cười, không ngờ Điếu Công lại trực tiếp hỏi chuyện này, xem ra lão già này không biết hôm nay ông ta phải chết là không thể nghi ngờ, còn không lo lắng cho cái mạng già của ông ta một chút đi. Ông còn có tâm tình hỏi Lương Thiện Trường ở đâu sao? Ha ha, ông không ngẫm lại xem hôm nay ông có thể sống sót rời khỏi đây không? Hoàng Thiên lãnh khốc cười, nhìn Điếu Công nói. Điếu Công trừng mắt nhìn, thực lực của ông ta, chính ông ta rất có tự tin. Ông ta hoàn toàn không đem Hoàng Thiên để vào mắt. Hơn nữa, Vũ Thanh đi theo phía sau Hoàng Thiên, Điếu Công không biết anh ta, cũng không đem Vũ Thanh để trong lòng. Hừm, mày còn trẻ nhưng khẩu khí cũng không nhỏ đâu, mày con mẹ nó có biết mày đang nói chuyện với ai không? Điếu Công hừ một tiếng, miệng mồm thô tục. Lão già kia, còn không mau quỳ xuống chịu trói, tôi sẽ để ông bớt chịu khổ một chút. Hoàng Thiên sắc mặt trầm xuống, nhìn thẳng Điếu Công nói. Điếu Công nghe xong, ha ha cười lớn lên. Ha ha ha, thật buồn cười, thằng nhóc, mày sống không đủ kiên nhẫn bằng tao rồi. Điếu Công vừa nói xong liền phóng như chớp, lạnh lùng đấm một đấm thẳng vào mặt Hoàng Thiên. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, còn nghe được cả tiếng gió vù vù, không phải người bình thường có thể đánh được. Hoàng Thiên đã sớm chuẩn bị, tuy rằng cú đấm của lão già này rất nhanh, nhưng Hoàng Thiên vẫn dễ dàng ứng phó. Chỉ thấy Hoàng Thiên nghiêng qua một bên, sau khi tránh được cú đấm này, anh đột nhiên vươn bàn tay to nắm lấy cổ tay của Điếu Công. Này! Điếu Công chấn động, ông ta ước chừng cú đấm này nhất định sẽ đánh trúng Hoàng Thiên, nhưng không ngờ Hoàng Thiên lại dễ dàng né tránh như vậy, còn thuận tay tóm lấy cổ tay ông ta. Liều mạng muốn rút tay về, nhưng vẫn muộn một bước, cổ tay ông ta đã bị bàn tay to lớn của Hoàng Thiên bắt lấy. Ách! Đột nhiên, Điếu Công thảm thiết kêu lên. Cơn đau buốt ở cổ tay khiến ông ta thực sự chịu không nổi. Mẹ nó, tên nhóc này sao lại mạnh như vậy? Thật kinh khủng. Trong lòng Điếu Công thầm mắng, vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhìn chằm chằm Hoàng Thiên. Bốp! Hoàng Thiên thấy Điếu Công còn dám trừng mắt nhìn, trong lòng thấy rất khó chịu, anh hung hăng tát một cái vào mặt lão già này. Cái tát này rất chắc, cứng cáp, đánh cho Điếu Công vốn đang buông lỏng rớt ra 4 cái răng. Ô oa! Điếu Công há miệng, phun ra một ngụm máu. Sống đến ngần tuổi này, ông ta chưa từng chịu cảnh bạo lực như vậy, bởi vì thực lực của ông ta đủ mạnh, ai dám động ông ta. Nhưng hôm nay, lại ăn đủ như vậy, còn là bị một thanh niên mới hơn 20 tuổi đánh cho thực thảm. Miệng của ông có thể sạch sẽ hơn không? Hoàng Thiên lạnh lùng hỏi, lại tát thêm 2 cái. Nhất thời, khuôn mặt của Điếu Công sưng lên, khóe miệng đầy máu. Chuyện đột nhiên xảy ra, Điếu Công bị đánh đến ngu người, ông ta không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Điếu Công ông ta bị đánh, câu chuyện hài hước gì vậy? Phượng Đen quan sát từ phía sau, cô ta đã sợ đến ngây người. Có lẽ vừa rồi là do cô ta quá thất vọng với sư phụ, với lại cũng bị sư phụ tát tới mấy cái, cho nên nhìn Hoàng Thiên điên cuồng đánh Điếu Công, trong lòng cô ta có cảm giác rất vui vẻ. Họ Hoàng này, mày tìm chết. Sau khi Điếu Công kịp phản ứng lại, liền hoàn toàn nổi giận, từ sau lưng lấy ra một chiếc gai nhọn đâm vào cổ họng Hoàng Thiên. Cậu Thiên cẩn thận. Vũ Thanh lắp bắp kinh hãi, đồng thời hô lớn lên, anh ta nhanh chóng phi tới phía trước muốn khống chế Điếu Công. Bụp bụp. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên cũng không khách sáo, trực tiếp đá bay Điếu Công với tốc độ cực kỳ nhanh và mạnh. Phù phù. Điếu Công lui về phía sau 2-3 thước, ngã ngồi xuống đất, suýt chút nữa còn bị Hoàng Thiên đá văng. Vừa nghĩ tới việc đứng dậy tiếp tục đánh, nhưng Hoàng Thiên không cho ông ta cơ hội, anh dùng bàn chân bước tới dẫm lên ngực ông ta, khiến ông ta nằm trên mặt đất không thể động đậy. Điếu Công ông, xem ông còn cuồng em gái ông bao nhiêu lần nữa. Hoàng Thiên nhìn Điếu Công không nói nên lời, cảm thấy lão già này thật đúng là quá đề cao bản thân mà hạ thấp người khác xuống rồi, thực lực cũng không phải là tốt lắm, mà lại làm như ông ta là một tuyệt thế cao thủ vậy. Còn thu nhận nữ học trò xinh đẹp, theo quan điểm của Hoàng Thiên, tên Điếu Công này thực sự rất buồn cười. Mẹ nó, mày còn dám khinh thường ông đây. Điếu Công tức giận đến lệch cả mũi, tức giận nằm lăn ra trên đất mắng. Muốn để cho người ta coi trọng ông thì phải thể hiện được thực lực của mình. Đến, tôi cho ông một cơ hội, đứng dậy đánh tiếp đi. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng, buông lỏng Điếu Công ra, ra hiệu cho ông ta đứng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.